chương 2004, náo nhiệt. Thế giới rất lớn, đều muốn đi xem. Sóng đủ rồi, cái kia phải về nhà. Triệu bân đám cũng rất tự giác, ở tại thần giới náo loạn một trận, chiến lược tính rút về rồi tiên giới. Oanh, ầm vang, chờ đợi trí thần minh hải, chính thấy lôi minh thiểm điện. Có người phong thần độ kiếp, hơn nữa không chỉ một cái. Thực cho người mặt dài nơi nào, chúng thần đều nhìn phía đế tiên, bởi vì độ kiếp giả, chính là nàng tòa hạ cửu đại thần tướng thật ăn ý lại tại đồng nhất ngày thành thần đối với cái này đế tiên cũng không ngoài ý muốn nàng tòa hạ thần tướng vốn cũng không phải là thời đại này người nếu không phải năm đó bị nàng phủ đầy bụi từ lâu bước vào thần cảnh bây giờ chỉ là hậu tích bạc phát mà thôi những ngày qua cũng không có nhàn rỗi a à. triệu bân liếc mắt một cái nhìn tận trí tôn thành thêm không thiếu khuôn mặt xa lạ lại nói tu vi cảnh giới đều có tinh tiến mà lại còn nhiều hơn không thiếu thần minh. Trở lại, thủy thần cất bước ngạo kiều tiểu cước bước, đạp thiên mà đến. Chí tôn thành trong, cũng có bó lớn bóng người như chiều tuôn ra. Dân phong rất biêu hãn nơi nào. Man thần sờ lên cầm, trái nhìn nhìn phải. Nhìn cái này nhất bang oát con, phần lớn đều phỉ trong phỉ khí, biết là thần chiều nhân tài, không biết, còn tưởng rằng là cái nào chóp núi cường đạo đâu cái này cũng không có cái gì, chủ yếu là, nhiều hơn phân nửa đều mặt mũi bầm dập. Không cần đi hỏi thăm, liền biết như thường ngày làm không ít trận chiến. Hồng hoang chi thể, tiên thiên đạo thể, thái sơ hoang ma thể. Lại vẫn có ngoại vũ trụ đấy, ân, không sai. Tổ thần cầm lấy một quả trái cây, một bên gặm một bên xem. Hắn có một tật xấu, liền yêu thích đặc thù huyết thống. Đến trước, vì cho triệu bân lấy máu, hắn còn gọi này hàng một tiếng sư tổ, cái này rất tốt sao chỉ cần có thể lấy máu hồ tổ tông cũng không có vấn đề gì bối phận cái gì không trọng yếu hắn chủ yếu ưa thích cất chứa xem qua hầu tử hắn lại liếc về phía rồi một phương khác quả thật nhiêu tầm nhiêu mã tầm mã thú lấy quần phân cái kia tất cả đều là động vật có hầu tử có đại bằng có kỳ lân có hung hổ cầm một cái nồi lớn hầm cách thủy rồi ngươi nhìn cái gì viên thần miệng vỡ liền mắng đến ngươi tới đây Tổ thần cũng không quản viên thần có nguyện ý hay không, một tay khoác lên rồi người trên bờ vai, ôm lên liền đi. Phía sau xem, cái kia chính là ca lưỡng tốt. Vô đảo, biệt lai like vô dạng a. À. Chúc không, thật lâu năm không gặp ngươi rồi. Minh thần đúng không? Nghe tiếng không bằng gặp một lần. Thần long đạo tôn cùng nhân quả đạo tôn một trái một phải, một người cầm lấy một đống phù chú, nhìn người nào không vừa mắt, liền dán lên một đạo, là làm ký hiệu, đợi rãnh rỗi, nhất định hảo hảo gọi một phen tựa như đã từng là ba đại chế tài giả, liền càng xem càng ngứa tay. Sự tình không lớn, chúc không ước lượng rồi ước lượng tay, vô đạo cùng minh thần thì tại ngáp. Tự đến rồi thần chiều, bọn họ không có một ngày không bị đánh đấy, sớm mẹ nó thói quen. Thật nhiều đại thần nơi nào. Thần chiều chi nhân cũng ở đây xem, xem hoa mắt. Tiền bối đám còn tốt, ngược là tiểu bối đám, với những cái kia mới nhập thần hướng chi nhân, trái tim nhỏ đều đập bịch bịch, vạn không nghĩ tới, đến rồi cái này nhiều đại lão, trong đó có như vậy mấy cái, chưa nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Quả nhiên, cây lớn tốt hóng mát, gia nhập thần chiều rất sáng suốt. Đang khi nói chuyện, thiên kiếp đã kết thúc, cửu đại thần tướng đều tàn phế, càng thuộc về đệt bát thần tướng, nên là quá lần thượng thương đố kỵ, bị xét đánh chỉ còn một nửa nguyên thần. Còn tốt, đều không cần lo lắng cho tính mạng. Mà thần chiều, tắc lại thêm cửu tôn thần. Siêu, đế tiên nhẹ phẩy ống tay áo, cuốn theo chúng thần đem vào trí tôn thành. Về nhà, Triệu Bân cười một tiếng, đi đầu một bước mở ra rồi bước chân. Đều người trong nhà, không ai tiếp khách khí, trong nháy mắt hòa mình. Như tinh nguyệt cổ thần, thấy rồi vội ưu tiên tử, không nói ra được cảm khái, đây chính là nàng đã từng là bổn tôn. Như lôi thần truyền thừa, thấy khô lâu người, trong nháy mắt quỷ cúi một phiến. Cũng như trường sinh tiên cùng bất niệm thiên, thấy đại la tổ tiên, kích động nhiệt lệ doanh khuôn, chào đón tự tại thiên tàn niệm, một hồi lâu cũng không có kịp phản ứng. Nói tóm lại, bầu không khí vẫn là rất hòa hợp đấy. Cái này là, đại đạo thiên cục, chả bị khóa ở vĩnh hằng giới vũ ma, trước mắt kinh ngạc. Đạo bản thiên cục, nàng gặp qua không ít, vẫn là lần đầu thấy chính phẩm, quả như đồn đại, đoạt thiên tạo hóa. Trước tạm chữa thương, vào thanh, một đám đại thần liền riêng phần mình nhập quan rồi. Toàn thân trở lui rồi không giả, nhưng sự tình không xong, cấm khu sẽ không từ bỏ ý đồ, khó tránh khỏi, đang tại đánh tới dọc đường, như thế, phải mau chóng khôi phục. Đương nhiên, cũng có kháng đánh đích nhân vật, không cần bế quan. Tựa như triệu công tử, lúc này liền chặt rắt lấy sơ dao không thả. Trước kia đã nói rồi đấy, trả lạc hà tự do, có thể này nương môn nhi, căn bản không đề cập tới cái này gốc dạ. Ta đã trả nàng tự do, sơ dao bày tay, nói mò, người đâu triệu bân lại đuổi theo hỏi ngươi ra sư tôn, sơ giao lưu lại một lời nói, xoay người không thấy. Không nói sớm, triệu bân không lại đuổi theo, chạy đi tìm nguyệt thần rồi. Không khéo, nhà hắn Tú Nhi chính đang bế quan ở bên trong, còn có đế tiên, cũng vào ngủ say. Đồng dạng bế quan đấy, còn có diệu ngữ, là bị nguyệt thần mang đi đấy, chính phải luân hồi chi lực tẩy lễ. Nên là không ngại, triệu bân cuối cùng nhìn thoáng qua, chậm rãi thối lui. Chờ đợi trở về ngọn núi, chính thấy một người ngồi ở cây già dưới cầm lấy châm tuyến, tại khẽ hở dệt đồ lót. Đúng là giao nguyệt cung chủ. Bây giờ nàng, cùng ngày xưa có chút khác biệt, dưới bụng hơi hơi hở ra đấy. Ai nha? Triệu bân như gió mà tới, con người sáng loáng chỉ ngói lượng. Chăm chú như vậy nhìn lên, giao nguyệt trong bụng, tựa như có một cái tiểu sinh linh. Điều này hiển nhiên là mang thai. Cũng đúng, ba ngày ba đêm a à. tuy là thương pháp lại không chuẩn, cũng có thể làm được một cái cũng chính là nói, hắn lại muốn làm cha. Lại, vì cái gì nói lại, bởi vì Lạc Hà trong bụng còn có một cái. Khác biệt chính là, sơ giao là hóa thân có thai, giao nguyệt là bổn tôn mang thai. Các nàng, đúng lúc là ngược lại lấy đấy. Có thể nhìn đủ rồi giao nguyệt mắt liếc. Không sai, triệu bân ha ha cười một tiếng, chả vô thức rũi tay. Nhưng, không đợi hắn chạm đến, giao nguyệt liền cho nàng đổi một người, đổi ai đó. Xích diễm nữ soái sở lam, hóa thân sao, bồn tôn ngủ một hồi, nàng cũng không liền đi ra. Nói đổi, cũng không xác thực, bởi vì nàng trạng thái rất là kỳ quái, cách ba năm lần, liền sẽ không hề dấu hiệu ngủ say một phen, thật vừa đúng lúc, để cho người nào đó bắt kịp rồi. Triệu bân, sở lam vô thức lui một bước. Đã lâu không gặp, triệu bân ho khan, lại thu tay về, không phải bản thân nàng dâu, cũng không thể sờ loạn. Tốt, đã lâu không gặp. Sở Lam có vẻ bối rối, gương mặt còn có một tia đỏ ửng. bổn tôn trí nhớ, nàng bao nhiêu cũng có thể chứng kiến một chút. Nguyên nhân chính là có thể chứng kiến, mới thấy nhiều hương diễm hình ảnh, không muốn quá nồng nhiệt. Huyết mạch làm ra, triệu bân sờ soạn cái cằm, cao thấp quét suy tính sở lam. Giao Nguyệt bỗng nhiên ngủ say, hơn phân nửa cùng nàng trong bụng tiểu sinh linh có quan hệ. Trung quy, bọn họ đều từng làm thiên sát cô tinh bọn họ dựng dục tiểu oa nhi nơi nào có không có kỳ dị chi lực giao nguyệt tiền bối nói chờ đợi hài tử sinh ra liền trả cô cô tự do gió nhẹ nhẹ phẩy cuốn theo một vòng nữ tử hương có người lên núi đến đúng là sở vô sương tới một đạo đấy còn có long phi phượng vũ bạch nhật mộng thanh giao u lan nhan như ngọc mục thanh hàn yên vũ vô luận từ chỗ nào xem đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh đại quản gia thủy thần nói lần này đến quá nhiều, thành trong phòng ốc chưa đủ được, kết quả là, liền cho bọn hắn đuổi nơi này, trụ cùng nhau, nhiều náo nhiệt a. À. chương 2005, vô đề. Nghe không có nghe nói, vài ngày trước, thần giới có thể náo nhiệt. Ân, vĩnh hằng thể nhục thân thành thần, vẫn là hố được một đám trí tôn. Thần ma đại chiến nơi nào, không được cho thiên trọng nhất cái đại lỗ thủng ra tới. Trong đêm tiên giới, cũng không bình tĩnh, càng thuộc về bóng người căn cứ, nhiều nhất líu díu thanh âm, làm cho mà nói sự tình, đều thần giới náo động. Nhiều người địa phương, từ không thể thiếu mua bán, chào hàng trí nhớ tinh thạch đấy, tùy ý có thể thấy được, tinh thạch ở bên trong, phòng ấn đều là thần giới náo động lúc cảnh tượng, đặc biệt tranh đua. Lại có người phát tài. Không ít người lời nói thấm thiên nói, nói đúng là đám kia chào hàng trí nhớ tinh thạch người. Những cái kia, đa số hóa thân, mang trí nhớ cái chủng loại kia. Về phần hắn đám bổn tôn. Nhiều ở tại thần giới, nơi nào nơi nào có náo nhiệt, liền hướng nơi nào gom góp, xong việc nhi, đem thần giới bát quái, truyền cho hóa thân, chế thành trí nhớ tinh thạch, khắp nơi bán, đi chính là một cái suy tính. Tiên giới lưỡng giới tin tức liên hệ, chính là như vậy đến đấy. Mua bán làm nhiều lần rồi, cũng không liền trở nên giàu có rồi sao? Tiên giới xảy ra đại sự rồi. Đám lão già này khứu rác, không phải bình thường linh mẫn, đã ngửi được nguy hiểm khí tức cấm khu ăn như vậy đại thiệt thòi, có thể từ bỏ ý đồ không được đến tiên giới lại hẹn một trận a. Có thể tìm được Triệu Bân còn tốt. Vẫn là tìm không được, tất lôi đình tức giận, tất có sinh linh bởi đó gặp nạn. Sở dĩ sớm trốn đi thì tốt hơn. Nếu không thì thế nào nói là càng già càng lão luyện, tính chính là chuẩn. Thần giới một đám đại thần, thật liền xuống rồi, mà lại là ngũ đại cấm khu dẫn đội, vừa rồi hàng lâm tiên giới, liền hủy một phiến tinh vực, thanh thế dị thường to lớn lên trời xuống đất đều không có lối đi. Tiên tôn hừ lạnh một tiếng, thúc giục chấn tiên kỳ. Phật tôn tác huy động áo cà sa, gọi ra khốn Phật chung. Bà la cũng không nhàn rỗi, phục ma thiên tán ẩm ẩm mở cửa. Sau đó, chính là thần khư cùng ma vực chi chủ, đều tế ra bản thân hoang thần binh, đánh nhau phải trước tìm người, lấy trí cao thần khí định vị truy tung, trực tiếp nhất. Nguyệt thần, đế tiên, triệu bân, chuẩn bị thừa nhận chúng ta lửa giận A. À chúng thần nghiến răng nghiến lợi, nhiễm nhiên đã ép không được sát ý. Oanh! Ngũ đại hoang thần binh đều rung động mạnh, vạn đạo quang mang nở rộ. Nhưng, trói mắt không có nghĩa là dễ dùng, bởi vì đây là tiên giới. Tiên giới tốt, trí tôn lần áp chế, trí cao thần khí đồng dạng không ngoại lệ, như định vị cùng truy tung, ở tại thần giới có thể buông ra trình, nhưng ở cái này không thế nào có tác dụng. Tìm không được, chúng thần trông mòn con mắt, đám hơn phân nửa đêm, lại đợi cái cô quạnh cấm khu chi chủ sắc mặt, cũng dị thường khó coi, xem thường đại càn khôn rồi. Trưa nay, liền là đối phương che giấu, có lực lượng thần bí, trở ngại truy tung. Có tiện hay không chỉ cái vị trí. Bà La Ma Thần Đạm nói, lời là đối với tiên giới chế tài giả thuyết. Chúa Tể là thân dung đại càn khôn đấy, tìm nàng hỏi thăm trực tiếp hơn. Nàng mà nói, chế tài giả tất nghe thấy, lại không nửa phần đáp lại. Thượng thương sớm nói qua, không được nhúng tay thế gian, nếu không thì tất gặp xét đánh. Hơn nữa, nàng thế nhưng phụ nữ đàng hoàng, phải thành thật bổn phận thủ quy củ. Tốt, rất tốt. Tân nhiệm chúa tể không nể tình, bà la có chút không nhịn được mặt. Nàng rất mang thù, chế tài giả đúng không? Người có thoái vị ngày đó. Tìm, cho ta tìm. Tiên tôn băng lãnh cô quạnh lời nói, vang vọng minh mông tinh không. Sát khí tùy theo lan tràn, chúng thần trước tiên chạy về phía tứ phương oanh phanh nguyệt quang lung chiều hạ xuống trí tôn thành cũng rất không bình tĩnh tự đứng ngoài đi nghe nhiều chấn thiên ẩm vang đến gần nhìn lên mới biết là có người đánh nhau xem đại chiến giả hẳn là viên thần cùng man thần đều là hiếu chiến đích nhân vật một lời không hợp cũng không liền cầm vũ khí rồi sao đánh truy chết hắn xem náo nhiệt không chê sự tình đại dưới đài ô ương một phiến tất cả đều là người đầy hứa hẹn viên thần hò hét trợ uy đấy cũng có làm man thần vũ động chiến kỳ đấy, gào thét kinh thiên địa quỷ thần khiếp, tràng diện rất náo nhiệt. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều có như vậy nhàn hạ thoải mái. Như thủy thần, như ma vương, như u u lão đạo, lúc này liền một người nắm một cái kính viễn vọng, nhìn chằm chằm vào triệu ra ngọn núi, nhìn lại xem, một bên xem vẫn là một bên nói thầm. Thế nào không có động tĩnh lạc? Động tĩnh vẫn phải có. Cái kia không, triệu công tử chính đặt cái kia phân bảo bối đầu thần giới một nhóm, không biết lột rồi bao nhiêu tài vật, thấy giả đều có phần sao. Người nha, lãng phí tài nguyên nơi nào. Hoàng đế không vội, gấp thái dám chết bầm. Trong bóng tối giò ngó lão ra hỏa, đều đặc biệt phát hỏa. Tại đây, còn có đi lên quấy rối đấy, phần lớn là triệu bân cố hiếu, như chiến thiên hành, như hạo thiên. Đó là lưu loát một mảng lớn, cũng không biết giả ngu hay là thật không có nhãn lực độc đáo, sửng sốt tại ngọn núi bãi nổi lên tiệc rượu, uống không mặt mũi không có ra Cấm khu dẫn người hàng lâm tiên giới rồi. Cho đến đại điện có người truyền âm, thủy thần bọn người mới rút lui. Họp, hơn nửa đêm họp, đại đạo thiên cục tuy nhiên ảo diệu, nhưng đối phương, sớm muộn sẽ tìm đến, một trận đại chiến không thể tránh né, cần sớm làm chuẩn bị. Chẳng biết lúc nào, triệu bân mới đi xuống sơn phong. Chí một tòa cỏ tranh trước phòng, hắn chậm rãi định thân phụ thân liền tại đó, chính ôm bí quyển vùi đầu xem. Tự nhiên không phải đồ Tết, là tiền bối truyền xuống tới ngộ đạo chân lý. Hắn rất khắc khổ, tập trung tinh thần tu luyện, cực tẫn để thăng cảnh giới. Phong tình cổ thần nói, lúc nào có thể đánh bại nàng, liền lúc nào phóng phù dung. Cái này, chính là hắn cố gắng mục tiêu, thậm chí mỗi ngày suy nghĩ, chính là thế nào đem cô nương kia nhi quật ngã. Ai? Triệu bân trong lòng thở dài, kỳ thật, hắn có thể giúp làm sao, vong tình cùng phụ thân ước hẹn trước, hắn điều này thực không tốt ra tay độc ác, vạn nhất đem vong tình đánh buồn bực, mẫu thân trở lại không thể có vạn lỗ tai hắn a. À. Vân Nhi, thấy Triệu Bân, Triệu Uyên mới để xuống thư tịch. Hắn cười hiền hòa, cũng cười lúng túng. Làm sao lúng túng lặc, vong tình cổ thần không thấy hắn, cũng không cho hắn lên núi. Đến, Triệu công tử liền tự giác rồi, lôi kéo phụ thân liền lên rồi. Vong tình là ở đấy, thấy cái này hai người, thần sắc có vẻ đạm mạc. Đương đương, triệu bân không cái gì lời thừa, một cây đao cắm trên mặt đất, ngụ ý rất rõ ràng, hoặc là thả ta nương ra tới, hoặc là hai ta luyện một chút. Dễ dùng, cái này dễ dùng, vong tình cổ thần hít sâu một hơi, thật liền ngủ say rồi. Phù dung tùy theo thức tỉnh, trong mắt có một vòng lệ quang lóe lên. Mẫu thân, phụ thân, các người trò chuyện. Triệu bân cười thối lui, trước khi đi trả lại cho triệu uyên đút rất nhiều tu luyện tài nguyên với đánh nhau dùng pháp bảo kỳ vọng phụ thân sớm ngày đánh bại vong tình cổ thần chân núi hắn bắt gặp phân yên như một cái cô hồn dã quỷ đặt cái kia mộng du tu mộng chi đạo đấy mộng du là chuyện thường khó tránh khỏi liền đang ở trong mộng đại triệt đại ngộ rồi hắn lại hiện thân chính là một tòa u tĩnh ngọn núi nhỏ đánh thật xa liền thấy cơ ngưng xương lập dưới tảng cây lẳng lặng ngóng nhìn tinh không nhiều ngày không thấy, nàng tu vi không có tinh tiến, mộng chi đạo ngược lại lột xác không thiếu. Ai? Triệu bân lại một tiếng thở dài, có phần biết cơ ngưng xương tâm cảnh. Đang ở tha hương, có nhà về không được, hắn cũng trải qua. Trăm năm thời gian, cho người khác mà nói, có lẽ rất ngắn ngủi, nhưng tại cơ ngưng xương mà nói, nên là sống một ngày bằng một năm. Siêu! Hắn nhìn lúc, cơ ngưng xương mạch biến mất rồi, cũng không biết là vào mộng rồi, vẫn là tỉnh mộng cố hương rồi, nếu thật có thể dùng cái này pháp trở về, cũng tất cả đều vui vẻ. Diệp thần người còn tốt, triệu bân lầm bẩm lời nói. Nhiều ngày không thấy, thật là tưởng niệm ngoại vũ trụ tốt cơ hữu. chương 2006, Đan. Chiếu đến tinh huy, triệu bân vào trí tôn thành đại điện. Hắn đến lúc đó, chúng tiền bối đã ở rồi, chính tụ tập nhi ngửa đầu xem. Trong điện có tinh không, này đây vô thượng thần thông diễn hóa ra đến đấy, không chỉ nhìn xem minh mông, năng lực cũng đoạt thiên tạo hóa, có thể dòm ngó ngoại giới càn khôn. Những ngày qua, các ngươi là thật không có nhàn dỗi a. À. Triệu Bân sờ lên cầm, cũng ly kỳ thưởng thức tinh không, trong đó biến hóa vô tận, dù là hắn đều xem hoa mắt. Đi một chuyến thần giới, sẽ không mang điểm tốt thú vị trở về đạo tiên ngáp một cái. Trong lời nói ngụ ý tặc rõ ràng, có đồ tốt liền lấy ra đến a. À. Đúng lúc đoàn người đều tại, phân một phần, nhất định có. Triệu Bân vung tay lên, chuyển ra rồi một đại chồng chất bí quyển. A à, không đúng, là hỏa quyển, tục xưng đồ tết, vượt qua thanh động thái bản cái chủng loại kia. Đến, người đấy. Hắn như cái chào hàng đặc sản người bán hàng rong, ôm hỏa quyển lần lượt phát. Đương nhiên, chỉ phát nam đàn ông, nữ tiền bối coi như xong, đã thấy nhiều thương cảm tình. Có hậu bối thế này. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Đám lão già này tán dương, vẫn là rất chỉnh tề đấy. Ngược lại một đám nữ thần, tâm tình không phải tốt, tốt xấu là thần triều chi chủ, thế nào chả khác nhau đối đãi lạc. Vẫn là nói, giới tính kỳ thị không phải vậy, vì sao không cho bọn ta phát? Phát, đều có. Chào hỏi nam đàn ông, cái kia chính là nữ đồng chí rồi. Triệu công tử vẫn phải điểm mặt đấy, cho nữ tiền bối nhét bảo bối, chính là thường nhiều hơn, phần lớn là chút hộ thể pháp bảo cùng đan dược bí quyển, cấp bậc cũng không thấp. Ân, ta lòng rất an ủi. Nam đồng bào chưa nói xong mà nói, nữ các tiền bối bổ sung rồi. Không ai khách khí, bởi vì họ triệu ra hỏa này, là một cái đại thổ hào, hắn ở tại thần giới quang huy sự tích, từ lâu truyền khắp tiên giới, quỷ mới biết được lột rồi chúng thần bao nhiêu bảo bối. Vô nghĩa quy vô nghĩa, đám người cường hán cũng không quên chính sự. Ngũ đại cấm khu đã xuống rồi, chính đầy tiên giới tìm người, trận chiến không phải bình thường to lớn, tìm ở đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, sớm làm chuẩn bị thì tốt hơn đại đạo thiên cục có thể hay không khiêng được trí cao thần khí oanh kích. Triệu Bân hỏi, hoang thần binh tại tiên giới lần càn khôn áp chế, sử dụng không ra mạnh nhất lực sát thương, trong thời gian ngắn, thiên cục hoàn toàn có thể khiêng được công phạt. Thủy thần ung dung nói, sợ là sợ, đối phương chết dập đầu, đáp hỏa thần minh ước lượng rồi ước lượng tay. Chuyện đó không giả, thương miểu lão thần đổ một ngụm rượu, càn khôn áp chế chính từng bước yếu đi, mỗi suy yếu một phần, trí cao thần khí tại tiên giới liền cường một phần, Thời gian lâu rồi, thiên cục tất phá. Nghe ta đấy, đem thiên cục chuyển qua phàm giới, đáng tin không sơ hở tí nào. Nói chuyện chính là chúc không từng làm phàm trần chúa tể, hắn cái này sợ rồi liền muốn trở lại trốn cũ. Âm Tào Địa phủ cũng không tệ, Minh Thần xen vào một câu. Đừng sợ a, à, theo chân bọn họ làm. Lấy cái gì làm, một lời nhiệt huyết. Đại điện tiếng nghị luận không dứt, người một lời ta một câu, chỉnh tặc náo nhiệt. Ý kiến sao? tất nhiên không thống nhất. Chủ chiến giả có, muốn tạm lánh phong mang giả cũng có. Trung quy, đó là ngũ đại cấm khu, tới chợ chiến thần, cũng nhiều không kể xiết, thật muốn cứng rắn làm, toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta, thiếu chính là thời gian. Luôn luôn cường thế thì minh cùng phách đao, cũng tới một phen hàm xúc lời nói. Đặc biệt là thì minh, tại chỗ thuộc về hắn bối phận cao nhất, cũng thuộc về hắn sống lâu nhất xa, nhất biết cấm khu đáng sợ, dù là tại tiên giới lần áp chế, cũng đồng dạng có thể hoành đẩy tới tôn thành. Như đến một trận thiên kiếp náo nhiệt náo nhiệt, vậy thì khác nói. Vô đạo nhéo nhéo dâu rìa. Lời này vừa nói ra. Trong điện người đều không hẹn mà cùng nhìn phía triệu bân. Đó là một cái thiếu thần, vẫn là không để ý nhi bước ra phần còn lại nửa bước, ắt có một trận so hư vọng chi hà càng bá đạo thần phạt, phối hợp cái kia yêu nghiệt cấp bậc, tìm người nhiều địa phương độ kiếp, nhất kích không được chết một phía nơi nào rất tốt. Vạn chúng nhìn chăm chú dưới triệu công tử cứ vậy mà làm một câu như vậy. Chúng tiền bối vẫn là để mất hắn, đây là muốn không châu bắt chó đi cày sao. Biện pháp là không sai. Có thể con đường này không phải đi tốt. Phải biết, hắn còn có cấm kỵ đạo thương trong người. Mong muốn phong thần, hắn phải trước vượt qua đạo này khảm. Còn nữa, thần môn đã vỡ, dù hắn có tự tin nghịch thiên mà lên, đại đạo thiên cục cũng chưa chắc có thể khiêng cho đến lúc đó. Đêm khuya, đám người cường hãn mới ra đại điện. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Làm một cuộc nóng người, cũng không quá nhiều trở ngại. Bức là ta lão bản hành A. Trong núi U tĩnh tiểu đạo, Triệu Bân đi một đường nói thầm một đường. Nói qua, hắn chả nhìn thoáng qua vĩnh hằng giới. Con tin sao, hắn cái này có không ít. Vũ ma rất đáng tiền, thần khư chi tử càng đáng giá. Khai chiến trước, trước tìm cái chỗ tâm sự giá cả, nên là không ai nói hắn không nói võ đức. Xa hơn phía sau cái kia chính là đi dạo cầu kỹ thuật sống rồi, làm gì cũng có thể cho thần chiều tranh thủ chút thời gian, khó tránh khỏi nháo nháo, hắn liền phong thần. Ân, bộ này đường là rất đúng. Ai? Chân núi góc rẽ, hắn mạch định thân, mũi trả đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Hơn nửa đêm đấy, có người luyện đan, mà lại phẩm dai kỳ cao, nồng đậm đan mùi thơm, người chi vui vẻ thoải mái, liền trong núi hoa cỏ, đều biến sinh cơ giạt rào tới sớm không bằng đuổi phải đúng dịp. Triệu Bân từng bước một lên như diều gặp gió, đã rơi vào một ngọn núi. Như hắn sở liệu, có người ở luyện đan, là một cái bình thường thanh niên, vô luận từ chỗ nào xem, cũng giống như cái tiểu tú tài, thanh kỳ suốt trần, không nhiễm thế gian không sạch sẽ. Tam thanh đan thần, Triệu Bân mang theo bầu rượu, chậm rãi đi tới. Hắn cùng với đan thần, rất có nguồn gốc đấy, năm đó đan thần bảo điển, liền truyền tất cái kia hóa thân hắn tại luyện đan lĩnh vực có thể có được hôm nay tạo nghệ, bảo điển không thể bỏ qua công lao. Thần triều chi chủ hảo sinh thanh nhàn, đan thần khẽ nói cười một tiếng. Triệu bân nghe thấy chi, lông nghi chọn lão cao, không tự giác giữa, trả nhiều nhìn thoáng qua đan thần. Không trách hắn như thế, chỉ vì đan thần vừa rồi câu nói kia, là giọng nữ. Nhìn một chút, hắn liền chôn đầu, không ngừng bóp mắt, đan thần luyện đan là nhất tuyệt, che giấu thần thông, cũng là bá đạo đến cực điểm, một tầng thần quang lung chiều khí lực thiếu chút nữa hoảng mù mắt của hắn ngươi là nữ triệu bân một bên bóp mắt vừa nói ta có nói qua ta là nam đan thần cười cười là không có nói qua triệu bân ho khan thần sắc không khỏi lúng túng là hắn năm đó tầm mắt quá thấp không biết bộ mặt thật mà vương cũng là cũng không có cùng hắn sách cái này gốc dạ hắn còn nghĩ lấy cùng đan thần bái cá biệt tử đâu o o -n, n g đang khi nói chuyện đan lô mạch một hồi oanh run rẩy chợt liền thấy đan khí mãnh liệt, tựa như một phiến biển cát. Tùy theo mà đến, chính là đan chi dị tượng, diễn đầy thiên khung. Triệu bân cái này mới nhìn rõ, đan thần luyện đan dùng không phải hỏa, mà là tinh huy nguyệt quang. Đều là luyện đan sư, hắn liền điểm lúng túng. Ít nhất, luận thuật luyện đan, hắn cùng với vị này kém nhất thiên nhất địa. Siêu, hắn nhìn lúc, đan đã thành, có hào quang trùng thiên. Đó là một khỏa kim sắc đan dược, hàng thật giá thật thần đan có bí văn chữ khác vào đồ vật có pháp tắc vần quanh tĩnh tâm lắng nghe còn có thể phải nghe thấy ảo diệu đạo âm không có đan lôi triệu bân sờ lên cái cằm dứt lời liền nghe lôi minh hư vô thiểm điện xé rách đan thần liền đại thần thông rồi ngọc tay áo nhẹ phẩy trực tiếp dẫn lôi kiếp nhập đan hẳn là đem lôi cùng điện hóa thành viên này đan chất dinh dưỡng thậm chí đan thể bên ngoài ngoại trừ vầng sáng cùng pháp tắc lại thêm một vòng mịt mờ lôi tức lè lè à. Triệu bân thổn thức, quả thực thêm kiến thức. Đưa ngươi rồi, đan thần phất tay áo, thần đan như trường hồng hoa thiên mà đến. Cái này, như thế nào tốt ý tứ? Triệu bân ha ha cười một tiếng, chập choạng trượt tiếp được. Hảo sinh chữa thương, đan thần lưu lại một lời nói, như mộng bình thường biến mất không thấy gì nữa. chương 2007, triệu gia em bé. Vẫn là tiền bối thương ta. Triệu bân hạ sơn phong, cầm lấy đan dược một đường đi một đường xem, Thần đan đều không tục, xuất từ đan thần thần đan, càng là không tầm thường. Như viên này, liền không giống người thường, rõ ràng là một khỏa đan, lại thần uẩn vô tận, nồng đậm đan hương, ẩn núp cổ xưa tang thương chi ý, làm cho người ta say mê. Siêu, hắn nhìn chính mới lạ, thần đan xoát một tiếng không còn. Hoặc là nói, là vào trong cơ thể hắn mà lại trực tiếp tan ra. A, à, đột nhiên xuất hiện một màn, để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị đan dược lực lượng hào hùng, đụng hắn khí lực lốp bốp. Như thế tự giác sao? Triệu bân bề bộn sợ khoanh chân, cực tấn vận chuyển công pháp. Một cái đại chu thiên xuống, đan chi lực cuối cùng gần như bình thản. Đan này rất quái lạ, dược lực rất kỳ dị, giống như lôi đình, che mất hắn chân thân, thậm chí hắn bên ngoài thân, cũng có lôi điện xé rách, biết rõ đấy là hắn ăn đan dược, không biết, còn tưởng rằng hắn tại độ kiếp đâu. Không sai, hắn bế con mắt lẩm bẩm lời nói, khóe miệng còn nhiều hơn mỉm cười. Thần đan tự có huyền bí chi lực, lại có chứa đạo thương thần hiệu. Khó trách, đan thần để cho hắn hảo sinh chữa thương. Vốn dĩ viên này đan, chính là cho hắn luyện. Tạ tiền bối. Triệu bân nói qua, lại vận chuyển trường sinh quyết. Nhất đan nhất bí pháp, hoàn mỹ phối hợp, khiến cho hắn đạo thương khép lại tốc độ, bỗng nhiên bạo tăng, trước sau cũng không quá đáng thời gian một nén nhang, liền khép lại hơn phân nửa ngươi vẫn là bỏ được xuống vốn gốc A. Đỉnh núi, đại ma vương cái kia thổn thức sách lưỡi. Đan thần không nói, cũng là một tiếng thở dài, vì luyện đan này, nàng đích xác phế lão kình phong rồi, sử dụng chi tài liệu, đều thế gian ít có, có như vậy vài loại, vẫn là tuyệt tích đấy, cuối cùng là, còn đánh giá thấp triệu bân đạo thương, liên lụy cấm kỵ, đích xác dược thạch vô lực, bất luận tai nàng đoạn thông thiên, cũng không cách nào triệt để trị hết. Cũng không sao, cái đồ kia là tu trường sinh quyết, ăn nhiều một chút đau khổ trung quy khỏi hẳn nói đến trường sinh quyết nàng không khỏi nhớ lại tự tại thiên tiên tông thủy tổ đã táng diệt lại có một đạo tàn niệm diễn sinh tối nay ánh trăng không tệ nàng phải tới tâm sự tâm sự lý tưởng cũng tâm sự năm đó ân ân oán oán cái này đêm đại la tiên tông rất lung túng tự tại tàn niệm rất thất vọng nguyệt thần không có thu thập nàng đế tiên không có tìm nàng tính sổ tới rồi, cũng là bị đan thần ấn tại đó, thiếu chút nữa bị sách đi luyện đan. Hô! Triệu Bân lại tỉnh lại, đã là ngày thứ hai đêm. Đan thần nói không sai, có chút cái đạo thương, dược thạch vô lực, mặc dù khép lại hơn phân nửa, có thể dược lực tận diệt, không còn thần hiệu, hơn nữa, như vậy đan dược, ăn một quả có tác dụng, ăn viên thứ hai, cái kia chính là tận diệt mọi vật. Nghe nói, lữ sưởng tại người cái này. Cách đó không xa, có một đạo bóng hình xinh đẹp như gió đi tới chăm chú nhất nhìn, đúng là ám giả dạ chi chủ, cũng chính là đại hạ hồng tước bổn tôn. Vì bắt hắn, không ít lần tính toán. Triệu bân một bước đứng dậy, tiện tay thả ra lưỡi xương. Người này ngủ ngược lại hương vị ngọt ngào, cũng không biết làm cái gì mộng đẹp lạc. Cho ta mượn dùng mấy ngày, ám giả dạ chi chủ cầm lên liền đi. Dùng triệu bân lông mi trao lên, bề bộn sợ đuổi theo. Ta đồ gần đây tu tập tiến thuật, thiếu cái bia ngắm. Vậy ngài lão kiềm chế một chút. Triệu Bân cũng hào hiệp, hoặc là nói khéo hiểu lòng người, không cần truy vấn ngọn nguồn nhi, liền biết ám giả dạ chi chủ đồ nhi, cùng lữ xưởng có cửu oán, cũng không phải luyện tay một chút sao. Luyện tay một chút hành, cũng không thể cho hắn luyện không còn. Lữ xưởng là cái nhân tài, hắn lưu lại có trọng dụng. Chờ đợi sử dụng hết, hắn sẽ đích thân thao đao, cầm lữ xưởng tế cờ. Dễ nói, ám giả dạ chi chủ khó được cười một tiếng. Ở tại thần giới, ta gặp được tử y hầu rồi. Triệu Bân đổ một ngụm rượu, tiện tay ném ra một khối trí nhớ tinh thạch, trong đó có hình ảnh phong ấn, ghi chép, chính là Hồng Trần khách qua đường, đặc biệt là khắc mục điêu một màn kia, hắn chả cứ vậy mà làm mấy cái đại đặc tả. Người sẽ không chém hắn mấy đào ám dạ chi chủ thần sắc hoảng hốt, là Hồng Tước tình tại quấy phá, thậm chí mỗi gặp đêm dài vắng người, nàng đều có không tự giác cầm lấy bút, bức tranh một cái kêu tự y hầu người. Chém bất động, Triệu Bân lắc đầu cười một tiếng, đi tới đi tới liền biến mất rồi không chân khách qua đường cùng tử y hầu có không quan hệ liên hắn không biết nhưng tuyệt đối là thần giới chúa tể đã là chế tài giả hắn có thể chém động mới là lạ lạc sau lưng ám dạ tri chủ vẫn còn xem hình ảnh thật lâu đều không nói lời gì nàng bức tranh tử y hầu là bởi vì hóa thân cái kia nhân khác hồng tước lại là bởi vì người nào đánh người bà ngoại đấy cho người nhà âm ta sau đó không lâu một ngọn núi tràn đầy trách trách hô hô âm thanh đều bởi vì lữ Sưởng, bình sinh nhất biết tính toán người không biết chọc bao nhiêu cửu ra thật vừa đúng lúc thần triều liền có rất nhiều khó được hắn làm bia ngắm bị hắn hố qua những người kia nơi nào có không đến đạp mấy cước xong việc nhi lữ Sưởng liền đần đột, u mê làm một hồi thái giám triệu ra ngọn núi triệu bân từ trên trời giáng xuống long phi các nàng vẫn còn cũng còn không nghỉ ngơi đều tắm rửa nguyệt quang tĩnh tâm mộ đạo Sao nguyệt là tỉnh dậy đấy lại ngồi dưới tàng cây khẽ hở dệt đồ lót. Triệu bân ha ha cười một tiếng, xoa xoa tay, hấp tấp gom góp đến. Cái này cha, cho hài tử lấy cái danh A, à. giao nguyệt mắt liếc, nhất định lên, liền kêu triệu. Triệu bất trụ, triệu mặt hô, triệu nhật nguyệt, yên tĩnh tường hòa đêm, một cái triệu chữ, nổ ra một phiến nhân tài. Vẫn là có nhiều như vậy cái càng già càng lão luyện, hơn nửa đêm ngủ không được, cầm lấy kính viễn vọng rình coi, thật sự nhàm chán, liền gào thét rồi nhất cuống họng, đừng nói, còn rất hợp thời sấn cảnh đấy. Triệu công tử mặt đen, giao nguyệt mặt càng thêm đen. Cỡ nào ấm áp hình ảnh nơi nào, bị quấy rồi cái nát vụn. Triệu tử nguyệt, những người khác không đáng tin cậy, nhưng cái nào đó cha, vẫn là rất xứng trước đấy. Cái này, chính là hắn cho tiểu hoa nhi lấy danh, triệu là hắn triệu bân triệu, mà tử nguyệt, tắc lấy tất nàng dâu bản mệnh dị tưởng, nàng chính là tử nguyệt lột xác thành linh. Tinh huy lộng lẫy. Nguyệt quang sáng tỏ. Triệu bân một thân một mình vào hỗn thiên ma giới. Hắc ám thiên địa, tự thành nhất càn khôn, là nguyệt thần cùng đế tiên liên thủ tạo thành, có đoạt thiên tạo hóa cấm chế, cũng chính là thời gian lưu tốc, ngoại giới một ngày, hắc ám 10 năm, ngoại trừ tạo đứng lên dị thường tốn sức, cái khác cũng không sao. Giặc giặc, rác, trong bóng tối, vang đầy chính là cốt cách tiếng va chạm. Là triệu bân tại rèn thể, lấy trường sinh quyết chữa đạo thương. Hắn lần ngồi xuống này, chính là một năm, như pho tượng không chút sứt mẻ. Một năm giữa, hắn không chỉ một lần lột xác nhục thân, cực tấn vững chắc rồi căn cơ, mà nguyên thần đạo thương, cũng bởi vì nhục thân lột xác, lại khép lại không thiếu. Hắn là một cái quái dị giống như, làm gì cũng có thể một lòng phân đa dụng, chữa thương lúc, cũng không quên nghiên cứu luân hồi khế ước. Nhưng, hắn cũng chỉ là nghiên cứu. Xét thấy lữ sưởng âm nhân bản tính, cho hắn đào hầm khả năng rất lớn. Trưa nay, chính là kiếp trước thật đáng sợ, tùy tiện nếm thử, còn phải là một cái chết đi sống lại. Cho nên nói, tìm người một khối nghiên cứu tốt nhất. Mà người này, Nguyệt Thần thích hợp nhất, luận luân hồi chi đạo tạo nghệ cùng càng mộ, cửu thế thần thoại nhất lời nói có trọng lượng. Lão đại, hoa mắt không, Long Uyên chạy ra. Có chút, Triệu Bân nói qua, còn nhẹ sờ nhẹ sờ soạng một chút hai mắt. Lấy đạo mở mắt, hắn lại diễn mở hỗn độn, cùng trước kia khác biệt chính là, lần này hắn khóe mắt lại không lẫn tràn đầy máu tươi, mà lại hỗn độn nhãn, đang dần dần lột xác hoàn thành, nếu không phải cấm kỵ đạo thương, sẽ đến viên mãn. chương 2008, kiếp trước đại ca. Tìm, cho ta tìm. Như như vậy gầm lên, tựa như ma chú, tại tiên giới vang vọng không dứt Mở gào thét đấy, tất nhiên thần giới xuống đám kia các đại lão, vì tìm vĩnh hằng thể, đem thành từng mảnh tinh vực sốc cái ngọn nguồn nhi rơi không có tìm được người, cũng không được giống lưỡng cuống họng sao thực trận chiến lớn a thế nhân cũng như chim sợ cành cong không ai dám chạy đến tản bộ tại đây nằm cũng trúng đạn người vẫn là vừa nắm một bó to a à, đế người nơi nào quá nổi danh cũng không tốt dù sao vẫn không thể thiếu người chào hỏi như triệu công tử ngồi xếp bằng lúc nhất nhảy mũi liền đánh chính là khí phách chắc lậu một ngày này hắn mang theo bầu rượu đứng lên như cái rãnh rỗi du khách bước chậm tải trong bóng tối vừa đi chính là trăm năm khí lực lốp bốp âm thanh không có phút chốc ngừng hắn thân thể đã cương cân thiết cốt gầy yếu chính là nguyên thần cấm kỵ đạo thương để cho hắn khổ không thể tả đau thì thôi trả lại cho hắn phong rồi một đạo xiềng xích thậm chí nên có lột xác khó mà hoàn thành tựa như hắn tiên nhãn thiên truy bách luyện vô số hồi nhưng chỉ là không vào được hỗn độn chỉ là hắn cái này trăm năm cũng không phải là không thu hoạch đạo thương vết nứt cũng đã hợp cửu thành nhiều. Còn có đủ loại nói, cũng rất nhiều lĩnh hội, lô dưỡng bách kinh đường, hắn là càng chạy càng xa, lúc này, nếu để cho hắn một tòa thần môn, là được lập địa phong thần. Siêu, hư vô ở bên trong, có hào quang rủ xuống, tựa như ảo mộng. Là nguyệt thần xuất quan, không nhìn bình chướng, hàng lâm hỗn thiên ma giới. Triệu bân thấy chi, chập choạng trượt gom góp đến. Hỗn độn nhãn, nguyệt thần khẽ nói cười một tiếng. Không thế nào dễ dùng. Triệu bân một tiếng ho khan. Tĩnh tâm ngưng khí. Nguyệt thần nhẹ dơ lên ngón tay ngọc, đặt ở triệu bân mi tâm. Đồ nhi kiếp trước, nàng có phần có mấy phần hứng thú, năng lực áp thất tuyệt ma quân giả, đích thị là một tôn tuyệt đại đại thần, nàng nên là nhận ra, sau cùng, cũng là nghe qua đấy. Lạc hà đâu triệu bân nhỏ giọng hỏi. Bế quan dưỡng thai, Nguyệt thần nói hàm xúc. Đừng chỉnh ném rồi là được, triệu bân ha ha cười một tiếng. Nguyệt thần không đáp lời, cũng là tiếu mi hơi nhíu, lấy nàng đối với luân hồi tạo nghệ, lại tìm không được triệu bân kiếp trước dấu vết, dù cưỡng ép truy nguyên, cũng chưa thấy ngọn nguồn. Thật lâu, nàng mới thu tay lại, có chút trịnh trọng nhìn triệu bân liếc mắt một cái, rất muốn biết, kiếp trước của hắn, cuối cùng hạng gì tồn tại, vì sao ngay cả nửa phần bóng dáng đều nhìn không thấy. Vẫn là nói, bị luân hồi não chân thân nàng, đạo hạnh không tốt, đã không đầy đủ cái kia vô thượng tầm mắt. Ngó ngó, bí pháp này có mau bệnh không có, Triệu Bân hiện ra luân hồi khí ước, Nguyệt Thần nhìn thoáng qua, tiện tay lướt nhẹ qua rồi tay áo. Nàng đang thôi diễn, cũng ở đây hóa giải luân hồi khí ước. Hắn có không có lông bệnh, dòm ngó một phen tất có thể thấy được. Chuyện này Triệu Bân đã đã làm, mà lại diễn hóa rồi rất nhiều lần, không thấy có hố. Không hoàn chỉnh. Nguyệt Thần ung dung nói, quanh thân có luân hồi pháp tác thông thả. Không hoàn chỉnh, vậy thì bổ hoàn chỉnh quá nàng luân hồi không phải trắng tu đấy. Nếu không thì thế nào nói là cửu thế thần thoại, thủ đoạn chính là thông thiên, không cần chốc lát, liền cho triệu bân chỉnh rõ ràng. Này Pháp, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng động. Nguyệt thần dặn dò, trong lòng ta biết rõ, triệu bân cười tiếp được, đã bị thua thiệt, hắn được trưởng ghi nhớ. Nguyệt thần đến nhanh, đi cũng lặng yên không một tiếng động. Đúng lúc, ánh trăng không tệ, nàng một thân một mình ra trí tôn thành, nhưng không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà là đi trộm nhà. Trộm người nào nhà đâu, cấm khu đấy. Nói ngắn lại một câu, cấm khu tại tiên giới náo, nàng liền đi cấm khu náo. Những người khác, phải gặp tai ương. Thủy thần nắm bắt rìa mép, là đưa mắt nhìn nguyệt thần suốt thành đấy. Sư tổ bổn sự lớn đâu mặc dù thần tiên lưỡng giới ngăn cách, cũng đồng dạng có thể tới đi tự nhiên. Cửu thế thần thoại như mưu đủ kính nhi gây sự tình, người nào cũng đừng nghĩ khá giả. Khó tránh khỏi, chuyến này ra ngoài, liền có thể đoạt lại trừ chu thần kiếm ngoại bát đại thần khí các đồng chí đến công việc nguyệt thần vừa đi không bao lâu liền nghe hỗn thiên ma vương một tiếng gào to dứt lời liền thấy một nhóm lớn bóng người nhảy ra càng thuộc về hiếu chiến viên thần cùng man thần tích cực nhất một cái hùng lơ mơ đáng một cái hai mắt phóng hỏa còn kém đến một câu tất cả chứa động để cho ta tới mà là vì đến công việc là chỉ có người đặt chân thần minh hải ngước mắt nhìn ra xa Hẳn là càn chấn cùng ám nhật Thần khư cửu đế sao Liền thừa lại hai người bọn họ trả linh động Muốn nói Bọn họ ngắm cũng thật là chuẩn Một thanh liền đuổi đến cửu ra hang ổ rồi Cái này là Đại đạo thiên cục Hai người một trái một phải Cùng tận sức nhìn hoàn xem chu thiên Đế thần tầm mắt chính là cao Nhìn một chút liền nhìn ra rồi manh mối Khó trách đi vào mê phương hướng Khó trách nơi đây càn khôn bá đạo Thì ra thiên cục trong lúc nhất thời hai người chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo tựa như đã có nào đó giác ngộ oanh viên thần một tiếng sói chu mang theo cây gậy sắt đi ra tới chẳng phân biệt được trước sau đấy chính là man thần phách liệt chi khí tiệc thiên cuốn địa phương đi càn chấn cùng ám nhật nghĩ cũng không nghĩ xoay người liền chạy mở chạy là một cái kỹ thuật sống nhưng như tìm không đúng phương hướng mà nói cái kia chính là hai cái con ruồi không đầu đặt cái kia lung tung đụng phải, mà thiên cục càn khôn, liền cho cái này lướng, chỉnh rất phiền muộn, như thế nào chạy đều chạy không ra được. Ăn ta nhất côn, viên thần đã giết tới, nhất bổng trùy cho ám nhật phung mạnh tới rồi cử tiêu viên ngoại. Man thần ác hơn, một cái tát hô tới đây, suýt nữa cho càn trấn đánh tán giá. Sát nha, thần chiều không thiếu nhân tài, càng bất thiếu có thể đánh loại người hung ác, ô ương một mảng lớn, trực tiếp che mất càn khôn cùng ám nhật đáng tiếc hai cái đế thần, nửa chiêu cũng không kịp ra, liền bị quật ngã rồi, pháp tắc xích sắt chói gô, tích góp từng tí một nhiều năm bảo vật, bao quát bản mệnh khí ở bên trong, đều bị lột rồi cái tinh quang. Cái này, thần khư cửu đế tề tụ rồi. Trưa nay, còn có một cái thần khư chi tử. Bọn họ đều là con tin, đều đáng giá vô cùng. Kiếp trước đại ca, ngoại giới sự tình, triệu bân tất không biết. Lúc này, hắn chính cần cù kêu gọi kiếp trước đâu không có cái khác, liền muốn tới kết cái khế ước, để ngày khác gặp nạn lúc, mượn chút lực lượng dùng một chút. Bởi vì cái gọi là, kỹ nhiều không áp thân. gom góp cái vương bài, dù sao vẫn so không có cường. Hắn kêu gọi, không người đáp lại, hoàn toàn là tự ngu tự nhạc. Sự tình không lớn, hắn cũng không nhụt trí, một bên ngộ đạo một bên hô. Cái này nhất hô, chính là trăm năm, hô hắn cuống họng đều có chút ách rồi. Nhưng, chớ nói kiếp trước rồi, trong bóng tối liền nửa chút âm thanh cũng không trông thấy. Lão đại, ngươi nghỉ ngơi, bọn ta hô. Long Uyên nhảy ra ngoài, thần lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng kích động. Triệu bân không nói chuyện, chỉ mò lấy yết hầu hắng giọng Ung dung trăm năm, hô cái cô quạch, quá lung túng. Ngươi lừa bịp hàng, lăn ra đây. Thiên linh linh, địa linh linh, kiếp trước nhanh chóng hiện thân. Ta lấy thần lôi danh tiếng gọi ngươi, đừng mẹ nó nhây nhưa. Chủ nhân trầm mặc, chính là ngầm thừa nhận, Long Uyên hắn ba cũng như thoát khỏi dây cương ngựa hoang, thuận tiện trả đánh một cái gà con huyết, gào thét chính là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Ngoà tào, Triệu công tử đưa đến bên miệng bầu rượu, vô thức định tại đó, lưỡng con mắt trái phải đong đưa, ngó ngó Long Uyên, nhìn xem thần lôi, lại nhìn một cái hỗn thiên hỏa, thấy kia ba trên nhảy dưới tránh, mà lại mắng khí phách chắc lậu, hắn không khỏi lộ ra thâm trầm chi sắc. Cái này chính là trong truyền thuyết nuôi binh ngàn ngày, đùa binh nhất thời. Gọi như vậy, cùng cái bắt phụ chửi đồng tựa như, có thể đem kiếp trước kêu đi ra. Có thể, nhất định có thể. Không đợi hắn ngăn lại, liền cảm giác khí lực run lên. Sau đó, chính là một cỗ tang thương chi lực, tất sâu trong linh hồn, cuồn cuộn mà đến. chương 2009, không nhớ lâu. Dưới ánh trăng thần thành, yên tĩnh tường hòa. Thành trong người, đều đặc biệt tiến bộ, liếc mắt một cái trông đi qua, gần như mỗi một ngọn núi, đều hoặc nhiều hoặc ít có người ngồi xếp bằng là ngộ đạo cũng là tu luyện nhìn tế đàn quảng trường cũng là bóng người toàn động hỏa phù có luyện khí có nồng đậm đan dược hương tất cũng không thiếu được thiên nhi không còn sớm ngươi trở về ngủ quá trên tường thành viên thần ôm côn sắt cọ qua cọ lại cách đó không xa còn có cái to con ân cũng chính là man thần cũng ở đây lau ăn cơm ra hỏa cái này lưỡng là thật có ý tứ trước kia đến rồi hai cái thần khư đế thần, cũng không đánh thống khoái, lúc này mới chạy trên tường thành chờ, chờ cái gì đâu. Chờ công chuyện, tốt nhất là đến mấy cái kháng đánh đấy. Đùa bước mỗi năm có, chúc không một câu thâm trầm. Thần thành đặc biệt nhiều, vô đạo bổ rồi nửa câu sau. Đã từng là chúa tể tổ ba người, nơi nào có thiếu minh thần nơi nào. Chính ôm một bức tranh cuốn, vùi đầu nghiên cứu, thần triều chi chủ tặng đấy, không nhìn nhiều không nể tình. Đương nhiên, thần thành cũng có người bình thường. Như vô ưu tiên tử đồ nhi lăng tuyệt, như tinh nguyệt cổ thần đồ nhi tiểu thiếu niên, liền đặc biệt có tư tưởng, xét thấy sư tôn quan hệ không phải là nông cạn, hơn nửa đêm không ngủ được, bày chỉnh thể, đặt cái kia đôi dịch. Bầu trời đêm thâm thúy, rất thích hợp xem những ngôi sao. Sở trường thôi diễn tiền bối, ngay tại tụ tập nhi nghiên cứu tinh tượng. Lão Phu có dự cảm, ít ngày nữa, đem có một trận đại chiến. Tính toán thời gian, cấm khu cũng nên tìm tới. Nên đến trung quy đến đấy, ta. Oanh! Mạch một tiếng ẩm vang, đã cắt đứt bọn hắn nói chuyện với nhau. Cũng là đồng nhất trong nháy mắt, toàn bộ trí tôn thành, thậm chí toàn bộ thần minh hải, đều một hồi lay động. Tình huống nào? Đám người cường hãn nhiều xéo con mắt, đồng thời nhìn xem ở chỗ sâu trong. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một tòa núi cao đổ sụp. Đá vụn văng tung tóe ở bên trong, có một đạo mơ hồ bóng người, từ trong đi ra, khí thức tăng thương cổ xưa, khí thế phách thiên tuyệt địa, tựa như một tôn trinh chiến bát hoang chiến thần. Chăm chú nhất nhìn, hẳn là triệu bân. Hắn hình thái quái dị, mi tâm thần văn chữ khắc vào đồ vật, còn người hỗn hỗn độn độn. Nhất dọa người chính là cái kia dị tưởng, phô thiên cái địa, vô luận hoa cỏ cây cối, vẫn là đại hà hùng giang, đều che sán sán vĩnh hằng chỉ, như có bất tử bất diệt ý cảnh, vắt ngang cửu thiên. a à, quá nhiều người kêu rên, cũng quá nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái kia uy thế đụng bay đầy trời, cốt cách lốp bốp âm thanh thành mảnh như mọc thành phiến vang vọng. hắn là mở treo sao Hạo Thiên ngạc nhiên nói, kiếp trước chi lực chiến thiên hành tắc hai mắt híp lại, khó trách có thể đấu bại thất việt ma quân, bất hủ thần thể kinh hãi không thôi. trước kia chỉ là nghe nghe đồn, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên khủng bố đến cực điểm. lui, phiêu miểu lời nói vang vọng, tổ thần một bước lên trời thấy hắn vung tay vung lên, đem đạo hạnh nông cạn tiểu bối rời đến khác một phiến thiên địa. Đồng dạng sự tình, nhân quả đạo tôn, thần long đạo tôn thì minh bọn họ cũng đều tại làm, bởi vì này giống như trạng thái triệu bân, có vẻ như không có thanh minh ý thức, cái này như đánh mất tâm trí, như tổ hỏa nhập ma, quỷ mới biết được bao nhiêu người gặp nạn. Ngươi là thực không nhớ lâu a. À. Sơ Dao hít sâu một hơi, khô lâu người cùng tự tại tản niệm cũng ở đây mắng. Ngày xưa, Triệu Bân liền suýt nữa bởi vì kiếp trước dân mạng, lại vẫn dám đi trêu chọc. Bọn ta, có phải hay không đã gây họa? Long Uyên một tiếng ho khan, thần lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng nhảy lên không chỉ. Nên là bọn chúng mắng quá hung, thậm chí chủ nhân kiếp trước, nghe không nổi nữa, trực tiếp nghịch rồi luân hồi, lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, xông tới chủ nhân. Cái này xông lên đụng không quan trọng, chủ nhân một cái không có để ý nhi, không có bảo vệ thần thai, tự thành bây giờ bộ dáng như vậy rồi, không chỉ phá vỡ hỗn thiên ma giới, chả quấy dày thiên cục càn khôn, như thế nào hô đều hô bất tình. Tiểu sư thúc, tỉnh lại, thủy thần đạp thiên mà đến. Đáp lại hắn đấy, thì là triệu bân một cái đại đập bia tay. Ta, phốc, thủy thần chân trước vừa tới, chân sau liền hoành lộn ra ngoài. Chiến ngũ cặn bã không phải kháng đánh đấy, một trường này, thiếu chút nữa cho hắn đưa đi. Phong, tổ thần đạm nói, tế ra một cái đại đỉnh, tựa như là núi đè xuống. Triệu bân thần sắc chất phác, bước chân lại không nửa phần ngừng, đối với đè xuống đại đỉnh, cũng chỉ một trường đánh ra, trực tiếp lật tung, chấn tổ thần cũng không có đứng vững. Mạnh như vậy, tổ thần lông mi cao gầy, đám người cường hãn cũng tâm cảnh hoảng sợ, cái đồ kia chỉ mượn kiếp trước chi lực, đều đáng sợ như vậy, vẫn là kiếp trước chân thân hàng lâm, không được long trời lở đất a. Hợp lực chân áp, thần long đạo tôn đăng thiên mà lên, thiên long bát bộ minh không gào thét. Không cần hắn nói, Chúng thần cũng đã xuất tay, giam cầm chi pháp diễn đầy trời địa phương. Oanh. Triệu Bân cuối cùng ngừng bước chân, bị phong không thể động đậy. Chờ đợi ta nhìn một cái, chúc không xung phong nhận việc, cái thứ nhất gom góp đến. Xong, chính là súng bắn chim đầu đàn, hắn cái này mới vừa lên trước, Triệu Bân quanh thân, liền nhiều hơn một cái hư ảo trường hà, trực tiếp đem hắn nuốt sống. Trở về, Minh thần cùng vô đạo đều xuất hiện tay, cưỡng ép đem vớt trở lại. Ba người như kinh hồng, tập thể chia thoái phía sau, bởi vì cái kia hà, đã hướng cái này vào tới, đúng là trong truyền thuyết hư vọng chi hà, nói cho đúng, là hư vọng ngoài thiên hà tương. Mặc dù là ngoại tướng, cũng tà dị phi thường, chúng thần giam cầm, lại bị hắn nhất kích hóa giải, hóa giải thì thôi, còn đem một nhóm lớn người, đụng lộn nhào. Không cho hắn đánh cho tàn phế, hắn không thành thật A. À. Chúng thần không lại lưu thủ, giam cầm ngoài, trả động công kích chi pháp. Triều công tử gánh không được rồi, bị một vòng oanh không có đứng vững. Đương nhiên, chúng thần bao nhiêu mang một ít ân oán cá nhân, đã sớm muốn đánh ra hỏa này rồi, trở ngại Đế Thiên cùng Nguyệt Thần, chưa có tốt ý tứ hạ thủ, tối nay sao? Danh chính ngôn thuận, nhiều đạp mấy cước rất có thiết yếu. Kết quả là, thần triều chi chủ bị người trong nhà quần đấu. Không quần ẩu không được a, à, mở thần cấp treo, hắn là dũng mãnh nói chuyện không đâu, xảo không lưu ý, chính là một hồi thao tác mạnh như hổ. Những cái kia bị đánh người, lúc này trả che ngược thổ huyết đâu. Nữ quân, nhà ngươi tướng công say khướt rồi. Tiên đình bộ hạ cũ, đều đến rồi như thế nhất cuống họng. Nguyệt thần không ở, nhưng đế tiên tại A, được đi ra khuyên nhủ. Siêu, tuế Nguyệt chi quang sông tiêu, đế tiên đạp hà mà ra. Vừa gặp đầy trời công phạt lắng xuống, đánh chính là triệu bân ngã rơi hư không. Ngắn ngủi phút chốc, vô số phong ấn, trên trời hạ xuống. Phanh Triệu công tử một bước lảo đảo, lại một lần bị giam cầm. Chưa kịp hắn phá phong, đế tiên liền tế ra thời gian chi lực. Vẫn là cấm kỵ lực lượng dễ dùng, trực tiếp đem khóa rồi, sau đó kéo vào rồi tuế nguyệt trường hà. Còn phải là tiên đình nữ quân, không ít người lời nói thấm thiên nói. Dứt lời, liền thấy tuế nguyệt trường hà nổi lên gợn sóng. Tất là họ triệu cái đồ kia, đang tại trong sông làm ẩm ý, không chỉ làm ẩm ý, còn đem đế tiên dắt đi vào. Oanh, phanh, chấn thiên ẩm vang, tùy theo vang vọng. Lục thân không nhận thần triều chi chủ, cùng phong hoa tuyệt đại tiên đình nữ quân, tại tuế nguyệt trường hà trong khai chiến, vô số thần quang bắn ra, tựa như pháo hoa nở rộ, như sấm như điện pháp tắc, tắc sen lẫn bay múa, tê thiên liệt địa. Đại hình ra tàn khốc chàng sao, thấy chi giả, đều bị kéo khóe miệng. Sớm biết như vậy, không hồ đế tiên đi ra, bọn họ liên thủ, cũng có thể đem cái đồ kia đánh chính là ngao ngao gọi. Điều này cũng tốt, vào tuế nguyệt trường hà, người bình thường có thể đã không vào được rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 2010, âm xoa dương thác tạo hóa Oanh, phanh, tuế nguyệt trường hà mãnh liệt cuồn cuộn, lôi đình thiểm điện xé rách Thần triều chi chủ đối với tiên đình nữ quân, chiến hỗn thiên ám nhật Vốn là yên tĩnh đêm, thành trong không người ngủ say, hoặc là chân đạp đám mây, hoặc là đứng lặng đỉnh núi, đều là quần chúng, có nhiều như vậy cái không đứng đắn đấy, vẫn là cầm lấy từng khối trí nhớ tinh thạch, ken kết một hồi đại đặc tả. Đừng nói, người nào đó sốc lại nàng dâu đến, vẫn là rất dũng mãnh phi thường đấy. Kiếm nam cất tay, lời nói thấm thiên nói, lời này, chưa có người phản bác, nhìn mở thần cấp treo cái vị kia, đâu chỉ là lục thân không nhận, quả thực vô pháp vô thiên, chút tài mọn đều không cần đấy, ra tay chính là cái thế thần thông. Cũng phải thiệt thòi là tiên đình nữ quân, có tuế nguyệt hộ thể như đổi lại người khác, không được bị một đường đánh về nơi chín suối. Kiếp trước của hắn, cuối cùng thần thánh phương nào? Thủy thần bụng lấy lão eo, đau nhe răng trợn mắt. Này nghi vấn, không người trả lời, bởi vì cũng không biết. Ra tới đánh quá. Viên thần mang theo cái cây gậy, bên ngoài luồn lên nhảy xuống. Như hắn, rất nhiều không phải nghiêm chỉnh lão ra hỏa, cũng đều kích động, không có gì đặc biệt ý tứ, liền muốn giúp đế tiên một khối đánh triệu bân, Tiên đình nữ quân như ngại mệt mà nói, hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, bạo truy vĩnh hằng thể như vậy kỹ thuật sống, giao cho bọn họ là tốt rồi, đáng tin cho cái kia an bài rõ ràng. Ngươi là nhiều không nhận tội người chào đón. Khô lâu người một câu thâm trầm, theo con mắt vẫn là nhìn thoáng qua tứ phương. Nhìn cái này đầy trời mà nhân tài, bát thành trở lên thậm chí nghĩ đánh cái đồ kia. Phốc, vạn chúng nhìn chăm chú dưới một đạo hư vọng kiếm quang, vắt ngang cửu thiên. Đó là Triệu Bân công phạt chỉ nhất kích, liền phá đế tiên tam xích thanh liên, nàng tuyệt đối phòng ngự, tại triệu bân cái này, hiển nhiên không thế nào dễ dùng rồi. Vân ca ca, tỉnh lại. Liếu như tâm kêu gọi, trước sau như một nhu tình. Nàng là ôn nhu thê tử, đến lúc này cũng không ra tay độc ác. Trái lại người nào đó, sẽ không biết như thế nào thương hương tiếc ngọc, sợ là bình sinh sở học, vô luận cấm kỵ thần thông, vẫn là sát sinh đại thuật, đều phô thiên cái địa nện. Phốc, đỏ tươi huyết quang, tại trong năm tháng nở rộ. Đế tiên đẫm máu, thời gian đều mờ đi không thiếu. Tại đây, triệu bân công phạt vẫn như cũ không ngừng, chẳng những không ngừng, cái kia ánh đao trong kiếm quang, còn nhiều hơn hủy thiên diệt địa chi lực, náo tuế nguyệt trường hà ba đào vạn trường. Cái này quá mức, đám lão già này nhìn không được rồi, càng xem, tay càng ngứa. Ngứa ngoài, chính là khiếp sợ hoảng sợ, đế tiên chiến lực trên đời đều biết, mặc dù trạng thái không tốt, cũng là có thể cùng cấm khu chi chủ cứng rắn chiến loại người hung ác. Bây giờ, đối địch hiếu thần cấp triệu bân, hẳn là liên tiếp tan tác, tuế nguyệt bị phá rồi, liên tục có thể nói bất diệt thần khu, cũng bị đánh đích nhiễm huyết quang. Cấm, cho ta cấm. Triệu bân thủ vững một tia thanh minh, tại gào rú gào thét. Kiếp trước lực lượng thật đáng sợ, hắn căn bản không cách nào khống chế. Nguyên nhân chính là không cách nào khống chế, mới suýt nữa bị cái kia thôn diệt rồi thần trí. Như vậy quang cảnh, Chớ nói ký khí ước hẹn, bảo vệ bản thân cũng khó nói. Diệt! Đế tiên cuối cùng động thật sự rồi, một đạo thời gian kiếm cầu vồng, lăng thiên đánh xuống. Triệu bân một bước chưa có chạy ổn, đã trúng ngay ngắn, một đầu ngã vào tuế nguyệt trường hà. Đến! Đế tiên bàn tay như ngọc trắng nhẹ dơ lên, dò hướng về phía thiên ngoại. Chợt, liền nghe ô, ô, n, g vang thanh âm, có một tòa nguy nga thạch bi nhảy lên không mà đến, đúng là thi thần bản mệnh khí, chính là hàng thật giá thật chuẩn hoang thần binh, giống như núi cao, mang theo cuốn to lớn cùng hào hùng chi lực, chấn vào tuế nguyệt trường hà trong. Oanh! Vừa rồi sát ra triệu bân, ngay tại chỗ bị nện nằm sấp, vừa trầm nhập đáy sông. Đến lúc này, chấn thiên ẩm vang mới trôn vùi, chỉ còn tuế nguyệt chi quang tung bay. a à, triệu bân bị trấn áp rồi không giả, nhưng sự tình không xong. Tự đứng ngoài, có thể nghe hắn chi tiếng rên rỉ, có chút thống khổ. Phốc, sặc sặc, đồng dạng hình ảnh, vì hôm nay lại một lần trình diễn. Cắn trả, lại đem hắn đẩy hướng rồi hủy diệt rìa. Chỉ là ba năm trong nháy mắt, cái kia ra thịt liền chóc ra hơn phân nửa, sán sán kim cốt, cũng như đã trúng lôi điện phách chảm, thành đoạn vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Ưng ừ ực, thần chiều đám người cường hãn nhiều âm thầm nuốt nước miếng, bởi vì triệu bân hình thái quá dọa người. Ngược lại sơ giao, khô lâu người cùng tự tại tàn nghiệp, lúc này dị thường bình tĩnh bọn họ từ lâu kiến thức qua, ngày xưa trận kia tai nạn, triệu bân suýt nữa bỏ mạng. Không sao, cái đồ kia là tiểu cường mệnh. Sau cùng, còn có chúng trí tôn hỗ trợ. Giúp, nói giúp đỡ. Lấy tổ thần đứng đầu một đám đại thần, đều đã thi triển thần thông. Nhiều người lực lượng đại, thuần thục, liền giúp cái kia đẻ ép cắn trả. Gầm nhẹ triệu công tử, cuối cùng ngồi vững vàng rồi, toàn thân đều kim quang bắn ra bốn phía. Náo qua, có thể hay không tâm sự triệu bân tiếng hô hoán này không ai nghe thấy hắn tại hô kiếp trước muốn cùng chi kết cái khế ước không ai đáp lại đã thấy mi tâm của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khác ra một đạo cổ xưa thần văn có luân hồi sắc thái như sáng bóng lóe sáng khế ước đế tiên thì thào một câu thuộc về nàng xem tối chân thiết bên ngoài chàng đại thần lúc này cũng đều tại vuốt tròm dâu thành rồi long uyên trách trách hô hô thần lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng thật là kích động. Bọn chúng trước kia là đã gây họa, chỉ là cái này nhất họa, lại sông tặc tốt, trời đưa đất đẩy, thành tựu chủ nhân kiếp trước chi khế ước, tuyệt đối nghịch thiên tạo hóa a. Lại là hà. Triệu Bân có một tiếng lẩm bẩm lời nói, chỉ hắn một người nghe thấy. Khế ước khắc xuống cái kia phút chốc, hắn dường như nhìn thấy rồi luân hồi một góc, hắn không nhìn thấy kiếp trước, lại trông thấy một cái hà, một cái tên là hư vọng hà, cái kia hình ảnh chỉ kinh hồng vừa hiện, lại nhìn lúc đã là một phiến hỗn độn. Cho khôi hài, đến nhanh, đi cũng nhanh. Đế tiên vừa chầm ngủ, chỉ chưa tuế nguyệt trường hà. Đáy sông, triệu bân như lão tăng, khoanh chân đả tỏa. Đám người cường hãn vẫn chưa thỏa mãn, càng hiếu kỳ triệu bân mi tâm đạo kia thần văn. Như thế nào cái ý tứ, cái đồ kia cùng kiếp trước, kết ra một cái khí ước đúng, khẳng định như thế, tốt xấu là cửu thế thần thoại đồ nhi, có thể không học một chút nhi ra lông. Tản A, à. thủy thần phất phất tay, bụng lấy lão eo khập khiếng đi rồi. Chịu gọt chúng thần, cũng ai chạy ai ra, bữa này đánh chịu biệt khuất. Đương nhiên, cũng có chưa có chạy đấy, như một đám tiểu bối, vẫn là đặt cái kia xem đâu. Như có thể tùy ý mượn kiếp trước chi lực, cái kia liền hoàn thành rồi. Đại bằng nói, lực lượng cường đại, tự có cường đại cắn trả. Tiểu kỳ lân cuối cùng rút đi duyên hoa, chỉ số thông minh đã ở sợi đạo lý chính là như vậy cái đạo lý mượn kiếp trước chính là chơi lửa giặc giặc tuế nguyệt đáy sông cốt cách tiếng va chạm không dứt lực cắn trả suy tính đã tán triệu bân tại luyện thể phách luân hồi bí văn vẫn còn tựa như một đạo lạc ấn hắn nghĩ bằng này dòm ngó kiếp trước lại cái gì cũng thấy không rõ ngược lại hư vọng hà sóng lớn mãnh liệt thanh âm khi thì có thể nghe nói kiếp trước cùng hư vọng hà có liên quan đây là hắn có phần muốn biết đấy vì cái này bí mật, hắn cũng phải hảo hảo mộ luân hồi, tu đến nguyệt thần như vậy tình trạng, hơn phân nửa có thể nghịch chuyển càn khôn, lấy đạo nhập kiếp trước, nhìn hắn đến tột cùng. Siêu, hắn trầm tư lúc, có gió nhẹ nhẹ phẩy, cuốn theo một vòng nữ tử hương. Người chi, hắn lông nghi trao lên, mùi thơm này, nghe có chút quen thuộc. Xong việc nhi, hắn liền biến mất không thấy, vèo một tiếng sẽ không ảnh. Người lạc, đại bằng đám cũng nhíu mày, cùng tận sức nhìn nhìn xem làm sao, tuế nguyệt chi quang trói mắt, cái gì cũng nhìn không thấy. Khó tránh khỏi, cái đồ kia chợt có đốn ngộ, hóa thân ở vô hình. chương 2011, trong mộng ma. Siêu, triệu bân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại hiện thân đã là một phiến hồn ám thế giới. Hắn một bước đứng vững, tùy ý nhìn sang thiên địa, ân, hoang vu chi địa. Tự nhiên, không phải chân chính hoang vu chi địa, mà là mộng cảnh tạo ra càn khôn. Tiền bối, lại nghĩ ta Triệu Bân vuốt vuốt bả vai. Nhiều ngày không thấy, ngược biến hóa không thiếu, cùng với sâu kín lời nói, có một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp, tất hắc ám chậm rãi đi ra. Chăm chú nhất nhìn, có thể không phải là mộng ma sao cũng như trước kia, toàn thân đều che hư ảo chi quang, mỗi một luồng đều nhuộm biến hóa kỳ lạ ma tính. Tuế Nguyệt một chuyến, có thể mát mẻ, Triệu Bân cười nói. Lời này nhất xuất, vốn là u cười mộng ma thần sắc bỗng nhiên nắng chuyển nhiều mây. Thật là nơi nào hồ không ra sách nơi nào hồ, nhớ tới chuyện này, nàng liền đặc biệt nén giận. Bị Nguyệt Thần bày một đạo, nàng nhận thức. Lại bị đế tiên hố được một thanh, vậy thì thật mất mặt rồi. Lại nói cái kia tuế Nguyệt, đâu chỉ mát mẻ, vẫn là mẹ nó đau đâu trọn vẹn não nàng tám vạn năm tuổi thọ, lại đến như vậy mấy đau, nàng cũng không cần đi ra. Thượng thương có mắt, nàng vẫn là nhảy ra tai nạn, tìm không ra đế tiên cùng Nguyệt Thần, cũng không được cầm triệu bân khai đao sao. Giam giữ ra gia hỏa này, còn chưa cái kia lưỡng chẳng phải phạm. Muốn ta nói, nâm lão cũng chớ cùng thần khư lăn lộn, đến ta thần triều. Như ta đây giống như xoáy người, thần triều còn có một rất nhiều, tùy ngươi chọn. Năm sau tạo một cái tiểu hoa nhi, ta lấy vĩnh hằng cốt nhục giúp cái kia chui luyện khí lực. Triệu bân mở lời sàm hình thức, từng câu từng chữ không có ngừng. Lắc lư lúc, hắn vẫn không quên dò ngó mộng ma khô lâu người nói qua, đỉnh phong thời kỳ mộng ma, không kém đế tiên cùng nguyệt thần. Bây giờ cái này nhìn lên, quả nhiên không giả. Nàng đích xác không phải hoàn chỉnh thể, thật thân cực độ tàn khuyết, linh hồn cũng chưa đủ số. Cái này, vẫn chỉ là hắn thấy. Quỷ mới biết được này nương môn nhi, vẫn là khuyết điểm cái gì linh kiện. Triệu bân, người chọc giận tới ta. Bị một phen trêu chọc, vốn là tâm tình khó chịu mộng ma, nhiễm nhiên đã ép không được hỏa khí, nhìn mộng ảo khói dáng, đều tại trong khoảnh khắc thuê biến thành ma quang còn có cái kia tóc dài như bị máu tươi nhiễm qua bình thường máu chảy đầm đìa đấy oanh mộng cảnh bởi vì nàng mà lay động triệt để thành hắc ám trong bóng tối có pháp tắc bay múa như đao như kiếm thiếu làm ta sợ triệu bân tâm niệm vừa động chống lên rồi thiên ngự chi quang nhưng mộng đạo pháp tắc quỷ dị không xem hắn phòng ngự tại ta trong mộng người chính là sâu kiến mộng ma một câu cô quạch, ngàn vạn pháp tắc kéo tới. Triệu bân tất sẽ không đứng đấy bị đánh, tiện tay sách chiến mâu, tế ra hồng mông hải, tùy theo, chính là táng thế quan cùng tam thần chung, một trước một sau vào tới mộng ma. Như vậy thần thông, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ rồi. Mộng ma trước mắt khinh miệt, xem cũng không xem, một đạo pháp tắc trực tiếp chém nát. Đích xác, nàng chi mộng cảnh hắn làm chủ, một cái tâm niệm, chính là càn khôn phá vỡ. Như vậy nghĩ loạn, vậy liền loạn cho ngươi xem. Triệu bân vừa quát âm vang, nhất màu đâm vào thương miểu. Thấy hắn khí huyết mãnh liệt cuồn cuộn, kịch liệt quấy nhiễu càn khôn. Cái này nhất quấy, mộng cảnh lại lay động, vô số pháp tắc nứt vỡ. Thực xem thường ngươi rồi, mộng ma cười lạnh. Bình thường, nói lời này người, cách bị đánh liền không xa. Triệu bân nghiêu bức hò hét treo thiểm điện, đạp hồng mông mà đến, nhất mâu cho hắc ám chọc lấy cái đại lỗ thùng. Vô chi tiểu bối. Mộng ma một câu ô cười, chậm rãi đóng hai mắt. Lại mở con mắt, cái kia trong mắt nhiều hơn bay tán loạn cánh hoa. Trong mộng thi huyễn pháp, quả thực hữu tình thuyên truyền. Triệu công tử ngược lại không có nhắm mắt, có thể hắn hai con ngươi, lại hóa thành hỗn độn. Dù không lột xác hoàn thành, nó cũng là hỗn độn nhãn, đối với huyễn thuật tiên thiên miễn dịch đấy. Đạo thành hỗn độn, mộng ma có chút kinh ngạc. Một việc nhỏ, triệu bân vượt biển giết tới, nhất mâu đâm đi qua. Mộng ma tắc khóe miệng hơi vỉnh, người không động, nhưng có mộng ảo chi quang bay múa, diễn xuất rồi một phía kỳ dị cổ xưa tấm gương, mộng ảo như nàng, thành rồi trong kính người. Lè lè, triệu bân thế công không giảm, đâm ra ngoài nhất mâu, ra chỉ lực chi đạo. Bởi vì cái gọi là, đại lực xuất kỳ thích, mộng ảo cổ kính, ngay tại chỗ nát vụn. A, à, mộng ma một câu ngâm nga, trong đôi mắt đẹp dịu dàng còn có một kéo xuống phiền muộn sắc là nàng đạo hạnh không tốt sao bản mệnh thần thông như vậy không chịu nổi một kích. Oanh, nghĩ cái gì đâu. Triệu bân một cái thuấn thân giết tới, sức eo hợp nhất nhất côn, khí phách chắc lậu. Mộng ma tránh không kịp, bị nhất mâu vung mạnh lật, mộng cảnh đều suýt nữa băng liệt. Thực lúng túng, lời này là vũ ma nói. Nhìn bản thân đại thần kinh ngạc, quả thực có chút không nhịn được mặt. Nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không khiếp sợ, dù đây là mộng cảnh, cũng vẫn còn là tiên giới, đã là tại tiên giới, mộng ma liền lần càn khôn áp chế, không có đế thần tu vi, lại chỉ có thể sử dụng ra thần minh chiến lực, đối địch triệu bân như vậy yêu nghiệt, chịu mấy đau cũng bình thường. Rất tốt, mộng ma một bước định thân, lại đạp thiên mà quay về. Triệu bân tất không sợ, đón đầu liền đuổi rồi đi lên. Oanh, phanh, mộng, nhất thời ầm vang. Ảo tưởng mảnh vỡ, thành quang hỏa, thành tinh huy, hoặc nở rộ, hoặc bay múa, cho hắc ám thế giới thêm nhiều vẻ sắc thái. Mà triệu bân cùng mộng ma, liền trong đó ác chiến. Vũ ma là quần chúng, không tự giác giữa, lại tại mặc niệm, xét thấy triệu bân nội tình, với hắn đoạn đường này đến chiến tích, mộng ma bị đánh khả năng lớn hơn. Nếu không thì thế nào nói là đế thần, tính chính là chuẩn. Khai chiến chỉ là hơn 10 hiệp, mộng ma liền đẫm máu rồi. Trái lại đối diện cái kia một đầu, như ăn nhất cái sọ đặc sản, ngao ngao thẳng gọi, dũng mãnh phi thường nói chuyện không đâu, tại mộng ma trong mộng, càng đem mộng ma đánh chính là một đường tan tác. Cái gì quái thai? Mộng ma kinh ngạc, hóa thành khiếp sợ. Đây chính là nàng chủ chàng, thế nào vẫn là bị đánh nữa nha. Buộc nàng, nàng càng đáng giá. Triệu bân chịu trách nhiệm đánh nhau, lòng uyên cái kia ba đùa bức, tắc chịu trách nhiệm gào to. Bản mệnh thần khí sao? Nơi nào có không biết chủ nhân suy nghĩ cái gì, nhìn chung vạn cổ, có thể cùng nguyệt thần cùng đế tiên sóng vai nữ trí tôn, cũng không thấy nhiều, Nguyên nhân chính là không thấy nhiều, mới vật lấy hiếm là quý, bắt nàng một cái, đủ dùng rất nhiều năm. Phốc, sạc sạc, đỏ tươi huyết quang, kèm thêm thần cốt nứt vỡ âm thanh. Mộng ma đứng không vững, bất luận bí pháp thông thiên, cũng không chịu nổi triệu bân công phạt, hoảng sợ tâm cảnh, nhiễm nhiên đã diễn biến thành hoài nghi nhân sinh. Ai? Vũ ma một tiếng thở dài, quả thực không đành lòng lại nhìn, phàm là mộng ma có năm đó nửa phần nội tình, cũng không trở thành như vậy chật vật. Tốt xấu là hoang vô cấp đại thần nơi nào? Chạy, nàng chạy, phá thành mảnh nhỏ mộng cảnh, tràn đầy long uyên nó ba hô to gọi nhỏ âm thanh tạo mộng cái vị kia. Sợ là bị đánh buồn bực, đập vào đập vào liền rút lui. A à không đúng hẳn là chạy như rút đi thời gian, càng lúc càng xa. Lưu lại triệu bân tất không làm cầm theo chiến mâu đuổi sát không buông. Có thể hắn đuổi không kịp, ai bảo mộng ma tu mộng chi đạo đâu chiến lực có lẽ không được nhưng nếu mưu đủ kính nhi mở chạy căn bản là ngăn không được đấy năm nào ta tất lấy tính mệnh của ngươi mộng ma đi rồi nhưng có băng lãnh lời nói truyền về muốn nói nàng cũng là bi thôi đấy vốn tưởng rằng có thể tìm cái chàng tử trở về cuối cùng là cũng là tìm cái kích động không nghĩ tới triệu bân cái kiệu oắt con không chỉ kháng đánh vẫn là tặc mẹ nó có thể đánh nàng cái này đến một chuyến tiên giới không dễ dàng trước trước sau sau bị thu thập ba lần rồi chương 2012, cha. Mở. Mộng ma chạy rồi, phá thành mảnh nhỏ mộng cảnh vẫn còn. Triệu bân không để ý lấy nó, một quyền một trưởng trực tiếp oanh mở. Mộng ảo chi quang huyến lệ, không cần chốc lát liền tán nhập tinh không. Chạy còn rất nhanh. Triệu bân sách mâu, đạp không mà đi, cùng tận sức nhìn nhìn xem tứ phương. Có thể, không thấy mộng ma bóng dáng, liền truy tung lạc ấn cũng bị lau. Lão đại, người được ngộ một phen mộng chi đạo rồi long uyên bay tới trôi đi thần lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng líu díu lời này nói đến triệu bân trong tâm khảm rồi ngộ nhất định ngộ không phải vậy ba ngày hai đầu bị người kéo vào mộng cảnh chẳng phải là rất lúng túng lại nói mộng ma lần này chịu thiệt khó tránh khỏi lại đến lúc sẽ kéo một đống đại thần gọi hắn như vậy nghĩ đến hắn tiện tay mở vực môn thẳng đến hồng hoang đường xá xa xôi hắn không có nhàn rỗi một bên mộ đạo một bên chữa thương. Nói đến thương, hắn nguyên thần trên đạo thương vết máu, đã cơ bản khép lại rồi, chỉ thừa lại một tia vết nứt, thế nào đều tu không tốt, thật là là cấm kỵ cuối cùng quật cường, biết rõ đến cuối cùng, tốn công vô ích, vẫn là cứng rắn cho hắn một ngạt. Cha! Đột nhiên đấy, có như thế một tiếng kêu gọi. Triệu bân nghe thấy chi, vô thức mở con mắt. Nhưng, nhìn tận càn khôn, cũng không thấy bóng dáng. Có thể nghe thấy được, triệu bân hỏi cái gì Long Uyên cái kia ba bu lại. Triệu Bân không nói, vô thức kéo rồi kéo lỗ tai. Hắn là rất muốn làm cha sao chỉnh ra cái nghe nhầm. Lời tuy nói như vậy, hắn nghe vẫn là rất thân thiết đấy. Thân thiết là được rồi. Cái này, là tiên giới chế tài giả muốn nói đấy. Chúa tể sao, thân dung đại càn khôn, tất nhiên xem thấu triệt. Tựa như người mang vũ trụ cái vị kia, nàng nhìn liền đặc biệt mới lạ. Như thế nghịch thiên cử chỉ, tại nàng xem đến, hẳn là nguyệt thần kiệt tác, khó được có đại vũ trụ luân chuyển, cửu thế thần thoại không được đưa đổ nhi một kinh hỉ a. À. Cái kia còn chưa xuất thế tiểu hoa nhi, nhất định là cái bất phàm tiểu sinh linh. Thật lâu, nàng mới từ hư vô thu con mắt, lại xem triệu bân. Từ cái này hàng dẫn xuất kiếp trước, liền ngoài sáng bí mật lộ ra một lượng thần bí, chế tài giả như nàng, đều ép không được lòng hiếu kỳ, muốn đẩy ra tầng kia mây tầng sương mù, nhìn đến tột cùng, vì thế nàng còn không tiếc động thượng thương chi nhãn. O, O, N, G. Tại nàng nhìn nhìn xem, triệu bân ra vực môn. Đối diện tinh không, cũng có một tòa vực môn tạo ra. Không thấy trong đó bóng người, tiên kiến cuồn cuộn sát khí. Ai nha? Triệu công tử thấy chi, không khỏi lông nghi trao lên. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gặp được người quen. Này làm sao tốt y tứ? Triệu bân cười một tiếng, lén lút ẩn vào rồi phiêu miểu hư vô. Hắn cái này vừa giấu đi, liền thấy vực môn đi ra một người. Chăm chú nhất nhìn, hẳn là Ám Hải Thiên Tôn, sợ là đêm qua không có thế nào ngủ ngon, mấy cái ngáp đánh chính là ỉu xìu không sót mấy, hơn nữa, thần sắc không phải bình thường khó coi, theo thần giới xuống, hắn không có một ngày là nhàn rỗi đấy, không phải đang tìm Triệu Bân, chính là đang tìm Triệu Bân dọc đường, không biết vượt qua rồi bao nhiêu tinh không tinh vực, không có tìm được không nói, vẫn là chính nhi bát kinh nhẫn nhịn một thân nội thương. Hắn phía sau, vực môn trong còn có một người đi ra chính là Phụng Thiên Thần Quân, cũng là triệu bân kẻ thù cũ. So sánh với ỉu xìu không sót mấy ám hải thiên tôn, hắn liền tinh thần rồi, nhìn cái kia con mắt, tựa như ẩn giấu một vòng mặt trời nhỏ, lộng lẫy trói mắt, cũng chiếu sáng rạng rỡ Khí sắc không tốt a à, Phụng Thiên Thần Quân đạm nói. Biết rõ còn cố hỏi, ám hải thiên tôn lạnh lùng một tiếng. Có cái này cào nhau khí lực, chẳng bằng nhiều tìm mấy cái tinh vực. Nói ngược nhẹ nhàng linh hoạt, tiên giới lớn như thế, tìm người lại nói dễ vậy sao? Vậy liền lui mà cầu thứ nhì, tìm hắn cố hữu. Phụng thiên thần quân sâu kín cười một tiếng. Dứt lời, hắn đầu liền dọn nhà, là bị triệu công tử chém đấy. Làm đánh lén, không có gì lè loẹ lẹt, muốn chính là một cái nhanh hung ác chuẩn. Cái này, ám hải thiên tôn như chim sợ cành cong, một bước phi thân sau chạy. Chỉ lo tán gẫu rồi, không nghĩ tới cái mảnh này tinh không vẫn là cất giấu người phụng thiên thần quân càng mộng bức nói chuyện phiếm cũng có thể đem đầu trò chuyện không còn người nào lăn ra đây ám hải thiên tôn hét to che trời một trường bao trùm tinh không phụng thiên thần quân phản ứng cũng không chậm trước tiên tế ra thần khí a à, triệu bân một bước chưa có chạy ổn ngay tại chỗ bị buộc ra thấy hắn lưỡng tôn đại thần cũng không khỏi sửng sốt một chút xem chiêu triệu bân từ trên trời giáng xuống nhất mâu phách thiên tuyệt địa Phụng Thiên Thần Quân tránh không kịp, trong khoảnh khắc đẫm máu. Chân áp, ám hải thiên tôn hừ lạnh, mở ra rồi một đạo tinh hà, che mất triệu bân. Tinh hà cực quỷ dị, ẩn núp lôi đình thiểm điện, cùng nàng pháp tắc, sen lẫn cùng ngúa. Phá, triệu bân nhất kiếm bổ ra, như long vọt người mà ra. Hắn không nhìn ám hải thiên tôn, lại công phụng thiên thần quân. Thưa dịp người bệnh muốn mạng người sao, trước quật ngã một cái lại nói. Cầu viện. Phụng Thiên Thần Quân tựa như biết triệu bân ý nghĩ, phi thiên liền chạy. Không cần hắn nói, Ám Hải Thiên Tôn cũng đã triệu hoán cấm khu trợ chiến. Oanh, chợt liền nghe tinh không rung động, tứ phương đều có thần huy sông tiêu. Đó là hoang thần binh quang mang, dù lần áp chế cũng lộng lẫy vô cùng. Siêu, triệu bân xem cũng không xem, đuổi theo Phụng Thiên Thần Quân sát nhập vào hư vô. Cấm khu là đáng sợ, nhưng khoảng cách xa xôi, trong thời gian ngắn không qua được. Triệu Bân, người lấn ta quá đáng. Bị người xem như quả hồng mềm niết, phụng thiên thần quân lửa giận mút trời. Thấy hắn vung tay vung lên, ước vạn lôi đình hội tụ, bổ thiên chảm địa phương. Oanh! Triệu công tử liền cường thế rồi, cứng rắn đỉnh lấy lôi đình, đánh vào rồi cử thiên. Bi thôi phụng thiên thần quân, lại chịu một đau, được nhất mâu đập nát thần khu. Vì thế, Triệu Bân cũng nỗ lực đại giới, sau lưng còn có cái ám hải thiên tôn đâu một đạo hủy diệt diệt địa kiếm quang suýt nữa đem hắn chém thành lạnh một nửa nhi. Tại đây, hắn vẫn như cũ sơ tâm không thay đổi, liền nhìn chằm chằm vào Phụng Thiên Thần Quân đánh. Hắn cái này nhìn chằm chằm vào không sao cả, Phụng Thiên Thần Quân bị đánh phiền muộn rồi. Tốt xấu là đại thần, đã trúng mấy đao, được đánh chỉ còn nguyên thần. Diệt, ám hải thiên tôn lại gặp, vạn đạo kiếm quang trùng thiên. Kháng đánh như triệu công tử, đều hơi kém tán giá. Cứu ta, Phụng Thiên thần quân càng thê thảm, thật thân đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Hắn không dám chiến, chỉ lo bỏ chạy, không cần quá lâu, cho hắn một chút thời gian, thở gấp mấy hơi thở nhi là tốt rồi, sau cùng cũng có thể ổn định một phen trận cước. Ân, hắn cái này ý nghĩ rất tốt, triệu bân không cho hắn cơ hội. Vĩnh hằng thể sát sinh đại thuật, là phô thiên cái địa đấy. Triệu bân, phụng thiên thần quân phẫn nộ gào thét, thật bị đánh thức giận rồi hắn tế ra bản mệnh thần khí, nghênh đón thiên đánh tới. Oanh! Thần khí O, O, n, g run dày, có bạo ngược trị ý mãnh liệt. Tự bạo, gia hỏa này muốn tự bạo hắn bản mệnh thần khí. Ngươi! Ám hải thiên tôn thấy chi, thông suốt định thân, một bước lui nhập hư không. Muốn nói đầu cứng rắn, còn phải là triệu bân, không có phanh lại xe, một đầu đụng phải đi lên, vừa gặp thần khí tự bạo, nổ hắn một đường hoành lật tinh không tám trăm trường. Rất tốt, Ám hải thiên tôn nhe răng cười, lúc này thi triển thần thông. Càn khôn rung động, có một vòng thái dương ngang trời mà ra. Sạc sặc, triệu bân bị nện thân thể băng liệt, nguyên thần cũng lần dương quang ăn mòn. Không sao, không chết được người, muốn chết cũng là phụng thiên thần quân lên trước đường. Tự bạo rồi thần khí, đáng sợ cắn trả, tôi diệt cái kia nửa cái nguyên thần. Nổ, ta cho ngươi nổ. Triệu bân giết tới, năm ngón tay tay che lạc tinh không. Phụng Thiên Thần Quân tất không địch lại, trong nháy mắt bị chân áp. chương 2013, Hào Khí. Đến ngươi rồi. Giam giữ Phụng Thiên Thần Quân, Triệu Bân quay đầu đã nhìn chầm chầm rồi ám hải thiên tôn. Ám hải thiên tôn tắc trước mắt hung quang, chẳng những không có mở chạy, vẫn là cười so lệ quỷ càng dữ tợn, Triệu Bân chỉ còn nửa cái mạng, hắn có vẻ như không có bại lý do. Thật sự không được, vừa đánh vừa lui quá. Chờ đợi viện quân giết tới, bắt sống vĩnh hằng thể lão cẩu ăn ta nhất kiếm. Triệu bân vượt thiên mà đến, vung kiếm chém liền. Ám hải thiên tôn đại thần thông, một bước na di, đăng nhập cửu thiên. Thấy hắn thân thể run lên, từng cái bí khí pháp bảo, từ trong cơ thể nộ bay ra, đồng lô, linh cảnh, bảo ấn, sát kiếm, đa dạng, như từng khỏa tinh thần, tô vẽ hư vô, hẳn là đều là thần khí, thanh thế minh mông cuồn cuộn. Thổ hào a, à, thần lôi một tiếng thổn thức. Bữa tiệc lớn nơi nào, Long Uyên tắc ông ông thẳng run. Người nhiều bức, mắt thấy đầy trời thần khí, dũng mãnh phi thường như triệu công tử, cũng không khỏi không tạm lánh phong mang, chỉ sợ ám hắc thiên tôn, cũng tới cái thần khí tự bạo. Chạy, ám hải thiên tôn lạnh quát, khí huyết cuồn cuộn, hồi phục rồi thần khí chi uy. Nhất thời, ánh đao, kiếm quang, lôi đình, thiểm điện. Bao trùm toàn bộ tinh không. Ta chạy, triệu bân đi đứng chập choạng trượt, một đầu đâm vào rồi không gian hắc động ám hải thiên tôn bỗng nhiên đến tinh thần, cũng đi theo giết đi vào. Trước mặt, liền thấy triệu bân ném đến một tôn kim đỉnh, hàng thật giá thật thần binh. Bảo, triệu công tử khó được hào khí, trực tiếp dẫn bảo. Vừa rồi nhập hắc động ám hải thiên tôn, đụng không muốn quá ngay ngắn, bị tạc lộn nhào, liền đới hắn ngự động rất nhiều thần khí, cũng rơi xuống một phiến. Vào đi ngươi, triệu bân tận dụng mọi thứ, thuấn thân giết cái hồi mã thương hắn vung tay lên, đem hơn 10 tôn thần binh quấn vào vĩnh hằng giới. Vũ ma là quần chúng, khiếp sợ cũng thổn thức. Xem đi, người nào đó không làm thâm hụt tiền mua bán, tự bạo rồi một tôn thần khí, lại lột rồi ám hải thiên tôn hơn 10 tôn thần binh, như thế nào tính cũng không thiệt thòi. Ta chi thần khí, người cũng dám nhúng chàm. Ám hải thiên tôn định thân, tiếng quát nhiều anh lôi. Thấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết, mi tâm còn nhiều hơn một đạo thần văn. Chợt, được triệu bân trong tay hơn 10 tôn thần khí, liền ánh sáng phát ra rực rỡ, tại vĩnh hằng giới ở bên trong, tùy ý làm loạt, muốn từ trong, oanh diệt hắn tùy thân không gian. Định, triệu bân vừa quát, lấy luân hồi chi lực phong tỏa, cưỡng ép ngăn cách ngoại giới. Cái này, ám hải thiên tôn bí pháp không phải dễ dùng rồi, mặc hắn thế nào triệu hoán, cũng không cách nào lại điều động được triệu bân lấy đi thần binh, đã đứt rồi liên hệ. Đáng chết, ám hải thiên tôn nghiến răng nghiến lợi, vô số pháp tắc thành đao, hướng triệu bân bổ tới. Triệu bân tất nơi nào có sợ rồi, lấy pháp tắc diễn hóa thành kiếm, phô thiên cái địa chạm. Bang, âm vang, đao và kiếm va chạm, là đạo cùng đạo tranh hùng. Pháp tắc đối với pháp tắc, đụng ra chính là hủy diệt chi quang. Vũ ma như cũ là quần chúng, trong mắt khó nén thổn thức chi ý. Yêu nghiệt liền là yêu nghiệt, không động cốt khu lực lượng, cũng không thiên kiếp trợ thế, càng vô địch sinh áp trận, ở chỗ này trước, vẫn là liên tiếp liều qua mộng ma cùng Phụng Thiên Thần Quân, thương chỉ còn nửa cái mạng, lại còn có thể cùng Ám Hắc Thiên Tôn chính diện cứng rắn làm, làm liền làm, lúc này lại vẫn có ổn chiếm thượng phong điểm báo. Cái gì quái thai? Ngày xưa từng đã nói, Ám Hải Thiên Tôn lại tới một hồi. Hắn cho là hắn hùng nổi lên, có thể đánh qua mới biết, hắn đặt xuống không ngã triệu bân, chẳng những đặt xuống không ngã, vẫn là càng đánh càng tốn sức, đến lúc này khác, đã có tan tác xu thế vĩnh hằng chi môn, mở. Triệu bân ánh mắt như đuốc, sau lưng có cự môn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vĩnh hằng nhất mạch tối cường công phạt, lực sát thương trực tiếp kéo căng. Ám hải thiên tôn run sợ, bề bộn sợ mở cấm pháp, lấy mênh mông thần lực, thúc giục rất nhiều thần khí, tại quanh thân bên ngoài xếp đặt, lấy thành tuyệt đối phòng ngự. Oanh! Vĩnh hằng quang huy, mang theo cuốn hủy diệt chi lực, hoành phô hắc ám. Phía sau, chính là đinh linh lạch cạch âm thanh, ám hải thiên tôn lại lật đại té ngã, như một cái huyết sắc đống cát, ngã vào rồi hắc ám, mà hắn chấp trưởng thần khí, vô luận đồng lô linh cảnh, vẫn là sát kiếm bảo ấn, lại bởi vì hắn đầy trời bay tứ tung. Đến, cái này mát mẻ. Triệu bân vẫn là như vậy tiến bộ, đánh nhau lúc vẫn không quên lột nhân bảo bối. Hắn mở rộng vĩnh hằng giới đại môn, đem tàn mát thần khí, khuấy động rồi đi vào, thuận tiện, ra trì luân hồi phong ấn, bớt bọn chúng ở bên trong làm loạn. Phốc, ám hải thiên tôn phun máu, cũng không biết là thương đấy, vẫn là đau lòng. Hắn toàn một chút thần binh dễ dàng sau một trận chiến này, được triệu bân quét cái tinh quang, nếu không phải hắn chảnh chứ đầy đủ rắn chắc, bản mệnh thần khí cũng sẽ bị bắt đi. Sát nha! Khí thế cái này khối, Long uyên bọn chúng bắt bí gắt gao. Chủ nhân chịu trách nhiệm đánh nhau, nó ba chịu trách nhiệm sói chu, phân công rõ ràng. Sợ rồi! Ám hải thiên tôn sợ rồi, chưa kịp đứng vững, liền chui ra khỏi hắc động. Ra tới trong nháy mắt, hắn lại tế triệu hoán chi quang, triệu hoán viện quân quần ẩu triệu bân. Phanh, triệu bân cũng giết đi ra, thúc giục quy thiên cửu kiếm. Cửu đại thần kiếm thành kiếm trận, lực sát thương dị thường bá đạo. Cho chúng ta lấy, ám hải thiên tôn con người màu đỏ tươi, chạy cũng không quay đầu lại. Triệu bân tất không làm, ở phía sau đuổi sát không buông, một đường đuổi theo, cũng một đường chém, bổ tinh không thành mảnh nổ nát vụn cũng chém ám hải thiên tôn huyết cốt văng tung tóe Phía trước, có một vòng hồ quang phát họa, tựa như như ngầm hiện. Đến gần nhìn lên, mới biết là một cái chảy xiết tinh hà. Siêu, ám hải thiên tôn kéo lấy huyết suối thần khu, vượt hà mà qua. Triệu bân theo sau liền đến, nhưng đuổi theo chí bờ sông, lại đột nhiên định rồi thân. Hắn hai mắt hiếp lại, gắt gao nhìn chầm chầm vào tinh không ở chỗ sâu trong, hình như có chiến kỳ hô liệt thanh âm, còn có tận thế quang huy lóe sáng, trừ này, chính là hủy diệt sát khí. Trấn tiên kỳ, hắn một tiếng lẩm bẩm lời nói, xoay người lui đi. Không cần nhìn, liền biết tiên tôn đã giết qua đến. Như thế, cũng không thể lại đuổi theo, chạy là thượng sách. Vĩnh hằng thể, là thật chê cười. Lưu lại, tái chiến 800 hiệp. Đường đường nguyệt thần truyền thừa, chỉ biết trốn. Thấy triệu bân rút lui, ám hải tiên tôn áp đi qua, mắng kinh thiên địa quỷ thần khiếp, viện quân không lâu buông xuống, cũng không thể để cho triệu bân chạy, cơ hội khó được. Nam nhân mà, sợ cái một hai lần không có cái gì. Triệu bân có đáp lời, lại không nghe ám hải thiên tôn ngủ phấp phới. Hắn lưu, mở chạy dáng vẻ, trước sau như một khí phách. Nếu không thì thế nào nói là thần triều chi chủ, đoán chính là chuẩn. Không bao lâu, liền thấy tiên tôn hàng lâm, chấn tiên kỳ nghiền ép càn khôn. Tới một đạo đấy, còn có rất nhiều đại thần đều là nghe triệu hoán mà đến có thể bọn họ đã tới chậm triệu bân từ lâu chạy mất tâm người đầu tiên tôn hừ lạnh rung động lắc lư tinh khung chạy rồi ám hải thiên tôn bụng lấy lồng ngực miệng lớn ho ra máu nghe thấy chi chúng đại thần đều hận nghiến răng ngứa lại mẹ nó tới chậm một bước có lẽ thái thượng hỏa chúng thần vẫn là tại trong lòng chính nhi bát kinh chào hỏi rồi ám hải thiên tôn một phen ngươi lừa bịp hàng, không thể nhiều chống đỡ một hồi. Đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, ám hắc thiên tôn như biết chúng thần suy nghĩ, chắc chắn có một câu như vậy trở lại đối, chống đỡ, chống đỡ em gái ngươi, bị chém không phải là các ngươi. Oanh, chúng trí tôn phát hỏa lúc, bỗng nhiên nghe thấy tinh không một phương, có thần quang hiện ra. Chờ đợi hướng cái kia phương hướng xem, chính thấy thần quang truyền lời, nhanh chóng đến, tìm được hang ổ rồi. Nơi nào? Thần Minh Hải chương 2014, mở mắng. Oanh, ầm ầm hôm nay tiên giới, như có chiến loạn, dung chuyển không chịu nổi. Trên trời quan sát, thấy nhiều vực môn tạo ra, thấy nhiều lộng lấy thần quang bay vụt, mỗi một đạo chỉ đều là một tôn thần, tất tứ hải bát hoang, hướng hồng hoang đại lục tụ tập, cuồn cuộn sát khí, như chiều như biển, quét sạch rồi một phiến lại một mảnh tinh không. Cái này, là thế nào? Là thần giới trí tôn đám. Lớn như vậy trận chiến, chẳng lẽ tìm được rồi triệu bân? Nếu không phải như thế, chúng thần hành động như thế nào như vậy chỉnh tề? Quá nhiều người leo núi nhìn xa, tiếng nghị luận liên tiếp, càng thuộc về tiền bối, lòng dũng cảm lớn nhất, kết bạn đi theo, là tìm tòi cuối cùng, cũng là muốn tham gia náo nhiệt. Nên đến đấy, vẫn phải tới. Tinh hà phần cuối, triệu bân như kiểu quỷ mị hư vô hiển hóa. Hắn phải làm chút gì đó, cho thần triều tranh thủ thời gian trên. Như vậy nghĩ đến, Ánh mắt của hắn không khỏi đặt ở vĩnh hằng giới. Thấy hắn xem ra, Vũ Ma chưa phát hiện có một hồi gió mát nhi thổi qua. Lấy nàng nhất Triệu Bân rất hiểu rõ, cái đồ kia hơn phân nửa nghĩ không tốt sự tình. Chỉ là, nàng rất bình tĩnh, vì sao bình tĩnh lạc? Bởi vì từ lúc thần thành lúc, liền đã mất mặt ném đến phía chân trời rồi, còn có cái gì là nàng che đậy không được đấy. Bước là ta lão bản hành. Vẫn là những lời này, Triệu Bân lại nói thầm bình thường xoay người không thấy nhi rồi. Hắn cái này tìm cái mà bố trí một phen, cái này nhiều con tin, không được xử lý một chút a. À. Lời phân hai đầu. Thần Minh Hải, tối nay trí tôn thành, không ai ngủ được chứ. Tiền bối đều bước lên thành tường, ngước mắt nhìn xa. Cấm khu mặc dù còn chưa đánh tới, có thể cường đại cảm giác áp bách, đã ở sông tới càn khôn, nhìn cái này thần Minh Hải vạn trượng sóng lớn, liền biết đối phương trận chiến mạnh bao nhiêu, ba năm tôn thần có thể tạo không ra như vậy to lớn hào hùng khí tràng nếu không thì ta vẫn là hạ phàm a đáp hỏa thần minh ho khan đạo người có phải hay không sợ rồi thủy thần thăm dò tay mắt liếc ra hỏa này ta đêm xem thiên tượng cái này không thích hợp hẹn khung đáp hỏa thần minh đạo bình tĩnh chút sự tình không lớn nếu không thì thế nào nói là đã làm chúa tể đấy chúc không ổn nhất bức còn có vô đạo cùng minh thần cũng ở đây thoải mái nhàn nhã uống tiểu rượu. Từng làm chế tài giả, cái gì đại tràng diện chưa thấy qua, cái này đều một việc nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người sợ rồi, tựa như viên thần cùng man thần, lúc này ngay tại trà lau ăn cơm ra hỏa, cả ngày trốn tránh, sớm nghẹn hỏng rồi, không được tìm người làm nhất trận chiến, bớt nóng khi a. À. Cấm khu liền rất hợp thích sao, chỉ cần không phải những cái này đính thiên cấp đại thần, tùy tiện hắn đến. Người nào đâu? đạo tiên ngáp một cái nói tất nhiên triệu công tử đều muốn khai chiến trí tôn thành chủ cũng là không thấy bóng dáng xem qua không tại tuế nguyệt trường hà trong ma vương đổ một ngụm rượu người kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ khó tránh khỏi lại xuất thành hèn mọn trưởng thành rồi đến rồi thì minh nhàn nhạt một tiếng trong mắt kinh mang lóe sáng dứt lời liền thấy cuồn cuộn sát khí cuốn theo đầy trời thần ma mãnh liệt mà đến đáng sợ uy thế đụng cản khôn chấn động che nhật nguyệt vô quang, nhất trói mắt đấy, làm thuộc về ngũ đại hoang thần binh, như Thái Dương, vạn đạo quang mang phổ chiếu. Thấy chi, thần triều đám người cường hãn đều lông mi hơi nhíu, sớm biết cấm khu trận chiến lớn, không ngờ tới, lại đến rồi như vậy nhiều trí tôn, đính thiên cấp vừa nắm một bó to, cái khác như thần minh, chuẩn đế thần cùng đế thần, cũng nhiều không kể xiết. Đang khi nói chuyện, đã có một cái đại trung đụng vào thần minh hải, chính là Phật quốc trí cao thần khí cái khác tứ đại cấm khu hoang thần binh, cũng chẳng phân biệt được trước sau, tất thiên ngoại, trải rộng ra rồi một cái đại đạo, mà Phật quốc chi chủ, tiên mộ chi chủ, ma vực chi chủ, thần khư chi chủ cùng địa ngục chi chủ không một thiếu tràng, cùng nhau mà đến. Phía sau, chính là đầy trời thần ma. Phá, thần minh hải che giấu phá. Nguyên nhân chính là phá, tự đứng ngoài xem, cái hải vực này mới không lộ vẻ như vậy hoang vắng rồi, mà đại đạo thiên cục bộ mặt thật, cũng tại lúc này triệt để vạch trần. Ta, ta không nhìn lầm a. À. Theo tới thế nhân đều tập thể sững sờ. Thần Minh Hải sao? Đã từng là tu luyện thánh địa, tiên giới không người không biết, làm sao tiên giới đại chiến, hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí nhiều năm qua chưa có người đặt chân. Lần này nhìn lên, có vẻ như không phải có chuyện như vậy. Cái mảnh này tan hoang thiên địa, lại vẫn nội tàng huyền cơ. Nếu không phải che giấu phá vỡ, bọn họ vẫn chưa hay biết gì đâu. Như thế càn khôn trong truyền thuyết đại đạo thiên cục. Tầm mắt cao thâm tiền bối, đều lộ ra vẻ kinh dị. Kinh dị ngoài, bọn họ đều cảm thấy vinh hạch, đây chính là kỳ thần thiên cục A. À. Bọn họ hẳn là may mắn nhìn thấy, quả như nghe đồn như vậy, đoạt thiên tạo hóa. Liền thế nhân cũng có thể nhìn ra, đầy trời thần ma nơi nào có nhìn không ra. Khá lắm thiên cục, tiên tôn cười lạnh, như vương đứng lặng cửu thiên. Ngược sẽ tìm địa phương, bà la ma thần u cười, trước mắt hung quang, a à, di đà phật thiện tai thiện tai a à, la cười trang nghiêm tường hòa còn kém đến một câu thành trong tiểu thí chủ đám bọn ngươi đều cùng ta phật hữu duyên nơi nào còn có này thiên cục phóng cái này không thích hợp được thả chúng ta phật quốc trí tôn thành thật để cho bổn tôn dễ tìm thần khư chi chủ cười lạnh ẩn núp vô tận sát ý còn có địa ngục chi chủ ma khí cũng là thao thiên tàn sát bừa bãi triệu bân lăn ra đây nguyệt thần dám nhiễu ta cấm khu càn khôn ngươi, đúng là đáng chết. Đế tiên, cải lương không bằng bạo lực, tối nay tất chung ngươi xuống hoàng tuyền. Ngũ đại cấm khu chi chủ sóng qua, đầy trời thần ma lại làm sao có thể không gào thét nhất cuống học, mà lại đều tiếng như oanh lôi, giống thương thiên rung động, chấn ba đào vạn trường. Não tàn, một đám não tàn, mắng chửi người bực này kỹ thuật sống, thần triều chi nhân từng cái đều lô hỏa thuần thanh. Có gọi hay không đánh thắng được mà lại không nói trước, khí thế trên, tuyệt đối không thể thua. Có loại ra tới. Có loại đi vào. Rùa đen rút đầu. Hô, phi. Còn chưa đấu võ, chàng diện liền một phát không thể vãn hồi rồi. Chúng thần không nói võ đức. Đám người cường hãn cũng dứt khoát không biết xấu hổ ra. Một trong một ngoài đối khí thế ngất trời. Cái này. Bên ngoài chàng quần chúng đều trợn mắt há hốc mồm. Đều khóe miệng qua lại run rẩy. Bọn họ là đến xem đánh nhau đấy. Cũng không phải là tới nghe người chửi đồng đấy. Đúng, chính là chửi đồng, như thường ngày cao cao tại thượng thần, lúc này, có vẻ như đều mở bát phụ hình thức, hơn nữa rất có một bộ không mắng đến dài đằng đắng, liền không trở về nhà ăn cơm tư thế, hoặc là nói, là thậm chí nghĩ tại đây mở tiệc. Thật náo nhiệt, triệu công tử là ở đấy, chỉ bất quá, giấu ở quần chúng trong. Thần triều nhân tài đám vẫn rất có sức sống đấy, ngược lại hắn thành chủ này, có chút không phải chuyên nghiệp rồi, như vậy chàng diện, tuyệt đối thích hợp tiếp nhận một trận thiên kiếp có thể, hắn tiếp nhận thiên kiếp tiếp nhận trước, không có bắt kịp tốt thời điểm. Cho ta sát, bà la ma thần một câu vang vọng thần minh hải, xuống công phạt mệnh lệnh. Dứt lời, ngũ đại hoang thần binh đều như một đạo cực quang, trùng thiên mà lên. Đầy trời thần ma tặc tự giác, đều tế ra bản mệnh thần lực, cực tấn thúc dục tại trong khoảnh khắc, đem ngũ tôn trí cao thần khí hủy diệt chi lực, đổ lên rồi cực hạn, gắng đạt tới nhất kích oanh mở trí tôn thành, phần còn lại, tự dễ làm rồi. Lui, đám khán giả một hồi nước tiểu run rẩy bề bộn sợ triệt thoái phía sau. Cũng có đi đứng không dùng được đấy, một bước mới phóng ra, trực tiếp co quắp tại đó, đều bởi vì đạo hạnh không tốt, lại tâm cảnh không tốt, nhịn không được trí cao thần khí uy áp. chương 2015, Đại đạo Thiên Cục VS trí cao thần khí. Tranh, ngũ đại hoang thần binh ô, ô, n, g run rẩy toàn bộ bầu trời đều sấm sét vang dội. Cũng là chiếu đến lôi minh thiểm điện, có một thanh kiếm tại hư vô hiển hóa. Đó là trí cao thần khí liên hợp tụ tập kiếm, có thể nói hủy diệt chi kiếm. Cái này phút chốc, thời gian hoảng tựa như định dạng, ít nhất, thế nhân cũng như hóa đá, chỉ hai mắt nổi bật, đồng tử co rút nhanh, chỉ vì ngũ đại trí cao thần khí liên hợp nhất kích, quá mạnh mẽ quá bá đạo, đủ có thể tồi diệt thiên hạ nhiệm gì một tôn thần. Binh khí tốt, triệu bân sợ hãi thán phục, ánh mắt chiếu sáng dạng dỡ. Binh khí tốt, đồng dạng sợ hãi thán phục, Chí Tôn Thành trong cũng có. Chí Cao Thần tế luyện bản mệnh khí sao, bọn họ đều yêu thích vô cùng đâu. Chỉ là, muốn bằng này công oanh phá đại đạo thiên cục, có vẻ như kém có điểm ý tứ. Lên trận, đối phương đã xuất chiêu, cái kia được đón lấy không phải. Thần chiều đám người cường hãn đều hét to, hồi phục rồi càn khôn. Là vì càn khôn, chính là thiên cục quân cờ trận, cứ thế Tôn Thành làm trung tâm mỗi một tòa núi cao, mỗi một hòn đảo, đều nở rộ rồi quang mang đạo âm tại nội vang vọng, pháp tắc tại thiên sen lẫn. Như trở lên thương thị giác đến xem, cái này trong nháy mắt thần minh hải, chính là một cái to như vậy bàn cờ, bao quát trí tôn thành ở bên trong, núi cao hòn đảo, thảo mộc trường xuyên, đều là nó quân cờ, mà lại cũng không phải là bất động bất động, có vô cùng vô tận biến hóa, diễn vào trong đó. Oanh! Vạn chúng nhìn chăm chú dưới hủy diệt chi kiếm lăng thiên bổ vào trí tôn thành trên. Sau đó, chính là bang một thanh âm vang lên, có vạn trường tia lửa băng bắn, có lôi đình thiểm điện bay múa, càng có một đạo ô hắc vầng sáng hướng tứ phương hoành phô, đáng thần minh hải sóng lớn mãnh liệt cũng đụng hư vô không gian, từng khúc sụp đổ. Phốc thân là quần chúng được có thấy huyết giác ngộ như thần minh hải ngoại thế nhân, lúc này liền đặc biệt chật vật, nhịn không được uy lực còn lại thành mảnh như mọc thành phiến được đụng ngã lăn, nội tình bạc nhược yếu kém giả ngay tại chỗ thành một bãi bùn máu, bay ngược ở bên trong hai người bọn họ nhãn viên trượt, bởi vì hải trong tòa thành kia, đã chúng hủy diệt nhất kiếm, lại lông tóc không bị tổn thương, cũng như một tòa cự nhạc, sừng sướng sừng sướng với thiên cục trong. Lại, vậy mà khiêng được, người cho rằng, đại đạo thiên cục là bầy biện xem. Có thể đó là hoang thần binh, ngũ tôn. Chớ quên, đây là tiên giới, dù trí cao thần khí, cũng phải phục tùng đại càn khôn, đã gặp áp chế, liền đã định trước nó sử dụng không ra mạnh nhất lực sát thương. Âm vang phía sau, chính là ẩm ý nghị luận. Bọn tiểu bối không hiểu, tiền bối đám lại lòng dạ biết rõ. Nguyệt thần đem thiên cục đặt ở tiên giới, mượn chính là thiên thời địa lợi, chỉ cần càn khôn áp chế vẫn còn, liền không người có thể tải trong thời gian ngắn, công phá đại đạo thiên cục, cho dù là ngũ đại hoang thần binh. Kỳ thần, thật xem thường ngươi rồi. Tiên tôn hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới thiên cục phòng ngự mạnh mẽ như vậy hung hãn. Cũng không sao, bọn họ nếu như đến rồi, liền có thể phá cái này đáng chết quân cờ trận. Lại đến, thần khư chi chủ hét to, đỉnh đầu có thần quang sông tiêu. Không cần hắn nói, đầy trời thần ma cũng đã điều động bản nguyên, đem thần lực, rót vào ngũ đại hoang thần binh, nhất kích oanh không ra, vậy liền đến kích thứ hai, phía sau, còn sẽ có đệ tam kích, đệ tứ kích. Không tin oanh không ra một tòa thành. O, O, N, -n G. Vẫn là hủy diệt chi kiếm, diễn xuất trong nháy mắt, liền thiên địa thất sắc. Nhưng, trói mắt không có nghĩa là dễ dùng, nhất kiếm đánh xuống đến, cũng như chém vào rồi bảng thép trên, chẳng những chưa phá khai thiên cục, vẫn là trấn đầy trời thần ma tập thể kêu rên. Tốt, rất tốt. Địa ngục chi chủ vung tay vung lên, chuyển ra rồi công phạt đại trận. Như hắn, Tiên tôn, bà la cùng thần khư chi chủ, cũng đem từng tòa sát trận, bầy đầy hư vô, đó là 360 độ, không góc chết nhắm chúng trí tôn thành. Đến, đầy trời thần ma đều rất tự giác một tôn tiếp một tôn bước lên hư vô, lấy chấp trưởng công phạt đại trận, ngửa mặt lên trời nhìn, bọn họ tựa như đầy trời tinh thần, vô tận quang huy vung vãi, che tận thế sắc thái, phổ chiếu thần minh hải. Úm, ma, ni, bá, mế, hồng. Tương đối hàm xúc chính là Phật tôn, tìm một đóa đám mây, khoanh chân mà ngồi. Theo hắn mà đến tín đồ, cũng giống như thế, đều chắp tay trước ngực, niệm tụng rồi kinh Phật. a à, thế nhân nhiều ngâm nga, ôm đầu gầm nhẹ giả, nhiều không kể xiết. Lẽ ra, Phật âm nên là trang nghiêm tường hòa đấy, có thể lần này nghe tới, lại như vô thượng ma chú, không nhìn nhục thân, đánh thẳng linh hồn, một khi nhiễm lên rồi, liền lái đi không được, thậm chí ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người nghe kinh Phật, xuất ra, trong mắt thành kính chi sắc, biểu lộ không bỏ sót. Tốt trói mắt nơi nào? Chí tôn trên tường thành, tràn đầy nói đến đây lời nói. Một hai cái hòa thượng không có gì, vẫn là một mảng lớn, vậy thì sáng sủa rồi nên đem cái này lưỡng xem tốt rồi chớ bị bắt cóc rồi chiến thiên hành nhìn sang hồ lai cùng tiểu vô niệm toàn bộ trí tôn thành liền thuộc về hai người bọn họ cái ót nhi nhất trói mắt ngã phật từ bi xéo đi xéo đi hồ lai dứt khoát ngồi ở trên tường thành không niệm kinh phật liền suy nghĩ mắng chửi người ta không phải hòa thượng tiểu vô niệm nhất thật sự vẻ mặt ủy khuất liền sông hôm nay cái này trận chiến hắn quay đầu cũng phải lộng cái tóc giả đeo lên bớt cùng Phật quốc đánh nhau lúc, bị người trong nhà ngộ sát. Sát, cùng với cấm khu chi chủ hết to, ngoài thành đầy trời sát trận hồi phục. Tùy theo, chính là phô thiên cái địa đao mang kiếm quang, mang theo cuốn pháp tắc cùng sát khí, thành lôi đình thiểm điện, từng đạo đều tráng kiện như núi cao, không đỉnh đánh tới hướng trí tôn thành. Oanh, phanh, rung động lắc lư càn khôn ẩm vang, là vang vọng tứ hải bát hoang đấy. Mà đầy trời sát trận công phạt, thì là hủy thiên diệt địa đấy xem trí tôn thành có thiên cục càn khôn thủ hộ vẫn như cũ sừng sững mà đứng thành trong người bình tĩnh là bên ngoài chàng quần chúng khiếp sợ thiên cục lực phòng ngự cũng không tránh khỏi cường quá nói chuyện không đâu cái này nhiều công phạt chuyện gì không có lúc này mới nơi nào đến đấy triệu bân đổ một ngụm rượu là một cái trung thực quần chúng hắn thậm chí tôn thành chủ cũng là đại đạo thiên cục trưởng khống giả quân cờ trận có thể chống bao lâu không một ai so với hắn rõ ràng hơn nhiều hơn không nói, khiêng cái giam 3 tháng, vẫn là không thành vấn đề đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đại càn khôn không có gì bất ngờ xảy ra. Ví dụ như, áp chế cực tẫn yếu đi. Nửa bầu rượu vào trong bụng, hắn móc ra tiểu sổ sách, liếm liếm bút lông, liền bắt đầu một phen rồng bay phượng múa, viết làm cho bức tranh, đều là tên người cùng đạo hiệu, đem tham dự công phạt đầy trời thần ma, đều ghi tạc rồi phía trên, đợi hắn ngày, thần chiều trì hoãn một hồi nhi, có một cái tính một cái, lần lượt chỉnh đốn. Chờ đợi ghi chép hoàn chỉnh, cho lão phu đến một phần. Triệu Bân chính viết lúc, có nhất lão đầu nhi gom góp đến, vẫn là là người quen, thần giới dâu bạc lão đạo, cũng không biết từ chỗ nào chui hạ xuống, rất xa chạy tiên giới xem náo nhiệt. Triệu Bân không nói chuyện, một tay đem ra hỏa này bới ra kéo ra, tập trung rồi cách đó không xa một người, cũng là lão đầu nhi, cũng như dâu bạc lão đạo, là từ thần giới xuống đấy. Cái kia nhân hắn gặp qua, tán tu một cái ngày xưa hắn chịu chúng thần nguyền rủa được triệu hoán trên đường, lão đầu nhi kia đi theo hắn một đường, không biết họ cái gì danh người nào, chỉ biết cái kia nhân, có một phía sáng loáng chỉ ngói lượng tấm gương, mà trên gương, khắc có một quả độn giáp thiên tự. Tiểu Hữu muốn pháp khí không? Tất cả người ở đây lại nhìn hí, liền tán tu lão đầu nhi cất một đống bí bảo, tại đống người nhi đi vào trong một đường hỏi một đường, chuyên chọn những cái kia não dưa không phải linh quang tiểu bối, căn nhân xì xào chính là một hồi lắc lư đang muốn tìm ngươi đây triệu bân mang theo sổ sách thẳng đến rồi bên này vừa gặp tán tu lão đầu nhi đi tới hai người đụng phải cái gặp mặt muốn pháp khí không tán tu lão đầu nhi cười nói chọn chúng ngươi tấm gương rồi triệu bân chỉ chỉ lão đầu ống tay áo cái kia cái gương liền núp ở bên trong được một khối kỳ dị miếng vải đen che cực kỳ chặt chẽ nếu không phải hắn mở gà mở hỗn độn nhãn vẫn là nhìn không thấy cái kia không bán tổ truyền đấy đến cho ngươi xem dạng này bảo bối. Triệu Bân cũng không quản người có nguyện ý hay không, một tay khoác lên người trên bờ vai, ôm lên liền đi, nơi đây nhiều người nhiều mắt, không thích hợp mua bán, được tìm cái không ai chỗ, chính nhi bát kinh tâm sự giá cả. Chương 2016, thân dung độn giáp. Ra tới một trận chiến. Có loại đơn đấu. Cho ta oanh. Lão tử là xuống đại. Tối nay thần minh hải phi thường náo nhiệt. Phóng nhãn nhìn lại Đầy trời đầy đất đều là người, có chịu trách nhiệm mắng trận chiến đấy, có chịu trách nhiệm đánh, không gian tại sụp đổ, lôi đình thiểm điện tại xé rách, muốn nhiều hỗn loạn có nhiều hỗn loạn. Nhìn đối chiến song phương, đặc biệt là đại thần đều ổn nhất bức. Cấm khu tự tin có thể oanh phá thiên cục, sau đó chính là huyết sắc thao thiết thịnh yến. Chí tôn thành sao, cũng nửa phần không sợ. Bên ngoài, đây là một cái chiến trường. Kỳ thực là ba cái chiến trường. Nguyệt thần đi trộm nhà không được làm ít chuyện tình ra tới triệu bân đi ngoại tản bộ không được làm trở lại hắn lão bản hành cho nên nói đem thành bảo vệ tốt chờ đại phản công nói đến triệu công tử đã không ở cái này phiến thiên địa đã dắt lấy tán tu lão đầu nhi đi xa xôi phía chân trời ngươi không phải muốn đánh cướp ta đi tán tu lão đầu nhi cất bảo bối tràn ngập đề phòng xem triệu bân nói thực ra hắn đã xem một đường rồi tới rồi cũng không thấy rõ cái này người chân dung, liền cái kia tu vi cùng lai lịch, cũng một mực không biết, chỉ biết người này rất thần bí, cho hắn một loại thật lớn cảm giác áp bách. Như đoán không sai, hẳn là một tôn thần. Mà hắn mới chỉ bán thần cảnh, bị quải trong khe đi khả năng rất lớn. Lão phu vẫn phải mặt đấy, Triệu Bân một câu thâm trầm, "Ta không tin." Hắc, hai người một trái một phải, vào một cái sơn xó. Đến lúc này, Triệu Bân mới cầm một cây đao nhưng không phải đánh cướp, mà là muốn mời lão đầu nhi này, dám định một chút. Thần khí, tán tu lão đầu nhi thấy chi, lão con mắt lóa sáng. Kích động phía sau, hắn lại biểu lộ vẻ tiếc nuối, là thần binh không giả, cây đao này, là tàn phá, đao thể chỉ có một nửa nhi, mà lại chữ khác vào đồ vật ở trên bí văn, còn nhiều có hư hao. Đao này, đổi cho ngươi cái kia tấm gương, dễ dùng không? Triệu bân sách ra bầu rượu. Tán tu lão đầu nhi nghe thấy chi, lông mi trao lên, không tự giác giữa, vẫn là nhiều nhìn thoáng qua trong miệng hắn tổ truyền chi vật, cái đồ vật này, có quý trọng như thế sao quý đã có người nguyện cầm thần khí để đổi. Đổi vẫn là không đổi, cho cái lời, triệu bân đổ một ngụm rượu, ta đây tấm gương, thế nhưng tổ truyền đấy, tán tu lão đầu nhi nghiêm túc nói, ách, triệu bân nhất tự mây trôi nước chảy, thu đao liền muốn đi. Đổi đổi đổi, tán tu lão đầu ha ha cười một tiếng, bề bộn sợ níu lại rồi triệu bân ta đều người bận rộn, người nói người kéo cái gì đạm đâu. Triệu bân vung tay lên, đem thần đao ném đi qua, có lẽ thần khí quá nặng nặng, tán tu lão đầu nhi tiếp được lúc, một bước không có thế nào đứng vững, suýt nữa một đầu ngã cái kia. Chật vật quy chật vật, ra hỏa này cười không ngậm miệng được. Thần khí chính là thần khí, trầm trọng như núi, cầm lấy đi chém người tuyệt đối dễ dùng. Hắn không nhây nhưa, chập choạng trượt lấy tự xưng tổ truyền chi vật tấm gương, chợ đêm đào đến vật nhi, đổi được một tôn tàn phá thần khí, kiếm đại phát rồi. Triệu bân tiếp tấm gương, một bên lật qua lật lại quét suy tính, một bên tùy ý nói, người nói, ta như sẽ đem người đánh cướp, có tính không không nói võ đức. Nâm lão thế nhưng thần, nơi nào có như vậy không biết xấu hổ. Tán tu lão đầu nhi một mặt cười ha hả. Thưa dịp lão phu còn chưa đổi chủ ý, còn không mau chút. Siêu, không chờ triệu bân đem cái kia chạy chữ nói ra, tán tu lão đầu nhi liền quay đầu chạy trốn, nên là ánh mắt Nhi không dùng được, cũng hoặc chạy quá mau, vẫn là một đầu đụng trên núi rồi, đá vụn văng tung tóe ở bên trong, trốn vừa lăn vừa bò. Triệu bân một tiếng ho khan, chuyên tâm nghiên cứu tấm gương. Hắn lấy nguyên thần hỏa, đem khắc vào trong đó độn giáp thiên tự luyện ra tới. Là một khỏa thần chữ, kim quang lộng lấy, có huyền bí ý uẩn ẩn núp. O, O, N, G. Long Nguyên không trải qua triệu hoán, tự thân chạy ra gặp có độn giáp thiên tử, nó so với ai khác đều tự giác. Một bên đi chơi, triệu bân lướt nhẹ qua tay, lại đem nó ném hồi rồi vĩnh hàng giới. Mà hắn, tắc đem thần chữ treo ở rồi nơi lòng bàn tay, nhìn lại xem. Viên này độn giáp thiên tử, cùng trước kia đạt được đấy, có chút khác biệt, nơi nào khác biệt đâu. Dường như cất giấu một tia linh, còn có nó lóe lên chỉ, cũng so cái khác độn giáp thiên tử, mịt mờ không thiếu. Độn giáp cũng chia chủng loại, trong lòng của hắn một câu thì triển đạo gia thiên cơ thuật cực tẫn thôi diễn một phen diễn toán chứng kiến là một phiến mông lung tối tăm ở bên trong cũng tốt hình như có một cỗ không biết tên lực lược trở ngại hắn truy nguyên thậm chí nghiên cứu hơn nửa đêm cũng không nhìn ra cái nguyên cớ thú vị triệu bân sờ lên cái cằm đem thần chữ sáp nhập vào khí lực muốn biết độn giáp bí mật còn phải dung hợp dòm ngó đương nhiên quá trình này có lẽ sẽ rất dài dằng dặc mau mau nhanh không chung rất nhiều tiếng ồn ào, có từng đạo tiên cầu vồng hoa thiên mà qua, già trẻ đều có, đều là chạy thần minh hải đi đấy, xem vở kịch lớn sao. Một cái so một cái tích cực. Triệu bân thu thần, cũng đăng thiên mà đi. Đợi đến thần minh hải ngoại, quần chúng đã là người ta tấp nập, chừng cử thành cử trở lên, đều tại rụi mắt. Chỉ trách, đầy trời thần ma náo động tính quá lớn, mỗi có một lần oanh kích, đều có vạn trượng ánh lửa băng bắn, trói mắt lôi đình thiểm điện, đặc biệt trói mắt, tu vi không tới nơi tới trốn giả, phần lớn đều tráng váng đầu hoa mắt. Tại đây, cũng không ngại bọn họ phách đặc tả. Gần như nhân viên một khối trí nhớ tinh thạch, tranh thủ chính là một hồi tạch tạch tạch. Triệu bân che hắc bào, bất hiện sơn bất lộ thủy, tựa như một người đi đường giáp, tĩnh đứng yên ở biển người ở bên trong, xem đại chiến lúc, cũng ở đây thời khắc chú ý thiên cục càn khôn. Như đại càn khôn không đảo loạn, tối thiểu răm 3 tháng giữa, trí tôn thành không việc gì. Mà cái này răm ba tháng, có thể làm sự tình liền nhiều lắm oanh, phanh, âm vang âm thanh, hải ngoại thiên vũ lại rung động. Ngửa mặt lên trời xem, có thể thấy hai đạo mơ hồ bóng người, đều là thần quang lung chiều, đáng sợ uy áp, cực tấn xông tới cản khôn. Nhất dọa người đấy, là bọn hắn con mắt, hình như có núi thây biển máu, cũng có tinh không hủy diệt, nhiều liếc mắt nhìn, liền cảm giác tâm thần hỗn loạn, rất có sụp đổ hiện ra. Đế thần, triệu bân thì thào một câu, có thể nhìn ra cái kia hai cái thần bản mệnh tu vi, cảnh giới mặc dù không thể so với vô tướng lão thần, nhưng hai người dưới đáy quần cũng không tại vô tướng lão thần phía dưới. Trời à, thần ma tôn ma đạo quân có người kinh hô. Hai người bọn họ, nhà ai đấy, triệu bân nhìn thoáng qua bên cạnh thân lão đạo. Nghe đồn, bọn họ cùng trí cao thần truyền thừa rất có nguồn gốc, luận lai lịch, thuộc về tiên tôn, A-la Phật tôn cùng bà la ma thần đồng lứa, thần khư chi chủ cùng địa ngục chi chủ thấy chi, cũng phải hô một tiếng sư thúc, từ lúc vạn cổ trước, liền đã bản thân phủ đầy bụi, không nghĩ được, ở thời đại này xuất thế. Lão đạo chậm rãi nói. Tóm lại một câu, đại thần quá. Vẫn là rất lớn thần, năm đó ngân hàm một trận chiến, hai người bọn họ suýt nữa chu diệt nguyệt thần, tuyệt đối hung danh hiển hách. Ân, nhìn xem sẽ không giống như tốt chim chóc. Triệu bân nói qua, lại sách ra tiểu sổ sách, đem thần ma tôn cùng ma đạo quân tục danh, viết tại bắt mắt nhất vị trí, dám khi dễ nhà hắn tú nhi, không chết không thôi không bỏ tốt một cái đại đạo thiên cục. Thần ma tôn u cười, mà đạo quân tắc khóe miệng hơi vỉnh. Hai người không phải đến du sơn ngoạn thủy đấy, hàng lâm cái này phiến thiên địa phía sau liền nhập thần minh hải, vung tay vung lên, liền mở đầy trời pháp trận, oanh kích trí tôn thành. Bọn họ phía sau, còn có rất nhiều trí tôn, từ trên trời chạy đến, số lượng nhiều, chứa nói thế nhân, liền triệu công tử thấy, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Mạnh được yếu thua thế giới, có vẻ như không có một cái là người lương thiện cấm khu hướng cái kia đánh, đều sẽ cùng theo đạp một cước, tựa như thiên ngoại đến thần, liền đặc biệt chuyên nghiệp, đó là lời thừa một câu không nói nhiều, trực tiếp mở làm. chương 2017, đóng cửa, thả chó. Tựa như tất cả người ở đây biết, thần chiều cũng bị hủy diệt. Thậm chí là, thiên ngoại khách tới, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Cái gì mặt hàng đều có, buông xuống tôn thành đã coi như là mục tiêu sống. Một đêm này, tận thế chỉ, lung muộn thần minh hải. Dù thiên cục biến hóa vô tận, cũng xua đuổi không tiêu tan hủy diệt chi ý. Tự đứng ngoài xem, tất cả đều là sấm sét vang dội, nước biển đều đã khô héo. Cái này, là muốn tử cục A. À? Như thế lời, đám khán giả nhiều lại nói. Nhìn thần minh hải ngoại, vô tận pháp tắc sen lẫn bay múa, càng có rất nhiều đại thần, rút kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem cái kia phiến thiên địa, vây chính là cái kia chật như nêm cối, một khi thành phá, thần chiều người, sợ là không có một cái có thể còn sống ra tới. Sự tình không lớn, thần chiều đám người cường hãn rất đúng bình tĩnh, ngoại trừ có chút biệt khuất, cái khác không có gì. Tự nhiên, biệt khuất cũng là vì tốt hơn bộc phát, một trận chiến này được chậm rãi đánh. Ta cũng muốn nhìn một chút, bọn ngươi có thể khiêng bao lâu. Hư vô, tiên tôn cũng như quân vương, ổn thỏa đài cao, quan sát thiên địa. Cấm khu chi chủ bức cách, chưa có người có thể so, cho dù là đế thần cảnh thần khư chi chủ cùng địa ngục chi chủ, cũng uy thế vô cùng, cái này chính là trí cao truyền thừa, một tôn hoang thần binh, liền có thể nghiền ép một phiến. Ta, đã không thể chờ đợi được. Đầy trời thần ma nhe răng cười, so lệ quỷ càng sừng sững. Thành phá rồi hôm đó, liền là bọn hắn thao thiết thịnh yến. So sánh với bọn hắn, triệu bân vẫn là trước sau như một điệu thấp. Hắn như cái sử quan, trốn ở đống người nhi trong, cần cù ghi chép, quản ngươi là thần vẫn là ma, chỉ cần lên lần này danh sách, năm nào lên trời xuống đất, đều chạy không thoát thần chiều lửa giận. Đạo hiếu, người ta có hay không ở đâu gặp qua? Vẫn là dâu bạc lão đạo, sợ là là cho đấy, người 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 người, tìm đến triệu bân nơi này, vuốt tròm dâu động tác, đặc biệt tiêu chuẩn, rất có đem triệu bân hắc bào, sốc lên tư thế. Chưa từng gặp qua, triệu bân lời nói giả nua, diễn lập luận sắc xảo. Dâu bạc lão đạo tất không tin, vẫn còn nắm bắt dâu rìa cao thấp quét suy tính. May mà Triệu Bân không rảnh phản ứng đến hắn, cái này như tại sơn xó, Chói lại không có thương lượng. Cha! Lại là này giống như kêu gọi, tại Triệu Bân bên tai đột nhiên vang lên. Triệu Bân phát họa rồi một khoản, vô thức ngừng, trước xem xét bạch đạo, lại hoàn nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt tại rơi vào phiêu miểu hư vô. Lần này hắn nghe thanh, có người đang gọi cha. Mà cái kia non nớt kêu gọi, tại hắn nghe tới, vẫn là như vậy thân thiết. Hắn muốn tìm ngọn nguồn, làm sao vô tung dấu vết, thôi diễn một phen, chứng kiến cũng là trống rỗng. Lại tới nhất tôn đại thần. Dâu bạc lão đạo nhìn phía bầu trời, trong lời nói nhiều thổn thức chi ý. Triệu bân lại ngửa đầu, chứng kiến là một đạo mông lung bóng người, thấy không rõ chân dung. Thần giới nhiều đại lão, có thể cùng vô tướng lão thần sóng vai đấy, nhiều không kể xiết. Tựa như vị này, chính là cái đáng sợ đích nhân vật, so thần ma tôn chỉ mạnh không yếu. Có thể mới biết được hắn là ai dâu bạc lão đạo thăm dò rồi thăm dò tay. Không biết, triệu bân vẫn còn xem, nhưng chỉ là thấy không rõ chân tướng. Thánh ma, thánh ma, nghe đồn là thượng thương thăng nói phía sau cởi ra khô xác Ta nói thế nào thấy không rõ lạc, thiên đạo chi lực gia trì. ngụy thiên đạo chi lực, dâu bạc lão đạo lời nói ung dung. Thiên đạo chi lực còn có giả mạo triệu bân đến rồi vài phần hứng thú ngoại trừ thượng thương, không người có thể chân chính động thiên đạo. Lão đầu dâu bạc nói. Triệu bân không lại hỏi thăm, vẫn như cũ mới là thánh ma lai lịch. Nếu là có thể, hắn muốn bắt một cái, hảo hảo nghiên cứu một chút. Oanh, phanh, thần minh hải ầm vang, một lòng chính là hơn phân nửa nguyệt. Mà chúng thần, cũng chính nhì bát kinh oanh hơn phân nửa nguyệt. Thế nhân là khiếp sợ đấy, bởi vì thiên cục phòng ngự, cường hãn nói chuyện không đâu, cái này nhiều trí tôn, mà còn có ngũ tôn trí cao thần khí áp trận, không ngừng nghỉ oanh rồi hơn 10 ngày, lại cũng không công phá càn khôn. Cấp bách, đầy trời thần ma đều cấp bách, không chỉ phát hỏa, vẫn là tặc mẹ nó mệt, trong đó có không ít, đều đã tiêu hao hết thần lực, ỉu xìu không sót mấy. Đánh, kích động chính là đại thần đám, càng oanh càng mạnh hơn. Không chết không thôi tình trạng, đợi một cái thành phá. Sạc sạc, trời không phụ người có lòng, ầm vang trong một đạo thanh thúy âm thanh, so lôi minh càng trói tai. Thiên cục càn khôn phá, bị xé mở một nói vết nứt. Cái kia trong nháy mắt, thế người tinh thần tỉnh táo, đầy trời thần ma tinh danh hơn thần. Sát, rung động lắc lư hoàn vũ hét to, tùy theo vang vọng. Trừng trên trăm tôn thần, tất vết nứt đánh vào rồi trí tôn thành. Xong việc nhi, thiên cục vết nứt liền bế hợp rồi, thậm chí sau đánh tới chí tôn đám, đều bị chắn ngoài thành, không có thế nào phanh lại xe người, vẫn là đụng đầu rơi máu chảy, đương đương âm thanh tại triệu bân nghe tới đặc biệt dễ nghe thiên cục càn khôn có thể tự bản thân chữa trị kỳ thần đều táng diệt vạn cổ rồi còn có thể như vậy đoạt thiên tạo hóa có không loại khả năng này là thần triều cố ý đem người bỏ vào đấy hải ngoại đều nghị luận bởi vì một màn kia ngoài sáng bí mật đều lộ ra quỷ dị hỏi như vậy đề đến rồi đến cùng là đúng hay không cố ý đâu vâng phải là cái này chính là triệu công tử hồi đáp. Nghẹn hơn phân nửa nguyệt, không được cho chúng trí tôn đến một chút đặc biệt tiết mục A. Hắn thậm chí tôn thành chủ, chấp trưởng đại đạo thiên cục, lén lút rộng mở một đường nhỏ nhi, cũng không phải là như vậy tốn sức, phóng chút trí tôn đi vào, tốt đóng cửa đánh chó. Chạy, nơi nào chạy, ăn ta lão tôn nhất côn, tất cả chớ động, để cho ta tới. Đánh, nói đánh là đánh, thiên cục vết nước bế hợp phía sau trí tôn thành trong chính là một phiến ẩm ý, mắng to thanh âm, ầm vang thanh âm, đinh linh lại cạch âm thanh. Đó là đủ loại âm sắc, đủ loại vang vọng. Trưa nay, chính là chúng thần tiếng kêu rên. Thế nhân nghe trái tim nhỏ thẳng hồi hộp, không cần vào thành xem, liền biết sát đi vào trí tôn, bị thần chiều loại người hung ác quần đấu, bọn họ có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh. Đóng cửa đánh chó sao? Vô luận đơn đấu vẫn là quần ẩu, cũng không có cái gì khác biệt. Đáng chết! Ngoài thành đầy trời thần ma, đều lộ ra giữ tợn sắc. Giữ tận ngoài, bọn họ đều có một tia nghĩ mà sợ, may mà trước kia chậm nửa nhịp, như đi đứng lại chập choạng trượt chút, không để ý sát đi vào, cũng đừng nghĩ đi ra. Rất tốt, cấm khu chi chủ diện mạo, cũng khó xem đến mức tận cùng, quả muốn chửi mẹ. Bị chơi sỏ, bọn họ bị chơi sỏ, thiên cục còn chưa phá vỡ, liền bị bày một đảo. Cứu ta, chúng thần kêu cứu, là cực tấn kêu rên, rất đúng thê lương. Ngoài thành trí tôn ngược lại muốn cứu, làm sao thiên cục vết nứt cũng đã hợp. Ân, vẫn là đánh cướp đến tiền nhanh. Triệu bân đổ một cái tiểu rượu, cười tặc vui vẻ. Trận chiến, liền đánh như vậy, chắc chắn sẽ có người đi trong hầm nhảy. Thành trong tiếng nổ vang cùng tiếng kêu rên, chẳng biết lúc nào chôn vùi. Thế nhân có thể đoán được kết cục, sát vào trong thành trí tôn, sợ là đều bị diệt, khó tránh khỏi, thần triều nhân tài đám, lúc này chính tụ tập nhi phân bảo bối. Đến, người đấy, đao này, ta rất ưa thích treo lên cái này đều con tin đám khán giả suy đoán một điểm không giả thần chiều đám người cường hãn thật đặt cái kia kiểm kê chiến lược phẩm đâu cái này một thanh làm đến gọn gàng a à. lột rồi vô số bí bảo mà lại vẫn là bắt sống hơn 10 tôn thần cái kia không đều trên tàng cây treo đâu bọn chúng đều là đáng giá chủ ta muốn về nhà bị bắt chúng thần dù chưa ngôn ngữ nhưng thần thái đại biểu hết thảy hối hận a à làm em gái ngươi chim đầu đàn A. Bên ngoài đợi không tốt sao nhất định sát đi vào, cái gì không có gặp may không nói, vẫn là rơi vào như vậy thê thảm hạ tràng. Cho ta đánh. Tiên tôn lại một bước đăng lâm cửu thiên, vung kiếm chỉ phía xa trí tôn thành. Ra lệnh, ngừng không bao lâu sát trận, lần nữa tập thể hồi phục. Hủy thiên diệt địa chi ý, lại một lần lung chiều thần minh hải, thế nhân trông thấy đầy trời thần ma quyết tâm, muốn liền một mạch, oanh mở đại đạo thiên cục càn khôn. Thần khư, mang theo nhà ngươi tiền, đến chuộc nhà ngươi người. Không chờ chúng trí tôn mở làm, liền nghe thiên ngoại truyền âm, vừa quát chấn thiên địa phương. Triệu công tử xuất thủ, phái bên ngoài phân thân, đều đã tìm tốt rồi chắp núi, dắt cuống họng mở gào thét, có không con tin không sao cả, nhất định gào thét khi phách. chương 2018, gom góp gom góp quá. Thần khư, mang theo nhà ngươi tiền, đến chuộc nhà ngươi người. Triệu bân phân thân sói chu, Kèm theo bí pháp khuyết đại âm thanh, truyền khắp thần minh hải thiên địa phương. Nghe thấy chi, sắp sửa oanh kích trí tôn thành đầy trời thần ma, đều vô thức ngừng. Sử tại hải ngoại quần chúng, tắc tập thể nhíu mày. Bên này vở kịch lớn còn chưa kết thúc, một cái khác chàng liền trình diễn rồi chỉ mặt gọi tên để cho thần khư đi lĩnh người, đối phương sợ không phải ăn tim gấu gan báo. Cái này âm sắc, không thiếu tiền bối vuốt tròm dâu, tựa như đã nghe ra là ai nguyên nhân chính là nghe được, bọn họ mới lộ ra lời nói thấm thía chi sắc. Khó trách bọn cướp to gan lớn mật, thì ra triệu bân cái đồ kia. Như thế, vậy thì không kỳ quái, ngẫm lại thần khư, lúc này chính trận trí tôn thành môn đánh, người triệu bân buộc cái phiếu, cũng hợp tình hợp lý. Nhanh đi, cho ta bắt sống đấy. Thần khư chi chủ hừ lạnh, nhiều anh lôi dung động lắc lư cửu thiên. Ra lệnh, rất nhiều thần khư trí tôn rời sân, thần minh đến chuẩn hoang thần đều có, từng cái sát khí thao thiên, men theo thanh âm đến chỗ, một đường chạy về phía đông phương phía chân trời, thanh thế không phải bình thường to lớn, đụng càn khôn lay động không chịu nổi. Cái này, vẫn chỉ là bên ngoài đấy, quỷ mới biết được trong bóng tối, còn có bao nhiêu trí tôn giết đi qua. Cho hay mỗi năm có, tối nay đặc biệt nhiều. Hỷ tham gia náo nhiệt người, cũng đi theo rồi không thiếu, trước khi đi, đều lưu lại phân thân tại thần minh hải ngoại, xem cuộc vui sao. Hai bên cũng không trì hoãn, oanh, phanh, bắt cóc tống tiền tiểu sự việc xen giữa, không chút nào ảnh hưởng thần minh hải ầm vang. Đầy trời thần ma vẫn còn, đã tập hợp lại, mãnh liệt oanh kích trí tôn thành, triệu bân tại đây trong lúc mấu chốt muốn tiền chuộc, đơn giản là quấy rối, mục đích rất rõ ràng, thay thần triều chia sẻ áp lực. Bọn họ tất sẽ không mắc lừa, hoặc là nói, bắt được triệu bân uy hiếp. Chờ đợi oanh mở trí tôn thành đại môn, chờ đợi kéo ra chu diệt thần triều huyết sắc mở màn, còn chưa người kia chẳng phải phạm. Quả là lão bản hành, trí tôn trên tường thành, thần chiều đám người cường hãn đều ước lượng rồi ước lượng tay. Xem đi, người nào đó không phải đi du sơn ngoạn thủy đấy, không làm chút động tĩnh ra tới, xứng đôi thần chiều chi chủ bức cách. Nói đến bước cách, triệu bân đỉnh đầu đã dấy lên vòng sáng nhi. Hắn cũng rút lui, đi theo ô ương ương quần chúng, đi phân thân cái kia, gây sự tình, hắn là chuyên nghiệp đấy, không làm thì thôi, làm liền náo hắn cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp lời phân hai đầu. Một tòa chim không ỉa phân ngọn núi nhỏ trên, triệu bân phân thân chính bắt chéo hai chân nhi, đặt cái kia nhàn nhã phun vân thổ vụ, xương mù lượn lờ ở bên trong, như tựa như tại tu tiên nhi. Vũ ma tất cũng ở đây, bị pháp tắc xích sắt chói gô, yên tĩnh không thể lại yên tĩnh, nhìn cái kia nhất bộ dạng, 360 độ không góc chết biểu hiện rồi một phen lời, sinh không thể lưu luyến, cái này mẹ nó hồi thứ hai rồi, nàng cái này đường đường đế thần, sợ là thật muốn hỏa biến tam giới rồi ta bóp chỉ tính toán, ngươi cùng bọn ta lão đại, rất có phu thê tướng. Ba ngày ba đêm nghe qua không, đáng tin an bài cho ngươi rõ ràng. Năm sau tạo cái tiểu hoa nhi, ta chính là người một nhà, đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Ai nói phân thân không xảo quyệt, vị này, cũng rất tốt kế thừa triệu công tử tốt đẹp truyền thống, tất ngồi cái kia, miệng sẽ không ngừng qua, căn nhăn si sao không dứt vô luận từ chỗ nào xem, cũng giống như cái đại lắc lư, đặc biệt là cái loại này không biết xấu hổ ra tinh thần, thật cùng hắn ra bổn tôn đồng dạng đồng dạng đấy. Đen, vũ ma mặt vừa đen rồi, triệu bân đùa giỡn nàng đã như vậy rồi, toàn bộ phân thân cũng cầm nàng chiêu đùa, vẫn là ba ngày ba đêm, thế nào không chết vì mệt ngươi nha. Đến rồi, một trong nháy mắt, triệu bân phân thân nhìn phía thiên ngoại. Chứng kiến, chính là một phiến sát khí, cuốn theo từng cái thần, phô thiên cái địa mà đến, vách lấy rất xa, vẫn như cũ có thể cảm thấy khí chàng sông tới. Nếu không phải bổn tôn trước khi đi, để lại thủ hộ pháp trận liền hắn điểm ấy nội tình chỉ một tia sát khí liền đủ hắn táng diệt trên trăm cái luân hồi hơn nữa còn không mang nặng hình dáng đấy triệu bân băng lãnh hét to rất nhanh vang đầy thiên khung nhà ai người bị trói tất nhiên nhà ai đùi người chân nhất chập choạng trượt như thần khư trí tôn liền sung trận ngựa lên trước chỉ sợ đến chậm bị làm loạn chi nhân nhanh chân đến trước phanh cùng với một tiếng ẩm vang một tôn mãng bảo lão giả bỏ rơi hàng lâm cái này phiến thiên địa có lẽ thần khu quá nặng nặng thậm chí rơi xuống đất trong nháy mắt đạp thiên vũ đổ sụp hắn phía sau còn có rất nhiều trí tôn có thần khư đấy cũng có cái khác cấm khu đấy rơi xuống lúc một cái so một cái động tĩnh đại đem cái mảnh này càn khôn náo hỗn loạn không chịu nổi kiềm chế một chút ta lưỡng núi liền mệnh đâu triệu bân phân thân cầm điếu thuốc cán tại trên tảng đá dập đầu dập đầu khói bụi hắn là ổn nhất bức bởi vì không quan trọng, ai tới đều không sao cả. Quả như lão phu sở liệu, thật là một cái phân thân. Đám khán giả cũng tới rồi, không dám đi phía trước gom góp, liền sử ở ngoại vi nhìn xem. So sánh với triệu bân phân thân, bọn họ xem hơn nữa là vũ ma, nhiều xinh đẹp một tôn nữ thần nơi nào. Tốt y tứ trói gô quải về nhà làm nàng dâu không thơm sao. Chỉ là nói trở lại, triệu bân sợ là có tặc tâm không có tặc đảm vì sao lạc, trong nhà hắn còn có cái đế tiên đâu cô nương kia nhi tính khí cũng không thế nào tốt, dám nạp tiểu thiếp, người nào đó đại khái dẫn đoạn tử tuyệt tôn. Oanh, ầm ầm, hồn ám thiên địa, pháp tắc bay múa, vàng đen lôi đình thiểm điện xé rách. Đó là chúng thần uy áp, liên hợp khí tràng, lung chiều toàn bộ thiên địa, thần thái muốn nhiều giữ tợn có nhiều giữ tợn, đặc biệt là thần khư trí tôn, nhất là nghiến răng nghiến lợi, hắn thần khư mất mặt vứt quá nhiều rồi, tất cả đều là bái triệu bân ban tặng án khắc tính, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Triệu bân phân thân kéo rồi kéo lỗ tai. Ta đây chờ, được gom góp gom góp, thần khư lão thần cưỡng chế rồi lửa giận, riêng là đem một câu, nói bình bình đạm đạm. Gom góp, nói gom góp liền gom góp. Đây trời thần ma thực đặt cái kia dọn dẹp tiền chuộc đâu. Đương nhiên, kiếm tiền là giả, chỉ hoãn thời gian là thực. Triệu bân phân thân ở chỗ này, bằng hắn có thể thôi diễn cái kia bổn tôn trước đó trang giả vờ giả việt vẫn rất có thiết yếu đấy đối với cái này triệu bân sớm có đoán trước như vậy muốn thôi diễn vậy thì làm quá hắn không tận lực che giấu cho tự thân khí thức lưu lại một chỗ phá rác muốn tìm hắn không có như vậy tốn sức hướng tây bắc bên này thần khư lão thần đã truyền âm chúng trí tôn không cần hắn nói nấp trong chỗ tối thần cũng đã giết đi qua phần còn lại trí tôn sao vẫn như cú tại giả vờ giả việt gom góp tiền chuộc được đem cái này phân thân ổn định rồi, đừng đặc biệt thì một cái nghĩ không thoáng, lại mang theo vũ ma một khối lên đường. Có thể gom góp đủ rồi, triệu bân phân thân không nhịn được nói. Có thể hay không tiện nghi chút, vạn chúng nhìn chăm chú dưới thần khư lão thần cứ vậy mà làm một câu như vậy, chứa nói một đám quần chúng, liền vũ ma nghe, cũng không khỏi kéo khóe miệng, tuy rằng đạo lý không giả, có thể rơi vào trong tai, thế nào nghe như thế không được tự nhiên đâu. Giảm giá 8 phần 10, không thể ít hơn nữa rồi triệu bân phân thân bày cái chỉnh đốn giá cả vừa phải thần khư lão thần tuy nhiên mặt không biểu tình thực sự dứt khoát tiện tay quăng ra rồi một cái túi đựng đồ bởi vì một phương khác chúng thần đã tìm được triệu bân bổn tôn đợi hắn chuộc đồ vũ ma xong việc nhi trực tiếp mở làm đến mức tiền chuộc chờ bị bắt xuống triệu bân chỉ một hồi cầm về thực cho a à, nghèo khó hạn chế tưởng tượng thế nhân đều xem thẳng nuốt nước miếng vũ ma thế nhưng một tôn đế thần thần khu làm sao trầm trọng, án khắc tính, cái kia được bao nhiêu tiền nơi nào. Chí cao thần truyền thừa, đều như vậy rồi rào sao. Không hổ là cấm khu, quả nhiên hào sảng. Triệu bân phân thân đưa tay, vững vàng tiếp nhận túi chữ vật, mà lại đang tại chúng thần trước mặt, giải rồi túi chữ vật dây thừng, mắt to đi đến bên trong nhất nhìn, thành xếp thành chồng chất đấy, tất cả đều là thần thạch. Trừ này, còn có bí khí, pháp bảo, đan dược, sách cổ. Nhiều không kể xiết chớ nói hắn sợ là bổn tôn thấy cũng sẽ con người sáng loáng chỉ ngói lượng còn không thả người thần khư lão thần lạnh lùng nói ta không được đếm một chút sao triệu bân phân thân nói qua từ trong chữ vật đại móc ra một khối thần thạch như gặm xương cốt há miệng liền cắn cái này khẽ cắn không quan trọng thần thạch giặc giặc một tiếng bị hắn cắn nát giả tiền đó là một cái giả tiền triệu bân phân thân phun ra một đống thần thạch bão vụn sở dĩ nâu thần khư lão thần con người màu đỏ tươi, biết rõ triệu bân phân thân đang đùa hắn, nghiễm nhiên đã ép không được lửa giật. Sở dĩ, ta đi trước ăn bát nổ tương diện. Triệu bân phân thân vỗ vỗ, cái mông, xoay người không thấy nhi rồi. Cùng hắn một đạo biến mất, còn có chói gô vũ ma. chương 2019, đuổi trận tiếp theo. Cái này, mắt thấy triệu bân phân thân cùng vũ ma một đạo biến mất, bên ngoài chàng quần chúng đều lưỡng nhãn viên trượt, cái này bọn cướp, đều như vậy không có chức nghiệp đạo đức thu tiền không thả người phóng thả ngươi muội như triệu bân phân thân vẫn còn ắt có một câu như vậy trở lại đổi đế thần nơi nào rất đáng tiền liền chỉa về phía nàng trở nên giàu có rồi đến mức chức nghiệp đạo đức đều chặn cửa nhà ta đánh hơn phân nửa nguyệt rồi mệnh đều nhanh không còn vẫn là mẹ nó muốn mặt có sâu dùng hỗn đản thần khư lão thần cuối cùng ép không được tức giận một tiếng phẫn nộ gào thét rung động bát hoang Sát, cho ta sát, hắn phía sau một câu, trực tiếp chấn sụp thiên khung. Bắt sống đấy. Một phương khác, nấp trong hư vô chúng thần, bay vọt mà ra, đồng thời sát nhập vào một phiến dãy núi, Triệu Bân liền núp ở bên trong, bọn họ từ lâu tìm ra. Nhưng, vào núi rừng cũng không thấy Triệu Bân, ngược lại một phiến ác một phiến thần cấp bạo phù, chất đầy đại địa, hơn nữa, lúc này cũng còn lóe lên rồi ánh sáng. Lui xung phong liều chết phía trước thần khư trí tôn, bề bộn sợ phi đột. Cần gì hắn nhắc nhở, chúng thần cũng đã tứ tán mở chạy. Sau đó, chính là trời dung đất chuyển ầm vang, vô số thần cấp bạo phù, tại trong khoảnh khắc tập thể nổ tung, cũng ở đây trong khoảnh khắc, đem vạn dặm dãy núi, san thành rồi bình địa. Phốc, sạc sạc, trí tôn cấp huyết quang, là lộng lẫy chói mắt đấy. Đầy trời bay tứ tung chúng thần, cũng là chật vật không chịu nổi đấy, nên là thần phù quá nhiều, lực sát thương cũng quá mạnh quá bá đạo, thậm chí có một cái tính một cái, đều đầu ông ông đấy, thiếu cánh tay thiếu chân nhi đấy, càng là vừa nắm một bó to. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu bân không biết từ chỗ nào cái lỗ nhi trong chui ra, ước vạn lôi đình trực tiếp chào hỏi đi tới, sừng sốt cho hỗn loạn thiên địa, bổ ra rồi một phiến thịt nướng hương, nội tình không tốt thần minh, ngay tại chỗ thân hủy thần diệt, chết đều chết vô cùng phiền muộn. Sát. Phương xa phía chân trời có phẫn nộ gào thét, thần khư lão thần mang theo chúng thần đánh tới. Có thể, bọn họ đã tới chậm, hàng lâm cái này phiến thiên địa lúc, đã không thấy triệu bân bóng dáng, chỉ từng cái lung la lung lay thần, tại phế tích trong nhe răng trợn mắt. Chật chật chật, đuổi theo đến xem trò vui thế nhân, đều miệng đầy thổn thức sách lưỡi, vẫn là vĩnh hằng thể gà tặc A. À. Thu tiền không thả người thì thôi, vẫn là đào lớn như vậy cái hố. Đáng chết, thần khư lão thần gào thét, cũng là đầu ông ông đấy hắn cho rằng hết thảy đều ở khống chế cuối cùng là hắn mới là cái kia tên hề bị triệu bân đùa nghịch xoay quanh ném tiền tài là tiểu mất mặt là đại a à. người nào cái này còn có một cái đâu chúng thần nén giận cái đó xa xôi chân trời lại truyền tới tiếng sói chu nghe âm sắc vẫn là triệu bân a à không đúng là triệu bân phân thân khác biệt chính là lần này bị trói gô đấy là thần khư thương kiếp thần khư cửu đế sao thần triều là bao viên đấy không vội, từng cái từng cái đến. Oanh! Thần khư lão thần khí sông Vân Tiêu, cầm theo thần đao, thẳng đến này phương hướng. Còn có chúng trí tôn, cũng đều nghiến răng nghiến lợi, từng cái giữ tợn như ác quỷ. Đây là muốn đi dạo cầu A. Đám khán giả vẫn còn, đuổi tới một phiến lại một mảnh. Là vì đi dạo cầu, chính là đi lòng vòng như muốn tiền chuộc. Chúng trí tôn ở ngoài sáng, triệu bân tại ám, cũng không được nơi nào hô chạy chỗ nào sao. Cái này cũng trách không được người Triệu Bân, thần triều nguy tại sớm tối, hắn cái này làm thành chủ đấy, cũng không được tận lực quần nhau sao. Người bị buộc trí tuyệt địa, tất nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể. A, à, đế gặp Triệu công tử đánh hắt xì, hơn phân nửa là có người tưởng niệm hắn, tưởng niệm ngoài, dù sao vẫn không thể thiếu chào hỏi vài tiếng, càng nhiều người, hắt xì liền đánh chính là càng khí phách. Không sai, Triệu Bân vuốt vuốt mũi, ánh mắt dạng dỡ xem vĩnh hàng giới cấm khu có tiền nơi nào, dù vũ ma án khắc tính, cũng chiếu cho không lầm. Cái này nhiều tài vật, lại đủ ăn rất nhiều năm, lại có thể cho hắn thần chiều cử giáo phong thần, tích góp từng tí một một đống hùng hậu tài nguyên. Có thể biết mặt là vật gì, vũ ma khí cấp bại phôi nói. Muốn mặt, người thần khư có thể triệt binh triệu bân mắt liếc. Giải rác một câu, đối vũ ma á khẩu không trả lời được, tỉ mỉ ngẫm lại, đích xác là đạo lý kia, như nàng thần khư cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, chớ nói ra mặt rồi, tiểu đệ đệ cắt cũng không nói chơi. Siêu, triệu bân đi tới đi tới, liền biến mất rồi, vội vàng đi trận tiếp theo. Vẫn là một tòa núi nhỏ đầu, cũng vẫn là phân thân của hắn, chính cầm lấy hai cái bông đoàn, hướng trong lỗ mũi nhét, tại đây trăng tròn hoa thắm, tự nhiên có một gỗ mùi vị, đặc biệt cho người. Ân, chủ nhân chân tàng bản tất thối, tại thương kiếp trong miệng đút lấy đâu. Đường đường đế thần, trong mắt là ngậm lấy nước mắt đấy, cái kia mùi vị, Đâu chỉ choang người, vẫn là hun con mắt Triệu bân, để mạng lại Thần khư lão thần gầm lên Đã ở chân trời vang vọng Nhìn cái kia cuồn cuộn sát khí Như uông dương biển rộng Tiệc thiên cuốn địa phương Nấp trong hải trong chúng thần Như từng cái viễn cổ thời đại đánh tới đại ma đầu Không có nhất dữ tợt, chỉ có càng giữ tợt Nộ hai mắt phun ra liệt diễm Thấy chi Thương kiếp kích động không thôi Hắn đã nhịn không được phát triển mạnh mẽ rồi ngược lại triệu bân phân thân như cái lão đại gia ổn thỏa đến cái đài oanh phanh không cần chốc lát chúng thần liền giết tới cái này phiến thiên địa vẫn là thần khư lão thần công kích phía trước con người màu đỏ tươi đáng sợ giá thị trường trả thù lao thả người triệu bân phân thân không lời thừa dựng thẳng rồi ba ngón tay tiền cũng không thể cùng chúng thần sách tiền sách tiền liền nén giận ngay tại trước đây không lâu vì chuộc vũ ma tam gom góp lưỡng không gom góp đều đã gom góp thành kẻ nghèo hàn rồi. Không có. Triệu bân phân thân lông mi trao lên, tiện tay vẫn là móc ra một thanh đao mổ heo. Chúng thần mặt, một cái so một cái hắc, có hay không trong lòng ngươi không có điểm bức số. Có lẽ, ta và ngươi có thể làm cái giao dịch. Kẻ nói chuyện, chính là một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Chớ nhìn hắn tu vi không cao, nhưng bộ dáng lớn lên là thật không dựa vào. Cái này không trọng yếu, quan trọng là, hắn con mắt, dĩ nhiên là nhất nhật nhất nguyệt rất là kỳ dị cái gì giao dịch nói một chút coi triệu bân phân thân sờ lên cái cằm tặc yêu thích ra hỏa này cái kia nhãn nói cho đúng là triệu bân bổn tôn yêu thích cái kia gà mở hỗn độn nhãn tại lột xác hoàn thành lúc như có một đôi thần nhãn làm chất dinh dưỡng tuyệt đối dệt hoa trên gấm thả hắn vật này quy ngươi phong độ thanh niên u cười tiện tay lấy một bộ quyển trục quyển trục lần đầu nhìn không có gì hiếm lạ nhưng có huyền dị chi lực thông thả. Cái này cái gì triệu bân phân thân không khỏi hỏi. Hoang thần chi hỏa tác, phong độ thanh niên cười nói. Hoang thần, bên ngoài chàng quần chúng nghe, đều kiếng chân nhọn, cùng tận sức nhìn nhìn xem, thật là hoang thần hỏa tác. Đáp án, tất là phủ định đấy. Không kéo cái đại danh đầu, người nào có hứng thú trò chuyện A. À. Phong độ thanh niên tặc cơ trí, trực tiếp nhấc lên rồi trí cao thần. Vì thế, hắn vẫn là bị rồi một phen lý do thoái thác, liền chuẩn bị đại phun đặc biệt phun ra. Không có cái khác, hắn liền muốn làm chúng thần thôi diễn triệu bân bổn tôn, tranh thủ thời gian. Hoang thần, lừa gạt quỷ đâu triệu bân phân thân nhếch miệng. Người tầm mắt thấp, ta không so đo, nhưng bức họa này đã truyền thừa vạn cổ. Phong độ thanh niên một tay cầm bức tranh, một tay đong đưa phiến, thật mở lắc lư hình thức. Người mà lại xem ở trên ý uẩn, thế gian có từng có ngươi lại nhìn cái kia chất liệu, thần binh khả năng so ta. Phong độ thanh niên lời còn chưa dứt, liền im bặt mà dừng rồi, mà lại tại dứt lời trong nháy mắt, theo bản năng hồi rồi đầu. Như hắn, tại chỗ trí tôn, vô luận bên ngoài đấy, vẫn là nấp trong chỗ tối đấy, cũng đều hồi rồi con mắt. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì bằng triệu bân phân thân thôi diễn, bọn họ tìm được rồi triệu bân bổn tôn, không ở nơi khác, ở nơi này phiến thiên địa, liền tại phía sau bọn họ, lúc này, chính đối với bọn họ lộ ra một vòng tên là sáng lạn cười. Audio điện tử võ tấn bền chương 2020, sói lạc bầy cừu Quang Minh thân, triệu bân sáng lạn cười, là mang chỉ đấy, trong khoảnh khắc Quang Minh, dung rồi luân hồi, dung rồi thời gian, dung rồi tạo hóa, cũng dung rồi ngoại vũ chi lực. Chính là hắn tu đạo này đến nay, mở bá đạo nhất một hồi, toàn bộ khí lực, cũng như thái dương bạo liệt, vô tận quang huy, đem thiên địa đều chiếu thành rồi trống rỗng. a à, quay đầu xem chúng thần, đều trở tay không kịp, ngay tại chỗ bị hoảng lưỡng nhãn một vòng hắc, vẫn là có nhiều như vậy cái nội tình bạc nhược yếu kém giả, không chỉ bị lung lay nhãn, còn bị chiếu diệt thần khu, thịt xương mục nát, nguyên thần cùng chân thân, cũng bị như đau như kiếm quang mang, bổ cảnh hoàn tàn khắp nơi. Hai mắt mù, đó là nhất mảnh hắc ám. Trong bóng tối, bọn họ thấy không rõ chân tướng, cũng nhìn không thấy càn khôn, chỉ một câu băng lãnh lời nói, như ma chú bình thường, quanh quẩn tại bọn hắn bên tai, vĩnh hằng chim môn, mở. O, O, N, G. Thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn, triệu bân tế ra tối cường công phạt. Đó là tồi khô lạp hủ vĩnh hằng chỉ, mang theo cuốn hủy thiên diệt địa chi lực, hoành phô hảo vũ. Phốc, sạc sạc, hư không huyết quang bắn ra bốn phía, từng cái thần như từng cái một nhúm máu đống cát, hoặc rơi xuống thương miểu, hoặc hoành lật cửu thiên, vô cùng thê thảm vô cùng. Ừng ực, bên ngoài chàng thế nhân là người chứng kiến, xem hãi hùng khiếp vía Cái này ngắn ngủn phút chốc, được có hơn 10 tôn thần bị tồi diệt, phần còn lại, bát thành trở lên đều tàn phế không chịu nổi, sụp đổ thân thể, nổ hủy nguyên thần, đều cực kỳ giống từng đạo lộng lẫy khói lửa, cùng với huyết sắc quang mang ngạo nghễ nở rộ. Không xong, vẫn chưa xong, vĩnh hằng môn phía sau, chính là trời dáng ức vạn lôi đình. Mà lớn như vậy chàng diện, tất cũng không thiếu được thần cấp phù chú, chúng thần lại bị chém, bị liên tiếp không chỉ mấy phen công phạt, đánh rất khó chịu. sát nha, chịu trách nhiệm làm bầu không khí long nguyên nó ba, lại tới công việc rồi. sát, nhất định sát. triều công tử đã cầm lên chiến mâu, như sói lạc bầy cừu, đánh vào rồi trận địa địch, tùy ý xông tới, đó là sức eo hợp nhất, một gậy một cái, vung mạnh chúng thần bay đầy trời, cùng hắn làm bạn hồng mông chi hải cùng hư vọng chi hà cũng mãnh liệt cuồn cuộn, chìm rồi thành từng mảnh thiên địa, cũng thôn diệt rồi từng cái thần minh. Cái kia là một bộ vô pháp vô thiên hình ảnh. Ít nhất, tại thế nhân xem ra, tuyệt đối phách thiên tuyệt địa, như vậy nhiều trí tôn, không thiếu đế thần cùng chuẩn đế thần, sướng sở bị một cái thiếu thần, sát quân lính tan giã. Sự thật chứng minh, tập kích bất ngờ đáng đánh, cũng có thể làm được nghịch thiên chiến tích. Như vĩnh hằng thể, cái này hố liền đào cũng đủ lớn, mà chúng thần, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị không sao cả, liên hợp khí tràng, bị hủy đi thất linh bát lạc, cường hãn thần khu, cũng bị ồ ồ thành rồi một bãi bùn máu. Lắc lư, cho người lắc lư ta. Hỗn loạn thiên địa, tràn đầy triệu công tử hét to. Phong độ thanh niên bị theo dõi, sợ là bị tạc bối rối, mặc dù đến thời khắc này, vẫn là nhất tay nắm lấy hỏa quyển, một tay cầm quạt xếp, không được hoàn mỹ chính là, cái kia trương tuấn khí chân dung, huyết phần phật một phiến, ngược lại nhất nhật nhất nguyệt thần mâu, trước sau như một ngay ngắn. Thần nhãn tốt, triệu bân muốn chính là của hắn nhãn. O, O, N, G. Chiến mâu rơi, huyết hoa nở rộ. Phong độ thanh niên quỳ đặc biệt dứt khoát, bị hủy rồi nhục thân, tàn phá nguyên thần, cũng bị tỏa vào vĩnh hằng giới. Vũ ma cũng tự giác, đã sớm cho hắn nhảy rồi chỗ. So thảm thế giới sao, có người làm bạn, trong nội tâm còn tốt chịu chút. Triệu bân, cũng không phải là tất cả thần, đều như vậy không chịu nổi thần khư lão thần chính là cái kháng đánh ních nhân vật cái thứ nhất chỉ hoãn một hồi nhi đến một đao vắt ngang cửu tiêu chém nứt rồi thiên khung ta chạy triệu bân sớm có đoán trước đuổi gấp liền cùng nhất tôn thần đổi rồi vị trí hắn là đi rồi cùng hắn đổi vị người nọ liền dị thường thê thảm liền hết thảm một tiếng cũng không có liền bị thần khư lão thần nhất đao đưa đi xem chiêu triệu bân vượt không mà đến quy thiên cửu kiếm cường thế xuất kích thần khư lão thần trốn không kịp, nguy hiểm bị kiếm trận chia rẽ khung. Vì thế, triệu bân cũng đã trúng nhất kích trọng thương, bởi vì kháng đánh trí tôn, không chỉ thần khư lão thần nhất cái, tại chỗ vẫn là có rất nhiều nội tình hùng hậu lão gia hỏa, trước tiên ổn định trận cước, không cái gì lời thừa, ra tay liền sát sinh đại thuật. Gặp lại, triệu bân không ham chiến, xoay người liền đi. Tập kích bất ngờ sao, muốn chính là một cái nhanh. Hậu đãi thế mất hết, vậy thì phải rút lui chúng thần thương vong là thảm trọng, có thể chiến lực vẫn còn, vô luận thế trận vẫn là nội tình, đều tuyệt đối nghiền ép hắn, cứng rắn chiến hẳn phải chết, thấy tốt thì lấy. A-di-đà à, Phật, thiện tai thiện tai. Trước mặt, liền thấy một cái lão quang đầu, cầm trong tay thiền trượng, ngăn cản hắn đi đường. Này Phật cũng kháng đánh, như vậy nhiều công phạt, lại cũng không phá vỡ cái kia phòng ngự, hộ thể kim chung, phủ đầy thân đại Phật, đều dị thường chắc chắn, còn có cuồn cuộn hương hỏa, cũng như biển cát, kèm theo tiếng tụng kinh, kèm theo độ diệt chi lực. Phá! Triệu bân vừa quát âm vang, lấy thần long nhị khí, mở ra tinh hà đại đạo. Lão quang đầu bị đánh lui, thủ hộ khí lực kim trung, cũng hủy thành rồi bão vụn. Diệt! Hôn ám ở bên trong, có một vòng kiếm quang, mang theo cuốn khô diệt pháp tắc chém tới. Xem người ra tay, là một người lùn bà lão, sở thuộc bà la ma vực, đừng nhìn nàng bề ngoài không tốt, có thể cái kia kiếm uy kiếm ý, cũng là hủy thiên diệt địa cường, dù là triệu bân, đều không thể không tạm lánh cái kia phong mang, cũng không phải là sợ đối phương, là không thể bị ngăn ở cái này, đơn đấu hắn không sợ, quần ẩu vậy thì khác nói. Dầm dầm, người lùn bà lão phía sau, chính là pháp tắc xích sắt va chạm âm thanh. Lại có đại thần ngăn đón đường đi, nên là địa ngục cấm khu trí tôn, đạo tắc như sấm như điện, bố trí đoàn hư không, sen lẫn thành rồi lưới lớn, phong cấm rồi thiên địa. Mở, triệu bân trong lòng nhất quát, táng thế quan cùng tang thần trung đều xuất hiện. Không có gì lè lẹt, chính là cứng rắn đụng, cho hồn ám thiên, đụng ra nhất cái đại lỗ thủng mà hắn, tắc như một đầu thương long, tự đại động xoay quanh mà ra. Người đi được rồi, tứ đại cấm khu đều đã xuất tay, nơi nào có thiếu ma vực trí tôn. Đó là một tôn đại ma, tế ra một cái sáng như tuyết ma đao, đao mang vắt ngang vạn dặm Phốc, triệu bân đẫm máu, bị chặt đứt con đường phía trước, cũng bị hủy nửa bên thần khu. Thấy chi, ngăn ở tứ phương chúng thần, đều như ong vỡ tổ sát tiến lên đây. Bước ta mở đại, Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, hơn 10 đạo thần quang từ hắn vĩnh hàng giới bay ra. Thần khí, đều là thần khí, đều là theo ám hải thiên tôn cái kia lột đến đấy. Hắn lại hào khí thế một hồi, tế ra đến hơn 10 tôn thần khí, trực tiếp tự bảo. Ta đánh tới chúng thần, cũng như chuột thấy mèo, quay đầu liền chạy. Chạy, cũng chia tốc độ, chạy chậm đấy vậy thì phải chịu một đau rồi. Phá sản A. Thế nhân xem miệng đắng lưỡi khô, trái tim nhỏ từng đợt đau. Cực đạo thần binh A. Hơn 10 tôn nơi nào, nói tự bạo liền tự bạo rồi. Chỉ là ngẫm lại, triệu bân này Pháp cũng không cái gì mau bệnh, trung quy cửu ra nhiều lắm, nhiều thì thôi, trong đó có không ít, vẫn là chút hung danh hiền hách đại thần, chân bị ngăn ở cái này, còn nghĩ đi, liền được chạy quỷ môn quan đi. Siêu, triệu bân như một đạo cực quang, Hoa thiên mà qua. Chúng thần bị trọng thương, hắn cũng không tốt đến đi đâu, đã chúng thần khí tự bạo uy lực còn lại, phần còn lại một nửa thân thể, cũng cực tẫn tán giá, toàn bộ huyết cốt đầm đìa. Không sao, hắn kháng đánh, đám khán giả kết luận, đặc biệt chỉnh tề. Tu trường sinh quyết chủ sao, chỉ cần không phải tổn thương đến chân thân cấm kỵ đạo thương, cho hắn tam lưỡng ngày, lại có thể linh động, không có điểm giữ nhà bổn sự, cái đồ kia cũng không dám tự bạo thần khí A. Trương 2021 mọc lên như nấm. A, à, chúng thần phẫn nộ gào thét, là phát ra từ linh hồn gào thét. Lại để cho bọn cướp chạy, vẫn là rơi xuống một thân tổn hại. Đám khán giả tất không dám đi phía trước gom góp, ngược lại càng lùi càng xa. Này pháp rất sáng suốt, nổi giận chúng thần rất có thể cầm bọn họ khai đao. Lui quy lui, không một ai chân chính rời đi, bởi vì vở kịch lớn còn chưa kết thúc. Xét thấy Triệu Bân nước tiểu tính trong tay có cái kia nhiều con tin, không gây sự tình mới là lạ. Cho nên nói, chờ là tốt rồi, cái đồ kia còn sẽ tự thân chạy đến. Có như vậy giác mộ đấy, còn có chúng trí tôn, từng cái diện mạo dữ tợn. Siêu, triệu bân lại hiện thân, đã là một tòa bị cát vàng nửa đầy cổ thành. Thương thảm, không ngại tâm tình của hắn sung sướng, chỉ vì thu hoạch tương đối khá. Vũ ma xem rõ ràng, nhìn vĩnh hằng giới cái này một đống tiếp một đống bảo vật, tất cả đều là triệu bân càn quét chiến lợi phẩm, mỗi có một phen đánh nhau, không thể thiếu phát tài. Lấy ra A ngươi, triệu bân rồi tách rời thi pháp, tháo bỏ xuống rồi phong độ thanh niên nhật nguyệt thần nhãn. Đợi hắn đạo thương khép lại, lột xác hỗn độn nhãn, cái này chính là vô cùng tốt chất dinh dưỡng. Đề cập đạo thương, hắn lại nội thị rồi chân thân. Còn kém nhất đâu đâu rồi, có thể cái kia cuối cùng một tia vết nứt, cũng không cách nào khép lại, lúc đến lúc này khác, phách liệt đến cực điểm trường sinh quyết, đều đối với cái kia mất đi hiệu lực rồi. Thật muốn cản ta hơn mấy trăm nghìn năm. Triệu bân hít sâu một hơi, tiện tay tế ra luân hồi chi lực. Hắn như một cái ma quỷ, trong bóng đêm qua lại bay tán loạn, là khắc thần văn, cũng là tạo sát trận, khó được nhiều như vậy con tin, không phải tiếp tục chế tạo tiếp tục sóng. Gió nhẹ nhẹ phẩy, cuốn theo một vòng nữ tử hương. Triệu bân theo bản năng ngước mắt, chính thấy Vân Yên. Tới một đạo đấy, còn có tóc trắng thắng viết mộng tiên. Ơ, ờ, đào hầm đâu Vân Yên nhìn thoáng qua chu thiên. Không ở trí tôn thành đợi, chạy đến làm chi. Triệu bân lông mi trao lên, biết rõ cái này lưỡng làm sao ra tới đấy. Đều tu mộng chi đạo, nằm mơ là tốt rồi. Tìm ngươi ra đại tẩu, Vân Yên liền nói ngay ra nguyên do. Như thế nào, cơ ngưng xương không ở thành trong triệu bân nhíu mày. Không để ý nhi, mộng lạc đường, Vân Yên một tiếng ho khan. Cái này triệu bân kéo khóe miệng không tự giác giữa vẫn là nhớ lại diệp thần cơ ngưng xương như tại hắn cái này chỉnh không còn cái đồ kia không được làm ẩm ý a à. tìm được rồi mộng tiên đột nhiên khẽ nói xoay người biến mất không thấy gì nữa người kiềm chế một chút vân yên lưu lại một lời cũng tùy theo vào mộng triệu bân ngược lại muốn đuổi theo làm sao của hắn mộng chi đạo còn chưa tu đến ra chỉ là đã là mộng tiên cùng vân yên đi qua thật là là không có gì đáng ngại. Tại tiên giới cái mảnh này cương vực, muốn bắt tu mộng giả, khó như lên trời. Lão đại, càn khôn yếu đi. Long huyền ô, ô, n, g run lên, ra vĩnh hàng giới. Triệu bân từ phương xa thua mâu, nhìn phía thương miểu. Tiên giới áp chế, cái này phút chốc lại yếu đi không thiếu. Càn khôn đối với thần trói buộc, lại mở một chút giam cầm, vẫn là có thần khí, đặc biệt là trí cao thần khí, có thể sử dụng ra lực sát thương, cũng sẽ thật lớn tăng lên. Với hắn thần triều mà nói, đây cũng không phải là cái cái gì chuyện tốt. Dù nội tình cường thịnh trở lại, cũng không chịu nổi cửu ra thế trận khổng lồ. Đánh! Cho ta đánh! Vô tận vạn dặm ngoại hét to, lại mơ hồ vang lên. Thần Minh Hải chấn động, đã là càng diễn càng mãnh liệt. Chống đỡ! Triệu bân hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, lại tiếp tục khắc thần văn. Hắn cái này động tính như vậy vẫn là quá nhỏ, muốn cho thần chiều giảm bớt áp lực, còn phải náo một trận đại đấy, nói tóm lại, không sợ hắn tới đây, liền sợ hắn không đến. Trước đó, hắn nhiều lắm đào mấy cái hố. Không cầu trọng thương quân địch, chỉ cầu hấp dẫn chiến hỏa. Thần Khư nhanh chóng đến lĩnh người. Ma vực cũng có nhà ngươi đấy. Tiên mộ, ta giá cả tốt thương lượng. Phật quốc, hạn hôm nay giảm giá 8 phần 10 ưu đãi. Địa ngục trơn trượt tới đây giao tiền chuộc. Triệu công tử nói lời giữ lời, nói đến đại động tính, không lâu liền mở làm, không biết phái đi ra bao nhiêu phân thân, một người một cái đỉnh núi nhỏ, nhân viên nhất con tin, có hắn bắt đấy, cũng có nguyệt thần cùng đế tiên ở tại thần giới buộc đến đấy. Cái này, mọc lên như nấm sao. Phàm nghe thấy chi giả, đều tập thể lộ ra lời nói thấm thía chi sắc. Đúng, chính là mọc lên như nấm, tứ phương đều có triệu bân sói chu. Lại nói con tin, thần giới ngũ đại trí cao truyền thừa, có vẻ như không một may mắn thoát khỏi, rất nhiều tính ra trên danh hào truyền thừa, cũng nhiều có chúng chiêu, biết rõ đấy, hắn là thần triều chi chủ, không biết, còn tưởng rằng hắn là bọn buôn người đâu. Đừng trong hắn chi quỷ kế, sắp chết trước giấy ruộng mà thôi. Vô tướng lão thần đứng lặng cử thiên, nhất lời truyền khắp phiêu miểu hư vô. Dứt lời, hắn liền thành rồi chúng thần nhìn chăm chú tiêu điểm, những người khác đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, bị trói không là ngươi ra người người mẹ nó đương nhiên không nóng nảy mau chóng phá thiên cục mới là vương đạo vô tướng lão thần để sau lưng rồi tay bức cách trong nháy mắt viên mãn hắn dám bày ra cái này tư thái là hắn nói đích xác có đạo lý vô tướng lão cẩu người đồ nhi nhớ ngươi còn không lấy tiền lĩnh về nhà xa xôi chân trời lại truyền tới rồi lời nói tựa như oanh lôi vang vọng nữa bầu trời nghe thấy chi đầy trời thần ma cũng đều nhìn về phía vô tướng lão thần. Khác biệt chính là, chúng thần lần này xem thần thái của hắn, đều nhiều hứng thú, hoặc là nói, là đều muốn biết, vừa rồi đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng cái vị kia thần, tại biết được bản thân đổ nhi bị trói phía sau hay không còn như vậy bình tĩnh. Triệu bân, người dám mắng lão phu. Xem đi, sự tình bày tự thân trên người, những người khác liền nhịn không được rồi. Lúc này vô tướng, chính là cái điển hình, trên phút chốc vẫn là vững như lão cẩu, cái này một giây, liền vèo một tiếng không thấy nhi rồi, tìm lý do đều danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, hắn không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà là đi tìm triệu bân tính sổ. Hắn đi lần này, rất nhiều thần cũng đi theo rời đi rồi, một hai tôn không có gì, đó là mảng lớn mảng lớn rời đi, chạy về phía các phương, riêng phần mình đi chuộc bản thân người. Đủ số rồi, nấp trong đám người triệu bân phân thân, hít sâu một hơi. Có thể dẫn đi nhiều như vậy trí tôn, đã là chủ nhân cực hạn rồi. Thiếu thần nhất cái, đỉnh thiên quân vạn mã A, à, thế nhân nhiều thổn thức. Tại đây không lâu sau, bởi vì triệu bân mà rút khỏi thần minh hải chí tôn, không có một nghìn cũng có tám trăm rồi, tuy nhiên xa không nhúc nhích được đầy trời thần ma căn cơ, nhưng quả thật cho thiên cục cùng trí tôn thành, giảm bớt áp lực. Không có gì đáng ngại, có người đi liền có người đến. Ân, mỗi ngày đều có thần giới đại lão hàng lâm. Dù không người trợ chiến, Bằng tại chỗ thần cũng đồng dạng có thể oanh mở thiên cục, đơn giản nhiều hao tổn chút bản nguyên khí lực, nhiều yếu thần chiều cùng trí tôn thành sống mấy ngày mà thôi. Bên ngoài chàng nhiều tiếng ồn ào, cũng nhiều nhân ảnh lặng lẽ tìm tòi rời đi. Mọc lên như nấm, cả đám đều vội vàng nhìn vở kịch lớn rồi. Đến đi bảo bối đám. Cần gì tam lưỡng ngày, trước kia bị thương triệu bân, đêm hôm đó liền linh động rồi, che một kiện hắc bào, mang theo hắn ăn cơm ra hỏa, qua lại tháo chạy. Oanh, phanh, không lâu, liền nghe trời rung đất chuyển tiếng nổ vang. Phương Tây tiên phong khai chiến, mấy vạn ngọn núi nhạc sụp đổ. Chờ đợi thế nhân đi đến, chính thấy triệu công tử đặt cái kia đi dạo cầu. Thu tiền chuộc không thả người, cái này chính là cái đồ kia làm sự tình, bị người đuổi giết, mặc cho ai nhìn đều hợp tình hợp lý, ngoại trừ có đau một chút, cái khác không có gì. Mọc lên như nấm sao, tự nhiên không phải một chỗ lên chiến hỏa. Phương Tây thiên địa hỗn loạn phía sau, Đông Phương Thương Miểu vừa nóng náo. Sau đó, chính là Phương Nam cùng Phương Bắc, toàn bộ đám khán giả cũng cùng đi theo trở lại chạy, người nào đó quả thật hảo khí lực, nửa phần không chê mệt, đi tới nơi nào náo đến đấy. chương 2022, Ngư Ông Đắc Lợi Triệu Bân, người đúng là đáng chết. Đường đường vĩnh hằng thể, chỉ biết trốn. Có dám cùng ta một trận chiến, tất diệt ngươi. Đêm trăng lung chiều hạ xuống hồng hoang, như tựa như thả một đống bát phụ, người hát thôi đến ta đăng tràng, mắng kinh thiên quỷ thần khiếp. Mà chúng trí tôn, chính là cái kia chồng chất bát phụ. Một đêm này, bọn họ có đủ bận rộn, không phải đang đuổi giết triệu bân, chính là tại đuổi theo giết triệu bân dọc đường, người kia rất đáng hận rồi, lấy tiền không thả người thì thôi, vẫn là tịnh mẹ nó đào hầm. Tiền không còn có thể lại tranh, mặt lạc đường không muốn cũng không sao. Nhưng, khoang trong nghẹn lấy một cỗ hỏa, nhất định tìm người vung một phen. Kết quả là, liền có tối nay như vậy quang cảnh, như chửi mẹ có thể mắng chết cái kia lừa bịp hàng, bọn họ cũng có thể một hơi làm đến dài đằng đắng. a à, đế, triệu công tử đi dạo cầu đường, đi nơi nào đều nương theo lấy hắt xì âm thanh. Bởi vì hắn, chân liền mọc lên như nấm rồi, thành từng mảnh thiên địa, bị náo hỗn loạn không chịu nổi, không người tiếp nhận thiên kiếp, cũng là đến mức, sấm sét vang dội Nhìn xem đều đau, gặp có náo nhiệt chi địa, liền không thiếu quần chúng là vì nhìn xem đều đau, nói tất nhiên thần triều chi chủ, đi dạo cầu lúc không ít bị chém, vốn là sán sán khí lực, đã cùng nhất trồng chất thịt nát nát cốt, không cái gì khác nhau, có như vậy vài lần, vẫn là mang theo tự thân đầu, qua lại chạy. Có thể đem vĩnh hằng thể như vậy như vậy thê thảm, chúng thần cũng không tốt đến đi đâu, liếc mắt một cái trông đi qua, toàn thân bốc khói nhi không thiếu, huyết cốt đầm đìa càng nhiều, cộng thêm bị gài bẫy những cái kia, cái này chính là một trận lẫn nhau tổn thương niên độ vở kịch lớn. Âm vang thanh âm, chẳng biết lúc nào chôn vùi. Án thế nhân lời nói nói, cậu vẫn còn, đi dạo cầu cái vị kia không còn. Không sai, triệu công tử lại chạy, thương quá nặng, nhu cầu cấp bách tìm cái chỗ thở một ngụm. Triệu bân, chúng trí tôn cái này âm thanh gào thét, so với khóc phần mộ lúc vẫn là gào thét cuồng loạn. Nhưng, gào thét vang dội không có sâu dùng, lại không thấy kia người, quỷ mới biết tàng nơi nào rồi thế nhân có phần có nhãn lực gặp sớm liền chạy hướng về phía phương xa. Cũng có chạy chậm đấy, bị nổi giận chúng thần, xé thành mảnh nhỏ. Siêu, một tòa hắc ám u uyên, triệu bân hiện ra chân thân, chân trước mới ra đến, chân sau buông mình tại đó, gần như tán giá khí lực, tràn đầy tung hoành vết máu, mỗi một đạo, đều có khô diệt chi quang quanh quần, càng có hủy diệt sát ý, ở trong người làm loạn. Vô cùng thê thảm, nơi nào có không có đúng chờ thu hoạch. Một trận chiến này, lại có không ít trí tôn bị hắn đưa đi, càn quét đến tài vật, cũng nhiều không kể xiết, thuận tiện, trả lại cho trí tôn thành chia sẻ rồi áp lực, vô luận từ chỗ nào tính, đều là có lời không lỗ đấy. Không sai, triệu bân nhếch miệng cười một tiếng, cảm thấy vui mừng. Coi chừng, vũ ma hô lên cái này hai chữ lúc, liền tự thân đều không thể tin được, lại sẽ ở cửu gia tao ngộ nguy hiểm lúc, đến như vậy một tiếng nhắc nhở. Có thể, lời của nàng vẫn là chậm nửa nhịp, trong bóng tối đã có thần quang hiện ra, Chính là một đạo biến hóa kỳ lạ pháp tắc xích sắt, nhanh chóng như thiểm điện, không kịp triệu bân phản ứng, liền đem khóa rồi. Xem người ra tay, vẫn là cái kia kẻ thù cũ, ám hải thiên tôn. Tiền bối thật là suốt quỷ nhập thần A, triệu bân ho khan một khẩu huyết. Bọ ngựa bắt phe, chim sẻ núp đằng sau, triệu bân, này một ván, lão phu thắng. Ám hải thiên tôn u cười, lão mâu nóng bỏng như hỏa, hắn ẩn núp rất nhiều ngày giờ, chờ chính là ngày hôm nay. Chủ quan Triệu Bân vuốt vuốt mi, có tiện hay không để cho ta lưu cái di ngôn. Không vội. Ám hải thiên tôn khóe miệng hơi vỉnh, tiện tay mở một phiến đại thế giới. Chính là dị không gian, có pháp tắc chữ khác vào đồ vật, là cùng ngoại giới triệt để ngăn cách đấy. Ai? Vũ ma trong lòng thở dài. Rơi vào ám hải thiên tôn trong tay, nàng sẽ chết càng khó xem. Lão già này cũng không phải là tốt biểu, tuyệt đối tàn nhẫn, tuyệt sẽ không bởi vì nàng là thần khư người, mà có chút hạ thủ lưu tình, chung quy dị không gian ngăn cách ngoại giới, dù đem nàng diệt, thần hư cũng không thể nào biết được. O, O, N, G Bên này, ám hải thiên tôn đã chuyển ra lò luyện đan. Đương nhiên không phải luyện đan, mà là luyện triệu bân. Thời đại này chỉ vẹn vẹn có một tôn vĩnh hằng thể, toàn thân đều là bảo vật, hắn có thể không nỡ giết, chờ đợi luyện hóa, chờ đợi tới dung hợp, chính là một trận nghịch thiên đại tạo hóa. Hắn có tự tin, có thể một lần hành động đột phá đế thần, vì vậy sát nhập chuẩn hoang cảnh. Nếu như, cơ duyên đầy đủ lời, nhục thân phong hoang cũng không phải là không được. Nâm lão kiềm chế điểm, ta sợ đau, triệu bân ỉu xìu không sót vài đạo. Dễ nói, ám hải thiên tôn nhe răng cười, đem triệu bân ném vào rồi đan lô. Để tránh ra ngoài ý muốn, hắn vẫn là tế gia có phần rất cường đại phong ấn, từng đạo đều như lạc ấn, khắc vào rồi triệu bân khí lực, trong trong ngoài ngoài, trực tiếp phong kín làm xong những thứ này hắn mới mở nguyên thần hỏa che mất triệu bân thấy chi vũ ma đóng mỹ mâu đây chính là hỏa a đang tại đốt a chỉ phút chốc người nào đó liền không mảnh vải che thân rồi lại không xem nhưng là không còn được xem rồi long uyên nói rằng cốt vũ ma một câu lạnh quát vẫn thật là nhìn sang chịu trách nhiệm nhìn bọn ta lão đại người được chịu trách nhiệm thần lôi gào to nói ta không có nhìn Ngươi xem, hỗn thiên hỏa cũng tinh thần tỉnh táo, luôn lên nhảy xuống. Vũ ma không nói rồi, lại mẹ nó thì thầm hai câu, chân sẽ không mặt, còn có cái này ba, triệu bân cuối cùng nuôi chút cái quái gì, chủ nhân đều cái này tình cảnh, vẫn là có tâm tư cầm nàng chiêu đùa. a à, triệu bân tiếng rên rỉ lờ mờ, kéo thân kịch liệt đau nhức tập kích đầy linh hồn. Đau, có đau chỗ tốt. Cùng với nguyên thần hỏa rèn luyện, hắn rách dưới thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cực tấn phục hồi như cũ. Là ám hải thiên tôn đang cho hắn chữa thương. Tiếp xuống, mới thật sự là luyện hóa. Đem thương thế của ta trị, nâm lão sẽ không sợ ta xông phá phong ấn triệu bân nhe răng trợn mắt nói. Người đại có thể thử một chút, ám hải thiên tôn hí ngược cười một tiếng. Đợi thi hội, ta trước tích lũy tích lũy khí lực. Triệu công tử một bên kêu rên, lại một vừa nội thị chân thân, hắn nhục thân thương, chính cực tận phục hồi như cũ, có thể hắn nguyên thần cái kia một tia đạo thương vết nứt, lại không nửa phần khép lại dấu hiệu. Là ta đánh lộn xộn tính toán. Hắn cũng cầm cấm kỵ không có biện pháp. Hắn nói thầm, chỉ hắn một người nghe thấy. Luyện, Ám Hải Thiên Tôn một tiếng hét to, nguyên thần lửa đốt càng vượng. Hừng hực liệt diễm ở bên trong, có một cỗ lực lượng thần bí tại mãnh liệt. Đó là luyện hóa chi lực, phách liệt đến cực điểm, dùng có Ám Hải Thiên Tôn thần lực cùng pháp tắc luyện triệu bân lốp bốp, cũng luyện hắn khí lực kim quang lóe sáng. Kim quang này, rất mịt mờ, cũng không phải là triệu bân huyết thống nhan sắc. Nguyên nhân chính là không phải, ám hải thiên tôn mới híp nhãn, cực tấn dòm ngó triệu bân, rất chuẩn xác tìm đến đó mịt mờ chi quang ngọn nguồn, dĩ nhiên là một khỏa chữ cổ. Độn giáp thiên tự, ám hải thiên tôn vuốt vuốt tròm dâu, đối với bực này chữ cổ, cũng không xa lạ gì, bởi vì gặp qua rất nhiều lần, đã từng lấy bí pháp thôi diễn qua, không thấy nguyên cớ, Hắn không nghĩ tới chính là, triệu bân thể nội, lại dung rồi một khỏa độn giáp, hơn nửa viên này chứ, cùng hắn chứng kiến đấy, vẫn là không thế nào đồng dạng, đến mức nơi nào khác biệt, nói không ra. Hắn nhìn lúc, thần chữ độn giáp biến mất, chuẩn xác hơn nói, là cùng triệu bân huyết cốt, hòa thành một thể. Tùy theo, cái kia khí lực liền nhiều hơn một cỗ huyền dị chi lực. Cái này huyền dị chi lực có thể khủng khiếp, lại tại trong khoảng khắc, biến mất rồi hắn đạo thương vết nứt chương 2023, một mồi hỏa. Thú vị, ám hải thiên tôn sờ lên cái cằm, viên này chữ cổ thực khó lường, liền hắn đều thúc thủ vô sách cấm kỵ đạo thương, đến nó cái này, lại chỉ một hồi trị. Triệu bân tắc ánh mắt thâm thúy, đối với một màn này cũng bất ngờ. Hắn vốn muốn mượn ám hải thiên tôn tay, giúp hắn chữa cho tốt đạo thương. Tới rồi, ám hải thiên tôn chịu bó tay tốt, thần chữ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Lời là nói như vậy, nhưng truy cứu căn nguyên, hắn cuối cùng một tia đạo thương bị trị hết, cũng coi như ám hải thiên tôn kiệt tác, nếu không phải cái này lão hàng cần cù luyện hóa, bức thần chữ độn giáp dị biến, hắn nơi nào tìm cái này có chuyện tốt đi. Dùng rồi độn giáp thiên tự, có gì cảm giác, ám hải thiên tôn tập trung rồi triệu bân. Không có cảm giác gì, triệu bân nhún vai. Ám hải thiên tôn từ không tin, cũng lười cùng triệu bân ngủ phấp phới, chỉ hướng chết luyện, chờ đợi đem ra hỏa này luyện hóa, chờ đợi tới hòa làm một thể, tự có hắn muốn đáp án. Hỏi như vậy đề đến rồi. Dung rồi độn giác, là thật không có cảm giác. Đương nhiên không phải, triệu công tử lúc này, mãn nguyện đây từ thần chữ dung nhập, toàn bộ khí lực đều ấm áp đấy, còn có cái kia một cỗ huyền dị chi lực, cũng cực kỳ thần kỳ, tựa như cất giấu một cái vũ trụ, lực lượng vô tận. Ngươi, có thể bàn giao di ngôn rồi, ám hải thiên tôn nhe răng cười. Ta nghĩ làm ra ra của ngươi, Triệu Bân há miệng đến rồi một câu như vậy. Miệng lưỡi bén nhọn, ám hải thiên tôn sâu kín cười một tiếng, nửa phần không có nộ đấy, người nào sẽ cùng một cái sẽ chết chi nhân, nói dóc những thứ này có không có đấy. Nhưng, xét thấy Triệu Bân như vậy có sức sống, hắn đổi chủ ý rồi, muốn tại luyện hóa lúc trước, hảo hảo tra tấn một phen, cũng làm cho tiểu tử này biết rõ, như thế nào sống không bằng chết. Đã có như vậy ý niệm trong đầu, hắn trong mắt nhiều hơn bạo ngược chi quang. Thấy hắn vung tay lên, nhảy ra khỏi một quả đan dược. Đan này bề ngoài cũng không thế nào tốt, toàn thân đen thui, chẳng những không cái gì đan hương, ngược lại còn có một cỗ thanh tưởi chi khí, trừ này còn có quỷ dị hơn đấy. Nó sẽ động, hình như vật còn sống. Có biết, đây là cái gì đan? Ám hải thiên tôn sâu kín cười một tiếng. Cửu thiên thần cổ triệu bân nhìn sang, tại vạn đan bảo điển ở bên trong, gặp qua đan này giảng giải, ăn vào bụng ở bên trong, tựa như vạn trùng phệ thân, thoải mái đây có thần lực hộ thể, từ không sợ cái đồ vật này, như trạng thái không phải tốt, thực chi. Vậy thì sống không bằng chết. Cầu ta, lão phu liền thiếu cho ngươi ăn mấy viên. Ám hải thiên tôn cười xâm bạch nha xỉ hết đường. Nâm lão có thể thấy được qua hỗn độn nhãn. Triệu bân cười nói. Lời này, hiển nhiên không đáp lời mở đầu, nghe ám hắc thiên tôn một mặt không hiểu, chính nói cửu thiên thần cổ đâu thế nào vẫn là kéo đến hỗn độn rồi, cái loại này nhãn sớm mẹ nó tuyệt tích vạn cổ rồi. Xem ra, chưa thấy qua, Triệu bân đóng mâu, đã không thấy qua, vậy vãn bối, liền để cho nâm lão mở mang nhãn. Nói qua, triệu bân lại hai mắt mở ra, trong mắt không còn con mắt cùng đồng tử, chỉ còn hỗn độn một phiến, nguyên nhân chính là là hỗn độn, mới có vô tận biến hóa che vào trong đó, thấy không rõ hư thực, cũng nói không ra thật giả. Ngươi, hỗn độn nhãn ám hắc thiên tôn cả kinh, đẹp mắt không chịu công tử đập lóe lên một cái nhãn. Đẹp mắt, quá dễ nhìn, nói thành hỗn độn, triệu bân. Lão phu thực xem thường ngươi rồi, Ám Hắc Thiên Tôn nóng bỏng mâu, hơi kém cháy rồi, còn kém đến một câu, ta đấy, đều là của ta. Phóng hỏa đốt ta, vãn bối phải đốt trở về. Triệu Bân nói qua, hỗn độn nhãn lóe lên rồi quang mang. Đồng nhất trong nháy mắt, Ám Hải Thiên Tôn hai mắt tắc giấy lên màu đen liệt diễm, nói liệt diễm không xác thực, đó là một loại tuế nguyệt chi lực, chỉ bất quá, lấy hỏa hình thái hiện ra, cùng ma tử ma luân huyết tế, có chút giống nhau. Khác biệt chính là một cái liên quan đến không gian, một cái liên quan đến thời gian. Này pháp cũng không khó học, nhiều thôi diễn vài năm, dù sao vẫn có thể ngộ ra đến. Nói thành hỗn độn sao? Hắn như nguyệt, luân hồi, kiếm đạo, tạo hóa, lực pháp. Bất luận một loại nào hắn làm cho tu đích đạo, cũng có thể cầm nó thiêu cháy. Không hổ là hỗn độn nhãn, đồng lực quả nhiên bá đạo. Ám Hải Thiên Tôn một tiếng sợ hãi thán phục, tiện tay vẫn là cầm nhất cái hương liền như vậy đối với mặt chiếu có thể theo trong kính thấy rõ ràng bản thân hai mắt đang bị cái này hỏa diễm một chút đốt diệt hết lần này tới lần khác hắn không cảm giác được mảy may đau đớn nên là thời gian chi đạo tiểu tử này dùng không phải hỏa diễm hỏa diễm đem mắt của hắn hóa diệt tại trong năm tháng như như vậy thần thông hắn cũng có thể làm được dễ dàng nhưng hắn khinh thường tại dùng bởi vì rất dễ dàng bị phá giải nơi nào cháy rồi sao sẽ đem nơi nào tháo xuống quá đốt em gái ngươi đốt. Tháo, nói tháo liền tháo. Hắn là nửa điểm không yếu kém, trực tiếp đem lưỡng con mắt kéo xuống dưới, tùy ý ném vào rồi hắc ám. Lão đại, đốt hắn tiểu đệ đệ, Long Uyên một tiếng gào to. Cái này không tốt sao, triệu bân trên miệng nói qua, hai mắt lại tạc thành thật, chân cho người đúng quần trong đốt một mùi hỏa. Thật sao, vốn là u cười ám hải thiên tôn, tức thì đen mặt. Hắn cũng là rảnh rỗi đấy, không ngẫm nghĩ mau chóng luyện hóa vĩnh hằng thể tịnh đặt cái này vô nghĩa rồi với người triệu bân một đường lão nương thật là mở rộng tầm mắt vũ ma là tỉnh dậy đấy dù chưa mở con mắt nhưng mà ngẫm lại cái kia hình ảnh đường đường đế thần đúng quần trong đốt một mùi hỏa ám hải thiên tôn sợ là muốn thể nghiệm một phen làm thái giám cảm giác lão cẩu bạt đao a long uyên cười hắc hắc không cho người nếm chút khổ sở quả thực thật xin lỗi ta như vậy tu vi Ám Hắc Thiên Tôn cầm một thanh cửu thiên thần cổ đan, muốn cho Triệu Bân, chính nhi bát kinh nếm thử trước, còn có người này bản mệnh khí, bản mệnh lôi cùng bản mệnh hỏa, cũng sẽ hảo hảo sửa chữa một phen. Mở. Triệu Bân vừa quát âm vang, nhất kích phá tan phong ấn, thể nội rời sông lấp biển lực lượng, như đại hà mãnh liệt, trực tiếp chống bạo rồi lò luyện đan. Vừa gặp Ám Hải Thiên Tôn tiến lên, bị đụng một bước không có đứng vững. Cũng không theo hắn đứng vững, Triệu Bân một trường liền hô đi qua, cho cái khuôn mặt kia mặt mo, đánh chính là cực tẫn vạn vẹo. Làm sao có thể, ám hải thiên tôn một bước phi độn, oanh một bước định thân, thần sắc khó có thể tin xem triệu bân, như vậy nhiều phong ấn, ngươi là như thế nào phá tan đấy. Chưa chuẩn bị chút thần lực đang chờ nâm lão, ta dám bị người bắt tới sao triệu bân lật ra một kiện siêm y, ăn mặc thật vừa người. Ngươi sớm biết ta đang âm thầm đi theo ám hải thiên tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta hơn nửa đêm không ngủ được, liền làm phóng một mùi hỏa triệu bân vỗ vỗ đầu vai bụi bặm Biến, ám hải thiên tôn sắc mặt, lại thay đổi, theo khó có thể tin, biến thành dữ tợn đáng sợ. Hắn cho là hắn ngựa ông đắc lợi, hết thảy đều ở khống chế. Cuối cùng là, hắn hẳn là bị đùa nghịch chính là cái kia. Đến lúc này khắc hắn cũng không biết triệu bân đem lực lượng tàng nơi nào rồi, trước kia cũng không hề phát hiện. Mộng, vũ ma tựa như nhìn ra chút môn đạo rồi, gia hỏa này sợ không phải đem lực lượng giấu ở trong mộng. Nếu không thì, như thế nào liền nàng đều bị đã lừa gạt rồi. Nữ đế thần não dừa thật là tốt sử dụng, nhất đoán một cái chắc. Không sai, triệu công tử chính là như vậy làm, mộng chi đạo không tu đến ra, không có nghĩa là hắn rốt đặc cán mai, như thường ngày nhiều đồn điểm hàng, vẫn là có dùng đến một ngày. Tựa như tối nay, dù độn giáp không dung thân, dù đạo thương chưa lành hợp, hắn cũng đồng dạng có thể phá phong ấn. Tốt, rất tốt, ám hải thiên tôn cuối cùng bạt đao rồi, thuận tay liền từ tự thân trên người, tháo rồi hai lạng thịt, hỏa vẫn còn đốt a Lại không tháo, sẽ đốt càng vượng. Bạt đao từ, cung, không phải tử chiến quyết tâm, mà là cái kia hai lạng thịt, ảnh hưởng hắn mở chạy tốc độ. Chạy, hắn mang theo đao chạy. chương 2024, vô đề. Thân, quý có tự mình biết rõ, từng bị đánh xuất hiện một lần hoài nghi nhân sinh, phần còn lại, cũng chỉ có mở chạy ý nghĩ tựa như ám hải thiên tôn lúc này bỏ chạy cũng không quay đầu lại đừng nói tháo rồi tiểu đệ phía sau hắn cái này mở chạy dáng vẻ đều so trước kia khí phách nhiều hơn chạy đi đâu triệu bân vượt thiên mà đến ở phía sau chết đuổi theo không thả khép lại rồi đạo thương chính là không giống nhau khí huyết hào hùng quang mang vạn đạo như một tôn trinh phạt vạn vực chiến thần một đường phong lôi treo thiểm điện dũng mãnh phi thường còn kém đến một câu lão tử đệ nhất thiên hạ một tia đạo thương, nhất thiên nhất địa. Vũ ma lẩm bẩm lời nói, cất giấu vô tận khiếp sợ. Nàng là một đường người chứng kiến, người nào đó có vô đạo thương, không luận chiến lực vẫn là khí chàng, cũng không phải một cấp bậc. Càng là như thế, nàng càng khiếp sợ viên kia thần chữ độn giáp, mà ngay cả cấm kỵ đạo thương cũng có thể xóa đi, nàng tu đạo mấy nghìn năm, cũng không gặp qua như vậy quỷ dị sự tình. Triệu bân, đừng bước lão phu, ám hải thiên tôn phẫn nộ gào thét. Gào thét quy gào thét, hắn không nửa phần đại chiến tâm tư, chiến chính là tìm diệt. Như thế, tất nhiên thật là nhanh chạy nhiều nhanh, nam nhân mà. Sợ cái một hai trở lại không có cái gì. Nói nam nhân, đã là không xác thực rồi, hắn thiếu cái linh kiện nhi. Án Long Uyên nó ba lời nói nói, trong nội cung cần người cái này nhân mới. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Triệu bân thuấn thân đuổi theo trí, nhất côn vung mạnh lật ra hai lượng thiên tôn, A à Phi. Ám hải thiên tôn. Một kích này, đánh chính là đế thần có đủ khó chịu. Cũng là một kích này, lại dẫn xuất ám hải thiên tôn gầm lên giận dữ. Bảo, dứt lời, liền gặp thiên địa nổ, toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hắn tự phát nổ tế luyện nghìn năm dị không gian, mở ra rồi hủy thiên diệt địa lực lượng, không chỉ đụng sụp ngoại giới không gian, vẫn là tạo ra được không gian đại biến động, lôi đình thiểm điện bởi đó tàn sát bừa bãi, vô số khe hở nổ đầy càn khôn. Ta, triệu công tử một bước không có đứng vững, bị cuốn vào rồi vết nứt không gian. Chơi ra như vậy trò bịp bậm ám hải thiên tôn, cũng bị nuốt đi vào. Mộng chi hải, mộng tiên đã từng là ẩn cư chi địa. Đã cách nhiều năm, nàng lại trốn cũ lặp lại. Tới một đạo đấy, vẫn là có Vân Yên cùng cơ ngưng xương. Vân Yên còn tốt, ngược lại diệp thần gia nàng dâu, trạng thái có chút không đúng, vốn là ba búi tóc đen, lại như tiêm nhiễm máu tươi, đỏ tươi một phiến, thong thả quanh thân từng sợi tiên khí, đều cuốn mang theo băng lãnh huyết sát, còn có cái kia mi tâm đạo kia bí văn, vô luận từ chỗ nào xem, đều quỷ dị phi thường, không nói ra được thần bí, cũng nói không rõ cổ xưa. Không sai, là lục thiên bí văn, lục thiên tộc chuyên trúc đồ đằng. Từ đêm đó, nàng đang ở trong mộng chạm thời không, liền cùng cái này nhất mạch, nhấc lên rồi kéo không đứt lý lẽ vẫn là loạn nhân quả. Cho đến ngày nay, lục thiên lực lượng, nghịch chuyển thời không mà đến, xâm nhập trong cơ thể nàng, giao phó nàng vô thượng thần lực, thậm chí chỉ là thái hư cảnh nàng, vô luận khí chàng vẫn là uy áp, đều không chút nào yếu mộng tiên cùng Vân Yên. Đều mỹ nữ sao, nàng ba phóng một khối, chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Không được hoàn mỹ sự tình, các nàng đều thân hình chật vật, tựa như gặp không may một trận tai nạn. Thuần phục bản thân, bọn ngươi đều có thể sống. Hôn ám trên trời, có phiêu miểu lời nói vang vọng. Ngửa con mắt xem, có thể thấy một đạo như mộng bóng hình xinh đẹp. Hẳn là mộng ma, tựa như một cái u linh, như ẩn như hiện, toàn bộ thương vũ đều bởi vì nàng sấm sét vang dội. Mộng Tiên không nói, chỉ tiếu nghi hơi nhíu. Đồng tu mộng chi đạo, nàng quá biết rõ mộng ma tồn tại ý nghĩa. Nhìn chung vạn cổ, bao nhiêu tu mộng giả, mộng ma sưng thứ hai, liền không người dám sưng thứ nhất, mặc dù nàng tu đến thần kính, trong mắt nàng mộng ma vẫn là là như vậy xa không thể chạm. Nói thực ra, nàng là cực không thể tương đối tôn đại thần này bởi vì, không hề phần thắng, có thể nàng cực không thể, hết lần này tới lần khác chính là chỗ này giống như không đúng dịp, mộng cùng ảo tưởng ràng buộc, vẫn là kinh động đến trong mộng ma. Còn muốn làm vô vị dẫy dụa, mộng ma sâu kín cười một tiếng, như một tôn nữ vương, quan sát thiên địa. Bị đánh mấy hồi rồi, nàng cũng không lợi hại hãnh diện một phen sao. Tối nay cái này quang cảnh, cũng rất thích hợp lập uy, chiến chỉ là nguyệt thần cùng đế tiên, nàng nhận thức, làm chỉ là vĩnh hằng thể, đó là triệu bân quá kháng đánh, nếu ngay cả ba cái con tôm nhỏ đều chỉnh đốn không được, nàng kia cũng không cần lăn lộn. Cùng tiền bố chiến, chúng ta vinh hạnh. Mộng tiên đạm nói, toàn thân đều giấy lên mộng ảo ánh lửa. Vân Yên cũng biến hình thái, phút chốc tóc trắng thắng tuyết, mà nàng chi khí thế, cũng ở đây trong khoảnh khắc kéo lên, có tử chiến quyết tâm, cũng có chết trận giác ngộ. Mở, cơ ngưng xương tác nhất tự khẽ nói, sau lưng diễn xuất rồi một bộ hư ảo sách cổ, sách nguy nga như núi thể, thế nhưng không gió mà lật qua lật lại trang sách, nhưng không thấy nửa chữ dấu vết, chỉ to lớn hào hùng chi lực quét sạch, cực tấn sông tới càn khôn. Tốt một bộ thiên thư, mộng ma khóe miệng hơi vỉnh, như thưởng thức một bộ cảnh đẹp ý vui họa quyền. Ngoại vũ trụ đến bé con, so nàng trong tưởng tượng càng thêm có ý tứ. Mộng chạm thời không, nàng năm đó cũng tao ngộ qua, đã từng chịu qua lực lượng xâm nhập, suýt nữa táng diệt. Sở dĩ, cái này bé con rất bất phàm, lại đứng vững rồi cắn trả. Còn có, có thể tại bằng chừng ấy tuổi, tại mộng chi lĩnh vực giống như tài nghệ như thế, quả thực đáng quý. So sánh với cấm kỵ, nàng càng hiếu kỳ cái này bé con tại nguyên vũ trụ thân phận, bởi vì cái kia trên người, có một cỗ khó nói lên lời thiên địa đại vận, mà như vậy khí vận, nàng chỉ ở nguyệt thần trên người gặp qua. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới cảm nhận được rồi một loại không hiểu uy hiếp. Cái kia đẳng cấp uy hiếp, không ở đương đại, mà trong tương lai. Đã có uy hiếp, bóp chết cái nôi đúng lúc. Thấy nàng ống tay áo nhẹ phẩy, nhuộm ma quang mộng chi pháp tắc, tung hoành cửu thiên. Nhưng, chưa kịp nàng ra tay, thương thiên liền sụp đổ rồi, có một đạo vạn trưởng vết nứt nổ tung. Vết nứt ở bên trong, có một đạo huyết xối bóng người té xuống, thật vừa đúng lúc, nện trên người nàng rồi. Cái này một đập khủng khiếp, nàng cái này tích góp từng tí một nhiều ngày bức cách, trong nháy mắt bị ồ ồ sạch sẽ, vẫn là suýt nữa một đầu trồng xuống hư vô. a à, mộng tiên, Vân Yên cùng Cơ Ngưng xương, đều một câu ngâm nga, đã trung khí thế xông tới, cũng gặp không may không gian phát tác uy lực còn lại, Tiên y nhúm máu. Nhìn cái kia huyết xối bóng người, có thể không phải là Ám Hải Thiên Tôn sao tại trong không gian liệt phùng, không biết chạy bao nhiêu vạn dặm, vẫn không thể nào vứt bỏ Triệu Bân, cái này không, một cái tát cho hắn đánh chính là, toàn bộ người đều nhanh tán giá. Ám Hải Thiên Tôn, mộng ma ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua, thần sắc không phải bình thường kỳ quái, vật nhỏ này không phải tại thần minh hải sao? sao chạy mộng chi hải rồi? còn có, đây là bị đánh sao? cứu ta! ám hải thiên tôn không chờ bò lên, liền lên tiếng gào thét, kéo lấy tàn phá thần khu, trốn lảo đảo. nhiễm nhiên chưa phát hiện mộng ma tại chỗ, cũng nhiễm nhiên chưa phát hiện, phía dưới còn có ba tu mộng chi đạo nhân tài, tập trung tinh thần chỉ lo trốn. o o n g vẫn là không gian vết nứt, có một đạo ô quang bắn ra. a à, không đúng không phải ô quang, mà là một cây băng lãnh chiến mâu, có pháp tắc chữ khắc vào đồ vật, có sát khí vần quanh, phách liệt đến cực điểm. Phốc, huyết quang hiện ra, ám hải thiên tôn bị nhất mâu đính tại rồi hư không. Đến lúc này, mới thấy người ra tay, mang một cái vòng sáng nhi, từ vết nước trong một bước bước ra. Ân, chính nhi bắt kinh triệu công tử. Thấy hắn, mộng ma trái tim nhỏ không khỏi run lên, đột nhiên sinh ra một loại quay đầu mở chạy xúc động. Trên thực tế, nàng thực liền chạy, tối nay hoàng lịch không đúng, không thích hợp cùng họ triệu khai chiến. chương 2025, chán sống lệch ra. Ai nha? Nhìn thấy mộng ma, triệu bân tặc đến tinh thần, vượt thiên liền đuổi đi theo, đi ngang qua ám hải thiên tôn lúc, hắn vẫn là theo cái đồ kia trên người, rút ra ác thần chiến mâu. Không còn chiến mâu giam cầm, ám hải thiên tôn xoay người liền muốn chạy. Có thể, hồng mông hải cùng hư vọng hà mãnh liệt, đem hắn nuốt sống cái đó là hỗn độn nhãn. Vân Yên thì thào một câu, là đưa mắt nhìn triệu bân sát hướng chân trời đấy. Mộng tiên tắc thần sắc kinh ngạc, nàng không có nhìn thấy hỗn độn nhãn, liền nhìn thấy triệu bân đuổi giết mộng ma rồi, mộng chi đạo lĩnh vực tuyệt đại đại thần nơi nào. Thấy tiểu tử kia, lại như chuột thấy mèo, nửa chiêu cũng không có ra, quay đầu liền chạy. Cách đó không xa, cơ ngưng xương cũng có chút ngây người. Chuẩn xác hơn nói, nàng là có chút phạm mơ hồ. Nàng mơ hồ, không có nghĩa là phía sau nàng cái kia bộ nguy nga sách cổ cũng nhu thuật, nhìn cái kia rào rào lật qua lật lại trang sách, lúc này vẫn còn sông tới càn khôn, đụng phải đụng phải, trang sách liền nhiễm huyết, còn có trống rỗng xuất hiện cuồn cuộn sát khí. Mộng tiên cùng Vân Yên đồng thời hồi rồi con mắt, một cái xem nàng mi tâm bí văn, một cái xem phía sau nàng vô tự thiên thư, nên là lục thiên tộc lực lượng quá cường đại, cũng hoặc mộng chạm thời không sợ rồi cấm vực, thậm chí thần bí đáng sợ này cắn trả, một lần lại một lần ăn mòn nàng tâm thần, khó mà tĩnh thủ thần thai. Giao trì vân yên hô kêu một tiếng. Không sao, cơ ngưng xương khẽ nói cười một tiếng. Đại gia người đấy, người không nói võ đức. Chân trời, đột ngột vang lên triệu công tử mắng to âm thanh. Xong việc nhi, liền thấy kia hàng từ phía chân trời hoành lật đi qua. Mộng tiên cùng vân yên lại ngước mắt, chính thấy triệu bân định thân, lờ mờ có thể thấy được. Cái kia lồng ngực chỗ nhiều hơn một đạo vết kiếm cùng một vòng vết đao, bản bản trọn vẹn xiên số, đừng nhìn xem thường cái kia nhân, sát ý vô cùng, dù là triệu bân khôi phục lực lượng, trong lúc nhất thời lại đều không thể khép lại, mà lại mảng lớn tinh khí hóa diệt. Oanh, phanh, thiên vũ lại rung động, người ra tay đã vượt thiên mà đến. Đó là hai cái đại ma, khí thế không phải bình thường to lớn. Thần ma tôn, mộng tiên tiếu mi hơi nhíu. Ma đạo quân, vân yên cũng thần sắc không tốt. Tốt xấu là đế thần, thế nào tốt ý tứ làm đánh lén triệu bân điều động bản nguyên chưa bỏ diệt thể nội sát ý hắn là đuổi giết mộng ma quỷ mới biết cái kia lưỡng từ đâu xuất hiện đấy hủy thiên diệt địa một đao nhất kiếm chém hắn không muốn quá thoải mái thu tiền chuộc không thả người người có thể tốt ý tứ thần ma tôn u cười không có tiền cưới vợ ta tích lũy tích lũy lễ hỏi triệu công tử một câu thâm trầm như thế quy thuận ta bổn tôn cùng ngươi lo liệu ma đạo quân nghiền ngấm cười một tiếng cái này cũng không nhọc đến tiền bối phí tâm. Ta nhiều buộc mấy cái, dù sao vẫn có thể tích lũy đủ đấy. Triệu Bân nói qua, vung tay lên, đem cơ ngưng xương, mộng tiên cùng Vân Yên, đều đã thu vào vĩnh hằng giới. Cái này ba lợi hại giấu kỹ rồi, dầm huy mộng ma cô nương kia nhi, vẫn chưa đi đâu như cho nàng ba quải chạy, nơi nào tìm người đi. Nói đến mộng ma, vẫn thật là quải trở lại. Đánh đơn độc chiến, nàng tự nhận làm không được Triệu Bân nhưng cộng thêm thần ma tôn cùng ma đạo quân, truy chết cái đồ kia không có thương lượng. Tóm lại một câu, tối nay, nàng nhất định tìm một cái chàng tử trở về. Như thế nào, đây là muốn ba đánh một. Triệu bân lúc nói chuyện, vẫn không quên trái nhìn nhìn phải. Hắn lợi hại ngó ngó từ chỗ nào chạy, mới có thể nhất phi trùng thiên. Chân áp ngươi, ta một tay đầy đủ, thần ma tôn thản nhiên nói. Người phương nào trang bức, nhất nổi có thể hầm cách hủy xuống thiên ngoại có tiếng mắng. Tùy theo, liền thấy một người đi tới, a à, không đúng, hẳn là một cái hầu, Kim Mao Nhi khỉ con, trong tay vẫn là mang theo một cây gậy, hai mét vuông cái đầu, sửng sốt đi ra ba thước bát khí thế, thương thiên đều bởi vì hắn run run lay động. Ngỏa tào, người nào đem ra hỏa này phóng xuất rồi? Triệu Bân thấy, không khỏi hít sâu một hơi. Oanh, đang khi nói chuyện, Viên Thần đã giết tới, kim sắc con mắt có liệt diễm tại phun ra. Hiếu chiến đích nhân vật, một tòa thành là giam không được đấy vẫn là có chuồng cho có thể chui ra. Tiểu hầu tử, chán sống lệch ra ma đạo quân trước mắt khinh miệt. Tiểu em gái người hầu tử, ta cùng nguyệt thần bái qua kết nghĩa đấy, gọi ta là một tiếng tổ ra ra, lão tử cũng không hiếm lợi hại phản ứng ngươi. Viên thần miệng vỡ liền mắng. Om sòm, mộng ma hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung rồi ống tay áo. Viên thần lăng không tiêu thất, bị nàng ném vào rồi trong mộng. Tiểu mộng mộng, đánh chó không nhìn chủ nhân sao hư không lại tới người, là một cái diện mạo thanh tú thiếu niên. Chính là tổ thần, tùy ý một cái búng tay, liền đem viên thần túm ra rồi mộng cảnh, không sai, chính là hắn đem cái con khỉ này mang ra trí tôn thành đấy, cả ngày giấu ở thành trong, sớm muộn nghẹn hỏng, như vậy hiếu chiến mà lại cương quyết bướng bỉnh quát con, không chịu mấy lần xã hội đòn hiểm, là nửa chút không nhớ lâu đấy. Người mới vừa rồi là không phải mắng ta kia mà. Có sao? Ta là khỉ con, không phải cầu không sai biệt lắm một già một trẻ cũng có nhàn hạ thoải mái vô nghĩa tuyệt đối là cái điển hình nhìn đối diện cái kia ba đại thần đã là thần con mắt lóa sáng một cái tiểu hầu tử bọn họ chướng mắt tổ thần liền khác nói vô luận bãi nơi nào đều là một con cá lớn cái này không liền tới công việc rồi sao vốn còn nghĩ chiến lược tính rút lui triệu công tử dĩ nhiên sửa lại chú ý tổ thần sâu không lường được hai người bọn họ liên thủ không được hùng lên một phòng a làm. Viên thần như một thoát thoát khỏi dây cương ngựa hoang, nâng lên cây gậy liền mở cứ vậy mà làm. Xét thấy mộng ma xuất quỷ nhập thần, hắn đánh không đến, thẳng đến ma đạo quân liền đi rồi. Tiểu oa tử, ngứa ra ngứa không. Tổ thần vừa xài bước cửu thiên, công hướng về phía thần ma tôn. Triệu công tử cũng động, tập trung cũng là thần ma tôn. Ngươi đánh mộng ma đi quá, ta đuổi không kịp cô nương kia nhi. Xem lời này của ngươi nói, cùng lão phu có thể đuổi theo tựa như đánh nhau không ngại nói chuyện phiếm đấy như cái này hai người dăm ba câu giữa liền cho thần ma tôn chỉnh buồn bực ba đối ba thế nào vẫn lại cho ta toàn bộ hai đánh một đâu không sao mà lại xem lão nương một trọi ba mộng ma dù chưa ngôn ngữ nhưng thần thái trình bày hết thảy tổ thần hung đến không phải tốt đánh triệu bân tặc kháng đánh đập vào rất tốn sức sở dĩ nàng chuẩn bị tìm tam quả hồng mềm xoa bóp thật vừa đúng lúc, tại đây còn có ba cái tu mộng chi đạo đấy. Siêu, nàng vào mộng cảnh, thuận tiện, vẫn là mang đi rồi cơ ngưng xương, mộng tiên cùng vân yên, tàng vĩnh hằng giới hữu dụng bằng triệu bân đạo hạnh, hộ được bọn ngươi. Hắc, triệu bân thấy chi, bề bồn sợ bước ra, một bước đạp dưới cũng đi theo biến mất. Mộng ma mộng cảnh, hắn tìm không được, nhưng vân yên mộng, hắn có thể nhất tìm một cái chuẩn. Bồn sự ngược không nhỏ. Thấy triệu bân sát đi vào, mộng ma hừ lạnh một tiếng, đem Vân Yên ném ra mộng cảnh. Đem Vân Yên ném ra bên ngoài, chính là đem Triệu Bân ném ra bên ngoài. Mà nàng, tắc cuốn theo mộng tiên cùng cơ ngưng xương, đổi giấc mộng. Nói giỡn, Vân Yên là ai, Triệu Bân đích sư tôn, mộng tiên đã từng là hóa thân, tuy là khôi phục tự do thân, nàng cũng đồng dạng có thể tìm được bổn tôn mộng. Kết quả là, nàng lại dẫn Triệu Bân, giết trở về. Người bổn sự cũng không nhỏ mộng ma lạnh lùng cười một tiếng đem mộng tiên cũng ném ra ngoài là thời điểm cùng ngoại vũ trụ bé con đơn độc tâm sự rồi không vội nàng một chút không vội từng cái từng cái đến quá phù sinh nhược mộng ngoại giới mộng tiên cùng vân yên đều đã thi bí pháp tìm mộng ma không khó nhập cơ ngưng xương mộng là tốt rồi nhưng một phen nếm thử hai người đều nhăn xuống tiếu mi thế nào triệu bân hỏi Nắm không được, mộng tiên nhíu mày. Không vào được, Vân Yên cũng mở miệng. chương 2026, thế nào không còn? Tìm, chiếu đến tinh huy, triệu bân, Vân Yên cùng mộng tiên riêng phần mình chạy về phía một phương. Mộng ma cô nương kia nhi quá đáng hận, cả ngày liền biết khi dễ loại nhỏ, lấy lớn hiếp nhỏ đã như vậy rồi, vẫn là mẹ nó khó lòng phòng bị, dù tàng phải khá hơn nữa, cũng không chịu nổi nàng kéo ngươi vào mộng nói chuyện phiếm, mà lại là không dứt vợ của ngươi nhiều ném một cái nên là không có gì đáng ngại triệu công tử nói thầm lúc tìm lý do vẫn là rất thanh kỳ đấy chọc cười quy chọc cười đại tẩu chỉnh không còn nhất định tìm trở về a à. lão đại ngươi liền không định phong cái thần Xong việc nhi lại mang theo thiên kiếp đi lừa người cái này không thường ngày thao tác sao long uyên kiếm ha ha cười một tiếng rất tốt triệu bân một bên tìm người một bên tùy ý trả lời sau đó sẽ không sau đó rồi phong thần là kỹ thuật sống không thần môn phải tạo đường đường cũng còn không có tạo tốt đâu phong cái gì thần hắn đi rồi mộng chi hải đại chiến cũng không ngừng viên thần đối với ma đạo quân làm long trời lở đất hắn mặc dù nội tình không tốt nhưng có dũng mãnh vô địch chiến ý nếu không phải như vậy quyết tâm tổ thần cũng sẽ không dẫn hắn ra tới tản bộ hiếu chiến chủ sao cần dùng huyết chiến đến ma luyện so sánh với hầu tử vô cùng thê thảm tổ thần liền vững như lão cẩu rồi thần ma tôn bị đánh đã được hắn truy một đường đứng không vững mộng chi hải náo nhiệt cái khác thiên địa động tính cũng không nhỏ quan sát thiên địa nhiều chỗ đều có ánh lửa sông tiêu bởi vì xuất thành không chỉ chịu bân cùng tổ thần bọn họ như nhân quả đạo tôn đám kia đại lão cũng đều ra tới gây sự tình rồi bắt cóc tống tiền đấy muốn tiền chuộc đấy đánh cướp đấy làm gì đều có Thật sự không khéo đánh lên đối địch thần, cũng không phải hẹn một trận sao? Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, như thế một trận đại náo động, không biết bao nhiêu tiên địa bị hủy, không biết bao nhiêu cổ thành sụp đổ, hỗn loạn uy lực còn lại, tận thế quang hỏa, như thành từng mảnh mây mù lung chiều cửu thiên thập địa. Cái này, mới là mọc lên như nấm. Chúa tể là quần chúng, toàn bộ tiên giới thuộc về nàng xem rõ ràng nhất. Nhìn cái kia mảnh minh mông cương vực, cực kỳ giống ăn Tết lúc phóng khói lửa mộng ma mộng vẫn là như vậy ma tính như vậy kỳ quái đuổi đi triệu bân lạc đường mộng tiên cùng vân yên nàng khó được mãn nguyện cơ ngưng xương là ở đấy lại bị mộng ma pháp tác giam cầm không thể động đậy cùng mộng tiên cùng vân yên liên thủ đều chiến chỉ là cái này tôn thần càng không nói đến nàng một người khí vận không sai ta rất ưa thích mộng ma ô cười giơ lên tay năm ngón tay mở ra hướng rồi cơ ngưng xương thiên địa đại vận bị nàng gặp được có thể nói không phải ngoại vũ trụ quà tặng. Theo nàng thi pháp, thành từng mảnh mộng ảo chi quang, từ cơ ngưng xương thể nội bị tách rời, đó chính là khí vận, vô hình vô tướng, lại có thể làm thế gian bất luận cái gì hình thái. A, à, nàng ngâm nga, nhiều thống khổ trị ý, mỹ mâu cũng mông lung không chịu nổi. Bản mệnh khí vận bị tước đoạt, cũng không đau đớn, nhưng mộng chi đạo cắn trả, với lục thiên lực lượng xông tới, lại đến cực hung mãnh, nàng thủ vững thanh minh, đang bị cấm kỵ dần dần nuốt hết có như vậy một loại khó mà kháng cự bối rối, chính tập kích đầy nàng tâm thần, thậm chí không tự giác giữa chìm vào rồi mộng đẹp. Ân, mộng ma tiếu nghi hơi nhíu, mỹ mâu cũng ở đây cái trong nháy mắt híp lại thành sợi. Không trách nàng như thế, chỉ vì cái này ngủ tiểu nữ oa trong linh hồn, đột nhiên nhiều lần rồi một loại uy thế cường đại, cường đến để cho nàng cũng bất giác tâm linh run rẩy. Xem qua mới biết, là lục thiên lực lượng, lại nghịch thời không mà đến. Nó như sông lớn biển rộng, lúc này, đang tại liên tục không ngừng rót vào. Đã diệt tuyệt, còn nghĩ trở lại thế gian. Mộng ma cười lạnh, chỉ điểm một chút tại cơ ngưng xương mi tâm. Đừng nói, lục thiên tộc lực lượng, thật bị nàng phong rồi lai lịch. Nhưng, phong rồi không có nghĩa là liền vạn sự thuận lợi. Chỉ phút chốc, lục thiên lực suy tính liền phá tan xiềng xích. Tùy theo, còn có hào hùng chi lực hướng ra ngoài tùy ý chút xuống. a à đổi mộng ma ngâm nga rồi, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị bị đụng ngã lăn. Xem cơ ngưng xương, đã là tóc tai bù xù, mà lại không gió phiêu đáng. Xem cái kia mi tâm bí văn, cũng ở đây phút chốc, thành lạc ấn chữ khác vào đồ vật. Nhất dọa người đấy, vẫn là cái kia thể nội mãnh liệt mà suốt lực suy tính, tang thương cổ xưa, bạo ngược cô quạnh, đem mộng cảnh càn khôn, xông tới chính là hỗn loạn không chịu nổi. Nàng tỉnh, chậm rãi mở con mắt, trong mắt cũng là diễn lấy hết hủy diệt. Cái này, diệt thế nhãn mộng ma thấy chi, cả kinh lui về sau một bước. Tiểu mộng ma, có thể có nghĩ tới ta, cơ ngưng xương cười, tàng đầy ma tính. Siêu, triệu bân lại hiện thân, đã là một phiến bao la mở mịt hôn ám thiên địa. Hắn là theo chân thôi diễn tới được, nơi đây có mộng ma chi dấu vết. Cũng chính là nói, mộng ma cô nương kia nhi, từng ở chỗ này xuất hiện qua. Có thể, hắn đã tới chậm, không thấy mộng ma bóng dáng thế nào không còn. Triệu bân một đường đi một đường nói thầm, cũng là một đường đi một đường thôi diễn. Là vì không còn, là chỉ mộng ma dấu vết, đến cái này liền lăng không tiêu thất rồi, còn có nhà hắn đại tẩu, cũng tựa như nhân gian bốc hơi, đuổi theo cái kia ngọn nguồn chính là một phiến hỗn đột. a à, bỗng nhiên nghe thấy hét thảm một tiếng, như ác quỷ kêu rên, rất đúng thê lương. Triệu bân vô thức xéo con mắt, lờ mờ có thể thấy phương xa, có một phiến phế tích, nhiều nghiền nát sơn thể, như không nhìn lầm, đó là đã từng là lạc nhật thần giáo, ngày xưa, bị hắn thần chiều tiêu diệt, nên là năm đó đại chiến vô cùng thê thảm, chết người quá nhiều, cho nên mới nửa đêm ma quỷ lộng hành, cũng chính là nhuốm máu thành linh tà túy. Coi chừng, vẫn là vũ ma, nhắc nhở một tiếng. Lời nói chưa dứt, liền nghe trói tai kiếm minh. Có kiếm quang từ phía chân trời chém tới, hủy diệt kiếm ý, không nhìn không gian cách trở, thậm chí tại phía xa ngoài trăm dặm liền tại triệu bân trên người vẽ ra rồi vết máu. Ô, ô, n, g. Triệu công tử phản ứng không chậm, tiện tay sách mâu đón đỡ. Hủy diệt kiếm quang theo sau liền đến, đứng giữa chạm tại chiến mâu trên, bổ chiến mâu ánh lửa bắn ra bốn phía, cũng chém triệu bân đạp đạp lui về phía sau, lực phản chấn, vẫn là cắt nát tay hắn cốt, chiến mâu cũng run rẩy dừng lại đều ngăn không được. Thật bá đạo kiếm uy. Triệu bân một bước định thân, cùng tận sức nhìn nhìn xem thiên danh giới lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một phiến sát khí mãnh liệt cuồn cuộn, tiệc thiên cuốn địa mà đến, sát khí thấp thoáng ở chỗ sâu trong, có một đạo mơ hồ bóng người, khí chàng vô cùng cường đại, đến mức đều bị sấm sét vang dội, đụng càn khôn dung chuyển. Thánh ma, triệu bân hai mắt híp lại, có thể xuyên thấu qua sát khí mơ hồ nhìn đối phương chân dung. Thượng thương thăng nói trước cởi ra khô sát sao, hắn tại thần minh hải ngoại gặp qua. Đi, đi nhanh, vũ ma bề bồn sợ nói trong mắt vẫn là rất nhiều kiêng kỵ chi sắc một kiếm này vãn bối như kỹ ngày khác thanh toán triệu bân lưu lại một lời nói đăng thiên mà đi tìm người gấp rút tiểu tiểu thiếu thần ngươi đi được rồi thánh ma băng lãnh cô quạnh lời nói như ma chú vang đầy cửu thiên càn khôn tựa như nghe cái kia hiệu lệch thậm chí trời cùng đất đều bởi đó lay động triệu bân chỉ cảm thấy trước mắt một vòng hắc lại mở nhãn đã là minh mông tinh không nói tinh không không xác thực, hẳn là một phiến thế giới khác, so dị không gian còn cao nhất sai, liếc mắt nhìn qua, không thấy phần cuối, mà lại càng khôn phách liệt đến cực điểm. Mở, triệu bân trong lòng nhất quát, vung kiếm hướng lên trời bổ đi lên. Không phải dễ dùng, kiếm quang như đá ném vào biển rộng, chớ nói phá vỡ thế giới khác, nửa phần sóng hoa cũng không nổi lên, kiếm huy cùng kiếm ý, đều bị nhất cỗ lực lượng thần bí, cưỡng ép hóa giải, liền kiếm đạo pháp tắc cũng ở đây hư vô trong đáng diệt, ngụy thiên đạo chi lực, triệu bân lẩm bẩm lời nói, ánh mắt thâm thúy như huyên. chương 2027, ngụy Thiên Này phần mộ, có thể ưa thích. Cùng với phiêu miểu lời nói, thánh ma tại thế giới khác hiển hóa rồi chân thân. Phía sau, có thể thấy mênh mông dị tưởng, núi thây biển máu, sấm sét vang dội Hắn khí tràng cường đại vô cùng, dù là triệu bân nội tình, đều cảm thấy áp lực. Thuần phục ta, liền lưu ngươi nhất hồn, không hổ là thượng thương cởi ra khô xác thánh ma mở miệng chính là vô thượng uy nghiêm làm cho người ta nghe rất khó nhắc tới nửa phần ngỗ nghịch ý niệm trong đầu như vũ ma lúc này liền nhịn không được tâm cảnh run lên vĩnh hằng chi môn mở triệu bân liền dứt khoát rồi không nghe thánh ma mù phấp phới trực tiếp mở tối cường công phạt cũng là cái này trong nháy mắt cái kia uy thế cùng chiến lực một đường làm tới rồi đỉnh phong cương liệt tiểu bối ngược có mấy phần có khí phách thánh ma ô cười không nghĩ tới triệu bân đến liền chuyển vĩnh hằng chi môn không quan trọng chuyển cái gì cũng không có dùng hắn ma thân run lên ngoại đạo pháp tướng hộ thể nói đến cái kia pháp tướng bề ngoài cũng không thế nào đẹp mắt cực kỳ giống khô lâu khung bọc một tầng ô thất bát hắc áo bông dày hơn nữa lồng ngược chỗ vẫn là cắm một cây kiếm cổ tay cùng cổ chân vẫn là khóa tráng kiện pháp tắc xích sắt phá triệu bân vừa quát âm vang cũng mở miệng thành phép Vĩnh Hằng Chi Môn ầm ầm mở cửa, lộng lấy Vĩnh Hằng Quang Huy, mang theo cuốn tồi khô lạp hủ lực lượng, hoành phô cửu thiên. Phốc, huyết quang hiện ra, như tựa như tinh hà nứt vỡ. Thánh ma sừng sững không động, ngược lại cái kia pháp tướng, bị phá hủy rồi nửa bên, vốn là bề ngoài không tốt, lần này lại nhìn, nhiễm nhiên tựa như một cái quái vật, giống như người không phải người, mà lại sừng sững đáng sợ. Thần minh phía dưới, ngươi là đệ nhất cái hủy ta pháp tướng giả, thánh ma không chút nào nộ ngược lại nhuốm máu con mắt có nồng nhiệt tinh quang lóe sáng vật nhỏ này hắn là càng xem càng thích thật không biết nguyệt thần nơi nào đào rồi như thế cái đổ vật phải tiền bối tán dương vãn bối quả thực vinh hạnh triệu bân vượt thiên mà tới nhất mâu trên trời nện xuống dưới hạt gạo chi quang cũng dám cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng thánh ma trước mắt khinh nguyệt, vẫn như cũ không động nhưng trên đỉnh đầu không nhưng có ma quang rủ xuống, lung muộn cái kia khí lực. Vừa gặp triệu bân chiến mâu rơi xuống, đánh lên cái kia hộ thể ma quang, như đập vào bảng thép trên, đụng đương đương vang, không có phá vỡ cái kia phòng ngự không nói, còn bị chấn lật ra cái đại té ngã, tay cầm chiến mâu, cũng ở đây ô, ô, n, g run rẩy ở bên trong, té ngã rồi tinh không ở chỗ sâu trong. ngụy thiên đạo chi lực, quả nhiên kháng đánh. Triệu bân khóe miệng tràn đầy huyết, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thành rồi bùn máu, chưa kịp hắn đứng vững, thánh ma liền lăng không hiển hóa, nhất chỉ ma quang đâm hướng về phía hắn nghi tâm. Ta chạy. Triệu bân một cái thuấn thân né qua, vây quanh rồi cái kia sau lưng, vung kiếm liền chạm. Không gian na di, đối với bản tôn vô dụng, thánh ma một câu cô quạch, lại lăng không tiêu thất, tại hư vô hiển hóa, che trời một trường, ẩm ẩm che đậy rơi xuống. Phá. Triệu bân điều động thần long khí, dung hợp luân hồi pháp tắc, nhất kích bổ ra rồi đại thủ, Đồng nhất trong nháy mắt, hắn vẫn là diễn xuất rồi táng thế quan, tang thần chung cùng vĩnh sinh vương tọa, hướng lên trời đụng phải đi lên. Như vậy thần thông, thương được rồi ta. Thánh ma cười lạnh, cuồn cuộn ma chướng khí huyết, thành nhất phiến hải dương. Táng thế quan đụng vào, không dậy sóng hoa, tang thần chung cùng vĩnh sinh vương tọa, cũng không đáng suốt nửa phần gợn sóng, ngược lại ma hải một cái sóng lớn, che mất triệu bân. Ta đỉnh, triệu bân mở ra rồi hư vọng chi hà trải rộng ra rồi tinh hà đại đạo. Hắn tắc lấy hà mà lên, tế ra quy thiên cửu kiếm, hướng lên trời bổ chém. Thần binh kiếm trận, không sai. Thánh ma vung tay vung lên, mở ra rồi một đạo vòng xoáy, cực tẫn thôn phệ lực. Quy thiên cửu kiếm vào cái kia vòng xoáy, liền không thấy tung tích, trực tiếp chỉnh lạc đường. Vãn bối nghèo như vậy, tốt ý tứ bắt ta binh khí. Triệu bân từ không làm, lấy tạo hóa chi lực diễn xuất rồi một cây trường thương hắn thương ra như long, nhất kích đâm vào rồi vòng xoáy, chơi bạc mạng quấy nhiễu, quấy phong vân biến sắc, cũng quấy vòng xoáy nứt vỡ, bị cái kia thôn đi quy thiên cửu kiếm, cũng như thần chỉ từ trong té xuống. Hào tiểu tử, thánh ma ánh mắt càng nóng bỏng, cũng động thật sự. Bề ngoài thiên đạo chi lực, như mưa to mưa to, xối đầy minh mông tinh không, to lớn hào hùng xu thế, cực kỳ giống vũ trụ bản nguyên, một tia một luồng, cũng có thể nghiền sập cự nhạc. Chân áp, thánh ma nhàn nhạt một tiếng, mở một cái hư ảo bảo đỉnh, có lôi đình xé rách, có pháp tắc vần quanh, càng có như núi tráng kiện ma khí, như thác nước giống như rủ xuống lộ. Phốc, sạc sạc, bảo đỉnh trầm trọng, áp triệu bân một bước lảo đảo, băng rồi tất cả xương cốt tứ chi. Hắn khí huyết cuồn cuộn, cứng rắn chống lên rồi đại đỉnh, một cước đá lộn ra ngoài. Thôn, hồng mông hải tùy theo mãnh liệt, hướng lên trời quét sạch. Thánh ma liền đại thần thông rồi, mãnh liệt phung tay lên, càng đem hồng mông đã thu vào trong tay áo, trong đó tự thành càn khôn, cưỡng ép mệt nhọc hồng mông, bất luận triệu bân thế nào thi pháp, cũng khó khăn phá tan giam cầm. Còn có gì dựa vào? Thánh ma u cười, quanh thân còn nhiều hơn cửu đầu ma long. Chờ đợi triệu bân sát đến, ma long đều gào thét, hoặc phun ra liệt diễm, hoặc con mắt bắn thiểm điện, đều là pháp tác ngoại tướng, trong lúc nhất thời, suýt nữa hủy đi triệu bân thần khu, suýt nữa hỏa táng hắn nguyên thần. Cốt Triệu Bân lấy hư vọng thành kiếm, nhất kích bình định rồi ma long. Thánh ma trò bịp bợm so với hắn nhiều hơn, tiện tay liền nhặt ra một vòng thái dương, vạn đạo quang mang nở rộ, phổ chiếu tinh không, chiếu diệt triệu bân khí huyết, cũng lấy hết cái kia thần lực. Triệu này nhất kích, triệu bân khí thế chợt hạ xuống, như một khỏa thiên thạch, rơi xuống tinh không. Không thú vị, thánh ma thần sắc nhìn ngấm, một tay trên trời giò dưới muốn sống bắt triệu bân. Đi đại gia ngươi đấy, triệu bân từ trong mộng chuyển ra rồi hàng tồn cũng chính là ngày thường thích góp từng tí một thần lực thành một cái sáng như tuyết kim đao chém đứt rồi ma trường a à, từ mở chiến thánh ma lần thứ nhất kêu rên trong mắt còn có phiền muộn được a à, vật nhỏ này được a à, lại vẫn có hướng trong mộng tàng thần lực tuyệt chiêu đặc biệt oanh ngắn ngủi phút chốc triệu công tử lại hùng nổi lên tế ra nghìn năm tuổi thọ vừa trọng đốt thần lực cùng khí huyết như một đầu thương long xoay quanh cửu thiên vô tận pháp tắc, tại cái kia quanh thân bay múa, như sấm như điện, như đao như kiếm. Nguyệt thần, bổn tôn vẫn là không bỏ được giết hắn rồi, thánh tôn hí ngược cười một tiếng. Hắn trên miệng nói như vậy lấy, có thể trên tay lại không nhàn rỗi. Thấy hắn một trường mở ra, ngoại thiên đạo pháp tắc chữ khác vào đồ vật, càng đem triệu bân đã thu vào lòng bàn tay, trong đó tiểu càn khôn diễn hóa, tự thành một ngày địa có tinh thần bố trí đoàn, có nhật nguyệt treo cao, sông núi thảo mộc đều có thể gặp đều lung chiều tận thế chi quang. Trường Trung Phật Quốc, Phật gia thần thông, tiền bối dùng ngược lại đĩnh trượt. Triệu bân không nhìn càn khôn, tại thánh ma lòng bàn tay, mở vĩnh hằng tiên vực. Cái này dễ dùng, nhất kích liền nứt vỡ rồi trưởng trung thế giới, liền đới thánh ma bàn tay, cũng cùng nhau hủy thành rồi thịt nát nát cốt. Hồng mông trả trở về. Triệu bân hét to, một đạo thời gian pháp tắc, đánh xuyên thánh ma ống tay áo trong tay áo càn khôn cũng phá rác bị khốn ở trong đó hồng mông hải cuối cùng phá tan giam cầm mà lại tại sát ra trong nháy mắt vẫn là hóa thành một đầu nguy nga thương long một cái thần long bãi vĩ đem thánh ma ném lộn ra ngoài tiểu bối ta đổi chủ ý rồi cùng với băng lãnh lời nói thánh ma phút chốc đạp thiên mà quay về trên mặt hắn không còn u cười hơn nữa là vẻ dữ tợn tốt xấu là thượng thương đã từng là thân thể mà lại vẫn là hàng thật giá thật đế thần cảnh như vậy tại thiếu thần thủ trong kinh ngạc, lửa giận ngập trời, tất nhiên ép không được. Đổi cái gì chú ý? Triệu bân cũng đứng vững vàng, tóc vàng phiêu đáng, thần con mắt như đuốc. Chân hắn đạp hồng mông, đầu treo hảo vô tinh thiên, một tay cầm mâu, một tay nhấc kiếm, thần lôi cùng thần hỏa vờn quanh quanh thân, màu hoàng kim khí huyết, bay thẳng cửu tiêu, lại phối hợp cái kia phách liệt đến cực điểm khí thế, hắn nghiễm nhiên giống như nhất pho tượng chiến thần. Đem luyện thành một tôn khôi lỗi, nên là cái thật tốt lựa chọn. Ta thần triều, vẫn là khuyết cái canh cổng đấy, không phải tiền bối không được đảm nhiệm. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 110.